chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 271 Tiêu Tiên Sinh Bạch Thanh Ngôn rủ con ngươi tùy Đổng Đình chân bước chậm giác thượng Nàng cho rằng Đỗng Trường Nguyên biểu đệ đều không phải là là cái chấp nhất nam nữ tình yêu người. Cho nên mẫu thân ám chỉ nàng Đỗng Trường Nguyên nhân lo lắng nàng chưa khảo hảo khi, nàng chỉ đương mẫu thân còn tồn tác hợp nàng cùng Đỗng Trường Nguyên tâm. Hiện tại nghĩ đến, Đỗng Trường Nguyên trường thi thất ý, sợ là bởi vì Đỗng gia bởi vì chuyện của nàng náo loạn không thoải mái ảnh hưởng đến hắn đi. Đỗng Đình Trân là thật hy vọng Đỗng Trường Nguyên cùng Bạch Thanh Ngôn có thể thành chuyện tốt, đặc biệt là nhìn Đổng Trường Nguyên từ một cái anh tuấn tiêu sái công tử trở nên như vậy trầm thấp gầy, Đổng Đình Trân thật đúng là khó chịu cực kỳ. Biểu tỷ, ngươi nhìn đến phía trước đào ẩn hồ bến tàu đình kia con hồng sơn thuyền hoa sao? Biểu tỷ nếu là nguyện lấy thấy Trường Nguyên ca ca, liền tùy ta thượng thuyền hoa, nếu không muốn. Cũng coi như là ta cái này làm đường muội đối Trường Nguyên ca ca kết thúc tâm, hảo biểu tỷ. Ta liền sợ ngươi giận ta. Đổng Đình Trân hơi có chút bất an quơ quơ bạch thanh ngôn cánh tay. Tiêu huynh. Bồi bạch cẩm trĩ cùng hai cái thứ muội đi tuốt đàn trước mặt đổng trường sinh, đột nhiên gọi một tiếng. Bạch cẩm trĩ cũng đặc biệt hào khí đi theo hô một câu, tiêu tiên sinh. Đào ẩn hồ thượng ngừng thuyền hoa du thuyền bến tàu phía trên, tiêu dung diễn đeo đao hộ vệ hai bài cảnh giới, còn có thoạt nhìn xa lạ người biết võ trong lòng ngực ôm đao ở khắp nơi đề phòng, một bộ người sống chớ gần phô trương. Tiêu dung diễn bên cạnh lập một vị vóc người cùng tiêu dung diễn giống nhau cao nam tử, tuy rằng thấy không rõ lắm bộ dạng, nhưng xa xem khí độ tuyệt phi phàm phu tục tử đi ở tiêu dung diễn cùng kia nam tử phía trước là một vị tuổi tác đã cao lại chưa từng xúc hồ lão giả còn có một vị bất quá mười mấy tuổi hài đồng ngôn hành cử chỉ thập phần ưu nhã tự phụ bạch khanh ngôn ngước mắt hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy bạch cẩm trĩ ỷ vào chính mình cùng tiêu dung diễn quen biết đã trước một bước triều tiêu dung diễn phương hướng chạy tới đổng trường sinh giơ tay đều không có giữ chặt chỉ phải vội vàng đuổi kịp bạch cẩm trĩ còn chưa tới gần liền trước bị thân mang sát khí xa là hộ vệ ngăn lại tiêu dung diễn nhưng thật ra cười cười đối bên cạnh nam tử nói vị này chính là trấn quốc vương phủ bạch gia tứ cô nương đứng ở tiêu dung diễn bên cạnh nam tử vừa nghe là bạch gia tứ cô nương cười mở miệng thanh âm ôn nhuận làm người như tắm mình trong gió xuân bình ấp làm bạch gia tứ cô nương lại đây được mệnh lệnh vị kia một thân sát phạt lệ khí ngăn lại bạch cẩm trĩ nam tử mới tránh ra bạch cẩm trĩ cực kỳ cao hứng nhảy thượng bến tàu đang muốn hành lễ lại ở chú ý tới tiêu dung diễn bên cạnh người nam tử dung mạo khi tức khắc sửng sốt bạch cẩm trĩ lớn như vậy còn chưa bao giờ gặp qua như thế đẹp nam tử nàng còn tưởng rằng nàng gặp qua đẹp nhất nam tử đó là tiêu dung diễn không thành tưởng trên thế giới còn có như vậy xinh đẹp tinh xảo nam nhân nàng trong lòng có chút không xác định hẳn là nam tử đi người mặc nam tử phục sức cốt cách cũng giống nam tử đổng trường sinh nhìn đến kia nam tử bộ dạng cũng là chinh lăng một lát thậm chí trong lòng ẩn ẩn đã đoán được tiêu dung diễn bên cạnh người nam tử thân phận, này nam tử bộ dạng như thế kinh diễn tuyệt luân, bên người lại có một cái chưa từng xúc hồ lão giả tương tùy, còn có một cái mười mấy tuổi hài đồng, thân phận không cần nói cũng biết. Chỉ là tiêu dung diễn như thế nào sẽ cùng Yến Đế ở bên nhau. Đổng Trường Sinh là cái thức thời, nếu Yến Đế là thường phục đi ra ngoài, tất nhiên là không nghĩ làm người biết, hắn cười thanh khách thượng đài cao, cùng mộ dung út gật đầu sau đó đem bạch cẩm trĩ túng đến bên người, nho nhã mỉm cười, tiêu huynh mang bạn bè ra tới du hồ. Đổng trường sinh vừa dứt lời, bạch cẩm trĩ liền phục hồi tinh thần lại, vội đối tiêu dung diễn chỉ về phía sau mặt, tiêu tiên sinh, ta trưởng tỷ ở nơi đó. Tiêu dung diễn sớm tại nhìn đến bạch khanh ngôn kia một khắc, phụ ở sau người tay liền đã chậm rãi buộc chặt, hắn không nghĩ tới hôm nay thế nhưng như thế xảo, thế nhưng đụng phải bạch khanh ngôn. Mới vừa trừ trồi non cây liễu nhu chi ở trong gió lay động, một thân tố sắc quần áo bạch khanh ngôn đứng ở trong đó, ống tay áo theo gió lay động, phản phất tùy thời mọc cánh thành tiên tiên tử giống nhau. Mộ dung út mắt nhìn tính tình vui sướng bạch cẩm trĩ, tầm mắt dừng ở đệ đệ trên người. Thấy đệ đệ tầm mắt không e dè nhìn về phía nơi xa, hắn cũng là nhìn qua đi, chỉ thấy một người mặc tố sắc váy áo cô nương đứng trước ở cây liễu dưới, khí chất siêu trần xuất chúng. Động gia hai cái thứ nữ thấy thế cũng không dám lên trước, quay đầu nhìn về phía bạch thanh ngôn phương hướng. Tiêu dung diễn đoàn người phản quan mà đứng, đảo làm nàng thấy không rõ lắm tiêu dung diễn đoàn người diện mạo, thẳng đến đỡ xuân đào tay bước lên bến đò đi đến tiêu dung diễn đoàn người trước mặt khi bạch khanh ngôn mới thấy rõ ràng tiêu dung diễn bên người kia có thể nói kinh diễn tuyệt luôn mỹ mạo nam tử ước chừng là tiêu dung diễn trên người khí tràn quá mức dày nặng quá mức chói mắt vài người thế nhưng đều là đến gần mới phát hiện tiêu dung diễn bên người lập một vị tuyệt thế mỹ nam bạch đại cô nương nguyệt thập vừa thấy đến bạch khanh ngôn liền vội hành lễ ánh mắt tràn ngập sùng kính chi tình bạch đại cô nương tiêu dung diễn trịnh trọng hành lễ Hảo xảo, không thành tưởng bạch đại cô nương cũng tới du xuân. Đứng ở một bên đổng trường sinh mày nhảy nhảy, tầm mắt dừng ở tiêu dung diễn trên người, lại dừng ở bạch khanh ngôn trên người, tổng cảm thấy tiêu dung diễn đối bạch khanh ngôn nói chuyện cảm xúc không giống bình thường. Tiêu tiên sinh. Bạch khanh ngôn thoáng hành lễ, lại triều yến đế gật đầu ý bảo, tầm mắt dừng ở kia khí độ bất phàm 11 tuổi thiếu niên trên người, cũng là cười nhạt gật gật đầu. Tiêu dung diễn thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a à dám như vậy quan minh chính đại mang theo yến đế cùng đại yến hoàng tử du hồ. Bất quá cũng là, tiêu dung diễn càng là không kiên dè cùng yến đế cùng đại yến hoàng tử kết giao, đem thương nhân trục lợi tư thái làm đủ, nhưng thật ra cũng sẽ không có người hoài nghi hắn cùng đại yến hoàng đế có quan hệ gì. Rốt cuộc nếu hắn thật là đại yến cửu vương gia, lúc này hẳn là tránh né đại yến hoàng đế đều không kịp, lại như thế nào sẽ ghé vào cùng nhau làm người khác xem. Mộ dung lịch vừa nghe bạch đại cô nương, bốn chữ, lại xem nguyệt thập thái độ, liền biết trước mắt vị này đó là bạch gia quân tiểu bạch soái thái độ thập phần hữu hảo hướng bạch thanh ngôn cười cười trưởng tỷ nếu xảo ngộ tiêu tiên sinh không bằng chúng ta cùng nhau du hồ đi bạch cẩm trĩ vui vẻ cười nói thập phần dụng tâm tự cấp bạch thanh ngôn cùng tiêu dung diễn giật dây tiểu tứ lại đây bạch thanh ngôn mặt trầm xuống dưới tiêu dung diễn có thể cùng yến đế du hồ nghĩ đến thuyền hoa thượng hai người hẳn là còn có chuyện quan trọng muốn nói nếu là bị bạch cẩm trĩ hoành xoa một chân giảo thất bại đâu bạch cẩm trĩ nhìn đến trưởng tỷ sắc mặt biến đổi trong lòng phát mau vội chạy chậm đến bạch thanh ngôn bên người trưởng tỷ quấy rầy tiêu tiên sinh bồi bạn bè du hồ bạch thanh ngôn như cũ là kia phó ôn lương bộ dáng tầm mắt dừng ở mộ dung út trên người nhợt nhạt gật đầu trước cáo từ bạch đại cô nương dừng bước mộ dung út cười mở miệng nếu đều là tới du hồ không biết bạch đại cô nương có không hạ mình cùng ta cùng cấp du bạch tứ cô nương tính tình thẳng thắn khó được, ta chờ đều là nặng nề người, có bạch tứ cô nương ở. Thuyền hoa cũng có thể nhiều chút hoang thanh tiếu ngữ. Mộ dung út ánh mắt nhu hòa sạch sẽ, thanh âm cũng ôn nhuận, nhưng thật ra lệnh người hảo cảm lần sinh, liền giống như một vị ôn nhuận trưởng giả. Chương 272 địch ý Khó được đệ đệ gặp tâm di bạch tứ cô nương, mộ dung út như thế quan tâm đệ đệ chung thân đại sự, tự nhiên vui với thúc đẩy. Ta trưởng tỷ đã là quận chúa, hôm nay bệ hạ thân phong bạch cẩm trĩ thanh âm vui sướng nói trấn quốc quận chúa thất lễ mộ dung út cười cười không biết trấn quốc quận chúa có không vui lòng nhận cho trưởng tỷ bạch cẩm trĩ kéo kéo bạch khanh ngôn ống tay áo nghe nói trấn quốc quận chúa cờ nghệ siêu quần không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh cùng trấn quốc quận chúa đánh cờ một ván mộ dung út giống như thế gia công tử giống nhau cười đối bạch khanh ngôn thi lễ toàn vô hoàng đế cao cao tại thượng cái giá Bạch Khanh Ngôn nghi người né qua mộ dung út lễ, triều tiêu dung diễn mắt nhìn, thấy hắn sâu thẳm đáy mắt mỉm cười, lúc này mới ứng hạ. Mộ dung út thấy Bạch Khanh Ngôn mắt nhìn đệ đệ, trong lòng lượt có nghi hoặc. Tần ma ma, ta bên người Xuân Đào cùng tiểu tứ bên người Linh Chi đi theo là được. Bạch Khanh Ngôn quay đầu phân phó tần ma ma. Trước cuộc là thượng nhà người khác thuyền, sao hảo đem nhà mình hộ vệ bà tử tất cả đều mang lên đi. Là. Tần ma ma gật đầu hành lễ đối với tiêu dung diễn tần ma ma vẫn là yên tâm, tuy nói là đăng thương nhân thuyền hoa có thất bạch khanh ngôn thân phận, nhưng tiêu dung diễn với bạch gia là ân nhân, cũng liền. Không sao. Tiêu dung diễn đi theo quản sự vội vàng tiến lên nói, quận chúa, huyện chủ, chư vị cô nương, công tử. Thỉnh. Đỗng đình trân hướng tới ngừng ở nơi xa thuyền hoa mắt nhìn, dưới đáy lòng thở dài một hơi, trường nguyên ca ca còn ở ba ba chờ biểu tỷ này nhưng như thế nào là hảo. Thấy thế, Đổng Trường Sinh liền cười đối Tiêu Dung Diễn chấp tay nói, chúng ta đây liền dính biểu muội quan, mặt dày ở Tiêu Huynh thuyền hoa thượng thảo một chén nước rượu. Đổng gia hai cái thứ nữ nhìn đến mộ Dung Úc cùng mộ Dung Diễn, người đều ngây người. Vẫn là bạch cẩm trĩ túng một phen lúc này mới mặt đỏ tai hồng đuổi kịp, nhưng ánh mắt liên tiếp hướng mộ Dung Úc cùng mộ Dung Diễn phương hướng trọng xem, lại sợ bị người khác nhìn thấy sợ đầu sợ đuôi. Đổng gia này hai cái thứ nữ đại cửu mẫu tống thị tuy rằng chưa từng bạc đãi quá, lại cũng không muốn lo lắng dạy dỗ, làm từng người sinh hoạt ở từng người di nương chỗ hai cái thứ nữ khó tránh khỏi có chút chân tay co cống không bằng đếp nữ như vậy tiếng thối có độ ôn hòa hào phóng tuy nói là người đều có lòng yêu cái đẹp nhưng đổng gia hai vị thứ nữ có chút quá rõ ràng làm thiên hạ đệ nhất phú thương tiêu dung diễn thuyền hoa có trên dưới hai tầng khí phái to lớn đại đô thành không người có thể tập hạ tầng thông thấu rộng mở xa hoa một kiểu gỗ đỏ gia cụ khó gặp tinh xảo xinh đẹp ngay cả quải đều là danh sĩ cổ họa bút tích thực, một bước vào nội đó là hương khí lượng lờ, bốn phía treo một tầng đẹp để quý giá theo thùa sa mỏng che đậy ánh nắng, cực kỳ thanh nhã. Vừa rồi mộ dung út nói muốn cùng Bạch Khanh Ngôn đánh cờ một ván, tiêu dung diễn bên người quản sự thực mau khiến cho người bưng lên bàn cờ tới, tỷ nữ mở ra cờ hộp, cấp các vị thượng nước trà điểm tâm, liền lui xuống. Đổng Trường Sinh cùng Tiêu Dung Diễn nói lên Lữ Nguyên Bằng tới, nghe nói Lữ Nguyên Bằng lại quỳ từ đường Tiêu Dung Diễn cười nâng chung trà lên lắc lắc đầu. Tuy nói Lữ Nguyên Bằng luôn là gặp rắc rối, bất quá lúc này đây. Ta nhưng thật ra rất thưởng thức hắn. Bạch Cẩm Trĩ không rảnh lo uống trà nhéo điểm tâm ăn khẩu, không chút để ý nói, như vậy đảo như là đói bụng. Cấp huyện chủ đoan ly sữa bò trà tới, nhiều hơn điểm đường. Tiêu Dung diễn phân phó bên cạnh người nô tỳ. Mộ Dung út khóe môi gợi lên, ở bàn cờ thượng lạc tử. Đa tạ tiêu tiên sinh, chính đói bụng, trong cung cung yến thật sự không phải người ăn bưng lên thời điểm đều lạnh thấu bạch cẩm trĩ ở tiêu dung diễn trước mặt nhưng thật ra cái gì đều nói Đỗng đình trân dùng khăn che miệng cười cười biểu mụi ngươi thật đương cung yến là cho ngươi đi ăn cái gì sao không phải đi ăn cái gì gọi là gì yến a à. bạch cẩm trĩ chẳng hề để ý mộ dung út rơi xuống cờ lại phân tâm chú ý tiêu dung diễn cùng bạch cẩm trĩ bọn họ bên kia trong lòng rất là nghi hoặc hắn đệ đệ thật sự sẽ thích bạch gia tứ cô nương loại này tính tình khiêu thoát nữ tử tiêu dung diễn cười tầm mắt hạ xuống bạch khanh ngôn trên người thấy nàng đang cúi đầu chuyên tâm chuyên tâm chơi cờ lại thấp giọng phân phó làm người cấp bạch khanh ngôn thượng một mâm sữa bò chân bánh bạch khanh ngôn rủ mắt lạc tử trực giác đối diện yến đế đối chính mình mùi mùi bạch cẩm trĩ quá mức chú ý nàng lạc tử suy đoán yến đế mộ dung út ý đồ đại đô thành trung có đồn đãi nói yến đế lần này tới đại đô trừ bỏ đưa nhi tử tới tấn vì đại tấn hoàng đế chúc thọ ở ngoài còn phải vì bào đệ cửu vương gia mộ dung diễn cầu thân bạch khanh ngôn nắm chặt bạch tử tay căng thẳng hiến đế chẳng lẽ muốn vì bào đệ mộ dung diễn cầu thú tiểu tứ xuân đào ngươi đi cho ta đổi một ly trà tới lạnh bạch khanh ngôn mở miệng xuân đào vội vàng theo tiếng bưng bạch khanh ngôn trước mặt chén trà rời đi nàng lạc tử bạch gia trong triều vô thế lực trong quân cũng không có người cầm quyền lần này nam cương đại thắng lúc sau nàng cùng tứ muội cũng chỉ là bị phong quận chúa cùng huyện chủ, trong tay không có thực quyền. Hiện giờ yến đế hạt nhân với tấn, đừng nói yến đế vì đại yến cửu vương gia cầu thú tiểu tứ, chính là cầu thú công chúa. Hoàng đế sợ cũng sẽ đồng ý. Bạch Khanh Ngôn trong tay Bạch Tử Nguyên bản đều phải rơi xuống, lại xoay một phương hướng, mới vừa còn ôm thôn ván cờ nháy mắt biến hóa, làm yến đế mộ dung út mất đi hơn phân nửa giang sơn. Mộ dung út ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện rủ mắt chơi cờ Bạch Khanh Ngôn, Lực làm cân nhắc, rơi xuống tử. Bạch Khanh Ngôn theo sát lạc tử, mộ dung út lại mất đi một tảng lớn hắc tử, bại cục đã định. Mộ dung út vừa rồi cùng Bạch Khanh Ngôn chơi cờ phân tâm với tiêu dung diễn chỗ, không nghĩ tới lại hồi xem ván cờ đầu thế nhưng phải thua. Bàn cờ như chiến trường, trấn quốc quận chúa quả nhiên là trời sinh tướng tài, mộ hổ thẹn không bằng, mộ dung út đem trong tay hắc tử để vào cờ hộp bên trong, nhận thua. Nguyên bản nói chơi cờ. Cũng bất quá là mộ dung út dục đem bạch tứ cô nương mời thượng thuyền hoa lấy cớ, chơi cờ mộ dung út cũng chưa từng dụng tâm, thắng thua với hắn mà nói không lắm quan trọng. Bàn cờ đâu chỉ như chiến trường, này trần thế đó là khổng lồ ván cờ, vương hầu khanh tướng đều là này phong vân ván cờ trung quân cờ, bạch khanh ngôn lấy quá một quả mộ dung út sở chấp hắc tử, nhưng chính là này nho nhỏ quân cờ, nếu là chấp cờ người không thể hoàn toàn đem khống, phiên khởi sóng to tới. Cũng là sẽ diệt một quốc gia, muốn mạng người. Nói, bạch khanh ngôn rơi xuống hát tử một cái chớp mắt lạc tử bàn cờ thay đổi bất ngờ bạch tử toàn thắng chi cục khoảnh khắc hủy diệt bạch khanh ngôn ngẩng đầu một đôi bình tĩnh u trầm con ngươi nhìn đối diện lược hiện khiếp sợ yến đế mộ dung út không có chút nào lùi bước cùng sợ hãi thậm chí mang theo vài phần uy hết bờ ý tứ mộ dung út ngực thật mạnh nhảy hai nhảy không rõ bạch khanh ngôn bất thình lình địch ý là vì sao hắn hướng tới đang ở nói dẫn bạch cẩm trĩ mắt nhìn tức khắc trong lòng hiểu rõ nghĩ đến vị này trấn quốc quận chúa ước chừng này đây vì hắn đối bạch cẩm trĩ nổi lên cái gì không nên khởi tâm tư đi. Mộ dung Úc là huynh trưởng, minh bạch bạch thanh ngôn giờ phút này tâm tình, không có bực bội phản đến thấp giọng cười cười. Mộ dung Úc là có tiếng Mỹ nam tử, cho nên cười rộ lên phá lệ cảnh đẹp ý vui, cũng Mỹ đến 10 phần kinh tâm động phách. Chương 273 Thế Tất Phụng Bồi Hắn đè thấp thanh âm nói, quận chúa sợ là hiểu lầm tại hạ, tại hạ đối bạch tứ cô nương đơn giản phần có tưởng tại hạ lớn tuổi tứ cô nương quá nhiều, thân thể gầy yếu, chỉ là nghĩ đến trong nhà. Bạch gia nữ nhi không gả đó là không gả, gả tất nhiên phải gả với chính mình tâm duyệt người làm bạn cả đời, nếu có người ý đồ lợi dụng ta tứ muội quãng đời còn lại hạnh phúc, Bạch Khanh Ngôn tuyệt không để ý cá chết lưới rách. Bạch Khanh Ngôn thanh âm ép tới rất thấp, đối mặt Yến Đế lời này nói là uy hế bờ cũng không quá. Đối Bạch Khanh Ngôn mà nói, nàng là nội tâm sợ hãi tiêu dung diễn, sự tình quan nàng chính mình nàng có thể lui cũng có thể làm nhưng sự tình quan muội muội nàng bạch khanh ngôn nửa phần cũng sẽ không lui tiêu dung diễn lỗ tai giật giật hắn bất động thanh sắc rũ mắt uống trà bạch khanh ngôn thích từ tục tiểu nói ở phía trước nếu yến đế cảm thấy mạo phạm còn thỉnh bao dung bạch khanh ngôn thoáng đối mộ dung út gật đầu nhưng thái độ lại thập phần ngạo mạn bạch khanh ngôn chỉ điểm đại yến không đánh mà thắng bắt lấy nam yến là bởi vì đại yến bắt lấy nam yến với nam yến bá tánh có lợi thả Đại Yến bắt lấy Nam Yến với ta mà nói vô trực tiếp lợi hại quan hệ, nhưng nếu Đại Yến được một tất lại muốn tiến một thước còn tưởng nắm ta tứ muội hôn nhân, Bạch Khanh Ngôn cũng không ngại cấp Đại Yến tìm điểm phiền toái. Nhìn đối diện bộc lộ mũi nhọn Bạch Khanh Ngôn, mộ dung út trên mặt ôn nhuận ý cười tiệm lui. Tuy nói Yến quốc thế yếu, nhưng mộ dung út rốt cuộc là một quốc gia đế vương, đề cập Yến quốc an nguy mộ dung út như thế nào có thể không coi trọng. Bạch Khanh Ngôn có uy hế bờ, nàng uy hế bờ đó là nàng người nhà, làm trưởng tỷ. Bảo hộ bọn muội muội bình an hỉ nhạc, sớm đã là nàng cuộc đời này thâm nhập cốt tủy tính niệm chi nhất. Nếu Yến Đế dám đánh nàng muội muội chú ý, chẳng sợ cùng Tiêu Dung diễn đứng ở mặt đối lập bác một bác, nàng cũng không sợ. Thân tình có đôi khi sẽ là một người uy hế bờ, nhưng có đôi khi cũng sẽ là một người áo giáp. Làm nhân sinh chết không sợ. Quận chúa lời này, nói. Không khỏi bừa bãi. Mộ dung út ý cười lạnh lẽo. Bạch Khanh ngôn câu môi cười, cưỡng chế trong lòng lửa giận cười lạnh tiêu dung diễn mộ dung diễn yến đế thật đương đại yến cờ cao một nước cửu vương gia hành sự bí ẩn không người phát hiện mộ dung úp lòng bàn tay căng thẳng đáy mắt chỗ sâu trong tất dấu sát ý bạch thanh ngôn vô tình nhúng tay quý quốc bố trí việc cũng không ý cấp quý quốc tìm phiền toái cũng thỉnh yến đế tay đừng duỗi quá dài nếu yến đế cùng cửu vương gia thật muốn cùng bạch thanh ngôn đấu một trận bạch thanh ngôn cũng tuyệt không mất hứng thế tất phụng bồi Mộ dung Úc nghe minh bạch, bạch khanh ngôn ý tứ này là Nếu hắn dám thế đệ đệ hướng tấn quốc hoàng đế cầu thú bạch gia tứ cô nương, bạch gia đại cô nương liền phải đối yến quốc ra tay. Nếu là bên nữ nhi gia nói ra này chờ lời nói, mộ dung Úc có lẽ sẽ không để ý, nhưng Đối tượng là trấn quốc công phủ bạch gia đích trưởng nữ, tuy rằng bạch gia mãn môn nam nhi đều đã không có, nhưng trước mắt nữ tử Dùng nam cương chi chiến, dùng tiêu dung diễn thân phận dùng này một ván làm mưa làm gió ván cờ đã biểu hiện nàng năng lực lòng dạ. Đại Yến hiện giờ thế yếu, sở dĩ hạt nhân với tấn quốc, hoàn toàn là vì được đến thở dốc chi cơ từ từ đồ cường, mộ dung út không muốn cành mẹ để cành con. Mộ dung út xưa nay có thể nhẫn, hắn nhìn bạch thanh ngôn như họa hình dáng kinh diễm thanh diễn ngũ quan, thấp giọng hỏi, trấn quốc quận chúa vì sao không hỏi xem bạch tứ cô nương ý tới đâu. Có lẽ, bạch tứ cô nương chính mình nguyện ý đâu. Yến đế vì sao không hỏi xem ngươi đệ đệ, hiện tại quốc nghèo dân bần đại Yến, có thể cùng ta một trận chiến sao? Bạch Thanh Ngôn mang theo sát khí nói xong, rơi xuống trong tay Bạch Tử, đứng dậy đối mộ dung úc hành lễ thi lễ, nhìn phía tiêu dung diễn, tiêu tiên sinh, còn thỉnh thuyền hoa cập bờ. Đang ở nói dẫn Bạch Cẩm Trĩ ngẩn ra, nàng nhìn ra được trưởng tỷ đây là sinh khí, nàng hướng tới Yến đế phương hướng mắt nhìn, trưởng tỷ. Tiêu dung diễn đứng lên cười nói, quận chúa chính là cảm thấy buồn không bằng đi thượng tầng ngồi ngồi. Nơi đó thỏa thích chút. Mộ dung út nhìn đến ván cờ lại là phong vân biến sắc, cưỡng chế trụ đáy lòng kinh hải, cũng là cười đứng dậy, vững vàng đối bạch khanh ngôn lại dài đến đất, nếu là mổ trong lời nói đắc tội quận chúa, còn thỉnh quận chúa bao dung. Đổng trường nguyên cả kinh đứng dậy, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới yến đế thế nhưng đối bạch khanh ngôn lại dài nhận lỗi, một chút hoàng đế cái giá đều không có. Bạch Thanh Ngôn đã cùng Yến Đế xé rách mặt, cũng không sợ mặt xé đến càng khó xem chút, làm yến đế biết nàng tuyệt không cho phép yến đế nhúng tay bạch cẩm trĩ hôn nhân quyết tâm đều nói đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc yến đế phía sau là một quốc gia chỉ dựa vào điểm này yến đế cũng không dám cùng bạch khanh ngôn đánh cuộc bạch khanh ngôn mang cười nhìn tiêu dung diễn vẫn là nói tiêu tiên sinh thuyền thượng liền không thể hạ vẫn luôn bồi ở mộ dung lịch bên người lão thái giám phùng diệu dương mắt nhìn về phía chút nào không mua yến đế mặt mũi bạch khanh ngôn lòng bàn tay buộc chặt nhìn bạch khanh ngôn ánh mắt không tốt tầm mắt lại dừng ở yến đế mộ dung út trên người, tự hồ là đang đợi mộ dung út mệnh lệnh. Hay là Bạch Khanh Ngôn ánh mắt nhìn thẳng Phùng Diệu, lại dừng ở mộ dung út trên người, yến đế quốc hoàng đế thật dám ở tấn quốc đô thành, sai người giết trấn quốc quận chúa cùng cao nghĩa huyện chủ. Tiêu dung diễn có thể cảm giác được Bạch Khanh Ngôn trong lòng căm giận ngút trời. Hắn không nghĩ tới huynh trưởng cùng Bạch Khanh Ngôn lần đầu gặp mặt, tự nhiên liền như thế không thoải mái. Mộ dung út phụ ở sau người tay nắm thật chặt, thoạt nhìn. Nếu hắn thật vì tiêu dung diễn cầu thú bạch tứ cô nương, sợ là vị này bạch đại cô nương thật sự sẽ lấy chết tương đua. Yến, Yến đế. Đổng Đình Dư mở to mắt thấy hướng mộ dung út. Đổng Đình Trân bất an nhìn về phía bạch khanh ngôn, nàng chưa bao giờ thấy biểu tỷ như thế thất thố quá, biểu tỷ, Biểu muội. Đổng Trường Sinh vội đứng lên ra tới muốn hòa giải, biểu muội đừng nhúc nhích giận, tiêu tiên sinh vẫn là đem thuyền hoa sang bên đi. Bạch Cẩm Trĩ phản ứng lại đây lập tức chạy chậm đến Bạch Khanh Ngôn bên người, đầy mặt đề phòng nhìn Mộ Dung Úc, tay đã là nắm lấy bên hông đừng tiểu chủy thủ. Mộ Dung Úc thấy Bạch Cẩm Trĩ vì hộ Bạch Khanh Ngôn bộ dáng, thật sự không nghĩ làm Tiêu Dung diễn khó xử, liền mở miệng, "Tiêu tiên sinh cập bờ đi." Hôm nay mổ trong lời nói đắc tội quận chúa chỗ, mong rằng quận chúa bao dung. Tiêu Dung diễn tiến lên, lại dài đến đất, dám thỉnh trấn quốc quận chúa mượn một bước nói chuyện. Bạch Khanh Ngôn vẫn chưa nể tình, với lễ không hợp, Hả không có gì không dám nói với người khác, nếu tiêu tiên sinh có chuyện, không ngại nói rõ. Ca, chúng ta thuyền hoa cùng lại đây. Đổng Đình Trân kéo kéo Đổng Trường Sinh ống tay áo. Trưởng tỷ. Bạch Cẩm Trĩ tự hồ là ở dò hỏi Bạch Khanh Ngôn ý tứ. Nàng banh mặt, thần sắc chưa sửa, nếu tiêu tiên sinh không chịu cập bờ, vậy chờ Đổng Gia thuyền hoa lại đây, ta chờ liền cáo từ. Còn thỉnh quận chúa xem ở diễn đã từng ra tay trợ cứu Bạch Phủ Tứ Phu Nhân phần thường, mượn một bước nói chuyện. Tiêu Dung Diễn tư thái bãi thập phần thấp. Tiêu Dung Diễn làm sao ngăn đã cứu tứ thẩm, Bạch Khanh quyết cũng là Tiêu Dung Diễn cứu. Thấy Bạch Khanh Ngôn không có cự tuyệt, Tiêu Dung Diễn đối Bạch Khanh Ngôn làm một cái thỉnh tư thế. Hỏa đã phát qua, nói vậy yến đế cũng minh bạch nàng thái độ, cũng biết Bạch gia đều không phải là thật sự không người là có thể theo bọn họ đùa nghịch quân cờ. Chương 274 Phu cương không phấn chấn. Nàng áp xuống trong lòng lửa giận, nhợt nhạt đối Tiêu Dung Diễn hành lễ thu trên người lệ khí, tiêu tiên sinh. Với bạch gia đại ân, bạch khanh ngôn suốt đời khó quên, tiêu tiên sinh không cần khuyên. Nói xong, bạch khanh ngôn quay đầu nhìn mộ dung út, nhúng người hành lễ, bạch khanh ngôn có chỗ đắc tội, cũng thỉnh yến đế bao dung. Mộ dung út tươi cười càng sâu chút, hôm nay không có yến đế, quận chúa tất không bằng này, mộ cũng có chỗ đắc tội, tính làm. Lẫn nhau thông cảm đi. Không đợi thuyền hoa nội không khí nhẹ nhàng lên, Nguyệt Thập liền tiến vào ôm quyền nói, chủ tử có thuyền hoa tới gần nói là đổng gia thuyền hoa nếu như thế kia bạch khanh ngôn liền trước cáo từ bạch khanh ngôn hành lễ nhìn về phía đổng trường sinh biểu huynh đổng trường sinh xấu hổ cười cười không khí nếu đã như thế cương không bằng sớm trời đi hắn ôm quyền đối yến đế cùng tiêu dung diễn thi lễ chúng ta đây liền trước cáo từ mộ dung út ánh mắt trầm trầm gật đầu sau mang theo mộ dung lịch chạy lên lầu đổng đình trân nhìn theo yến đế lên lầu lúc này mới mang theo hai cái thứ muội hành lễ sau hướng thuyền hoa ngoại đi, bạch cẩm trĩ cũng miếng môi đối tiêu dung diễn ôm quyền đi ra ngoài. Đổng trường sinh trước thượng nhà mình thuyền hoa, duỗi tay đỡ bọn muội muội từ tiêu dung diễn thuyền hoa trên dưới tới. Bạch Thanh Ngôn đối tiêu dung diễn gật đầu đang muốn nhấc chân bước ra thuyền hoa, lại bị tiêu dung diễn một phen nắm lấy thủ đoạn, xã hội thuyền hoa nội. Sống lưng nhẹ đánh vào tấm ván gỗ thượng Bạch Thanh Ngôn ăn đau lại một chút không sợ, đè nặng lửa giận dương mắt nhìn phía ly nàng cực gần tiêu dung diễn, Nàng biết Tiêu Dung diễn nhĩ lực siêu quần, vừa rồi nàng uy hế bờ đại yến hoàng đế kia một phen lời nói hắn tất nhiên là nghe được. Nàng tầm mắt hướng ra ngoài mắt nhìn, thấy Đổng Trường Sinh cùng Đổng Trường Nguyên chính đỡ Đổng Đình Trân thượng Đổng gia thuyền hoa, không có chú ý tới bọn họ, lúc này mới đè thấp thanh âm nói câu, "Tiêu tiên sinh biết ta Bạch Khanh ngôn từ trước đến nay nói được thì làm được, yến đế nếu dám đánh ta tứ muội chú ý, đừng trách ta làm việc không lưu tình." Tiêu Dung diễn nắm chặt Bạch Khanh ngôn tế cổ tay tay buộc chặt, ngón tay vuốt ve nàng xương cổ tay thuần hậu tiếng nói ép tới cực thấp này không phải ta ý tứ bất luận là ai ý tứ với ta mà nói đều là giống nhau mỗi người đều có nghịch lân các ngươi đại yến không nên ép người quá đáng ta phía sau bất quá một cái bạch da các ngươi phía sau chính là toàn bộ đại yến bạch khanh ngôn ra sức muốn từ tiêu dung diễn trong tay rút về chính mình tay lại như thế nào đều trừu không ra lửa giận càng thịnh buông tay tiêu dung diễn hướng bạch khanh ngôn tới gần một bước nàng lui không thể lui Cắt gao cắn răng, tay chống lại tiêu dung diễn dựa đến quá mức gần ngực. Người này lửa giận, là bởi vì ca ca ta động tứ cô nương tâm tư, vẫn là. Cho rằng ta động tứ cô nương tâm tư. Tiêu dung diễn đáy mắt mang theo nói không rõ ý cười. Có khác biệt. Nàng hỏi lại. Tiêu dung diễn lại tới gần một bước, khoảng cách gần đến quá mức ngày ái ngày chưa, hắn khàng khàng tiếng nói nói, có khác biệt. Rất lớn khác biệt. Bạch đại cô nương kiểu gì người thông minh vật, chẳng lẽ là ở cùng tiêu mổ giả ngu tiêu dung diễn trên người mắt lạnh hơi thở tới gần bạch khanh ngôn nhẹ nhàng ngừng thở lông mi run rẩy hắn liền kém đem kia tầng giấy cửa sổ đâm thủng người trước là vì giữ gìn muội muội người sau là bởi vì hắn trưởng tỷ đâu bạch cẩm trĩ quay đầu lại không thấy bạch khanh ngôn bạch khanh ngôn một cái giật mình đẩy ra tiêu dung diễn sửa sửa xiêm y từ thuyền hoa nội ra tới Đổng Trường Nguyên vừa thấy đến Bạch Khanh Ngôn đáy mắt có dấu không được ý cười, kích động tiến lên, đối Bạch Khanh Ngôn vương tay, biểu tỷ. Bạch Khanh Ngôn đỡ lấy Đổng Trường Nguyên cùng Đổng Trường Sinh tay, từ Tiêu Dung Diễn thuyền hoa bước lên Đổng gia thuyền hoa. Tiêu Dung Diễn hiếp hiếp mắt, nhìn Đổng Trường Nguyên hơi mang địch ý ánh mắt, thông dong cười nhạt. Phùng Diệu đứng ở đang ở uống trà yến đế bên cạnh người, thấp giọng nói, "Bệ hạ, cái này Bạch Khanh Ngôn muốn hay không nghĩ cách xử lý?" Phùng Diệu nghe nói Nam Cương chiến trường sự tình, đối cái này bạch khanh ngôn vẫn là thực kiên kỵ chúng ta lần này tới tấn quốc là cầu hòa đều không phải là kết thù mộ dung út cẩn thận nghiền ngẫm bạch khanh ngôn ý tứ trong lời nói tự hồ chỉ cần không thương cập bạch khanh ngôn người nhà bạch khanh ngôn cũng không ý cùng đại yến là địch thả lúc trước không đánh mà thắng thu phục nam cương phương pháp thật là bạch khanh ngôn đề điểm nói cách khác bạch khanh ngôn cũng không thèm để ý tấn quốc ít lợi mộ dung lịch quay đầu mắt nhìn đổng da càng đi càng xa thuyền hoa mím môi hắn hôm nay còn không có tới kịp cùng bạch gia quân tiểu bạch soái nói chuyện đâu. Phụ hoàng, tiểu bạch soái chính là bởi vì phụ hoàng muốn thay cửu thúc cầu thú tứ cô nương sinh khí. Mộ dung lịch vừa dứt lời, liền thấy tiêu dung diễn người đã lên đây. Cửu thúc. Mộ dung lịch cười đứng lên. Tiêu dung diễn đối mộ dung úc hành lễ sau, trịnh trọng nói, huynh trưởng, còn thỉnh không cần loạn điểm nguyên ương phổ. Lúc này, mộ dung úc nếu là còn không biết mộ dung diễn tâm di rốt cuộc là ai, chính là xuẩn này trấn quốc quận chúa huynh trưởng nhưng không có cách nào vì ngươi cầu thú, đại tấn hoàng đế là tuyệt không sẽ làm trấn quốc quận chúa ngoại gã. Mộ dung út buông trong tay chén trà, nhìn đệ đệ con ngươi mang theo ôn nhuận ý cười. Vừa mới thấy bạch cẩm trĩ tính tình khiêu thoát, mộ dung út còn ở nghi hoặc, bạch cẩm trĩ như thế nào sẽ nói ra. Hiệp chi tiểu giả, trúc đao trợ nhược, hiệp chi đại giả, cứu vạn dân, như vậy họa. Sau lại bạch khanh ngôn nhân bạch cẩm trĩ hiển lộ mũi nhọn, ngôn nói bởi vì đại yến bắt lấy nam yến với nam yến bá tánh có lợi mộ dung út tài lược có chút phản ứng lại đây sợ không phải nguyệt thập ước chừng là nghĩ sai rồi người hiện giờ lại nghe tiêu dung diễn nói làm hắn không cần loạn điểm nguyên ương phổ mộ dung út liền hoàn toàn hiểu rõ cho nên trấn quốc quận chúa biết thân phận của ngươi cùng ngươi sinh tình ý mới có thể như vậy sinh khí mộ dung út hỏi huynh trưởng ngươi là huynh trưởng nàng là trưởng tỷ vì hộ đệ mùi chi tâm ta cho rằng ngươi có thể lý giải nàng lửa giận tiêu dung diễn khóe môi mỉm cười a à, cửu thúc thích tiểu bạch soái mộ dung lịch vẻ mặt phản ứng lại đây bộ dáng cửu thúc tiểu bạch soái tương lai sẽ là ta cửu thẩm như sao mộ dung úp ngón tay có một chút không một chút ở trên bàn gõ suy nghĩ một lát thở dài a à, diễn ngươi tâm di nếu là người khác ca ca đều có thể thấy ngươi ngẫm lại biện pháp nhưng nếu là này bạch khanh ngôn ngươi thả ngẫm lại nàng phong hào trấn quốc quận chúa Tấn quốc hoàng để sao có thể dễ dàng làm nàng đừng gả. Lòng ta hiểu rõ. Thấy tiêu dung diễn tự hồ lấy định rồi chủ ý, mộ dung úc cũng không muốn cấp đệ đệ tìm không thoải mái, cười sờ sờ mộ dung lịch đầu, xem ra đến tìm cơ hội hảo hảo, hảo hướng ngươi vị này tương lai cửu thẩm nhi tạ lỗi, để tránh liên lụy ngươi cửu thúc chung thân đại sự A. Ngươi cửu thúc cho ngươi tìm lợi hại như vậy một cái cửu thẩm nhi, liền sợ tương lai muốn phu cương không phấn chấn A. Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng mộ dung út đáy lòng trước sau bất an, Bạch Khanh Ngôn thân phận đặc thù, năng lực lại không tầm thường, hắn bào đệ này chung thân đại sự. Sợ một chốc một lát là giải quyết không được. Phùng Diệu bừng tỉnh, nguyên lai. Tiểu chủ tử thích thế nhưng là cái kia Bạch Khanh Ngôn. Tiêu dung diễn ngồi xuống nâng chung trà lên, nói tránh đi, huynh trưởng phái người đi gặp quá nhung địch sứ thần sao. Chương 275 hưu thê. Bạch Cẩm Trĩ ngồi ở thuyền hoa nội, một bên gặm điểm tâm, một bên nhìn về phía thuyền hoa đầu thuyền đang ở cùng trưởng tỷ nói chuyện Đổng Trường Nguyên, nàng đè thấp thanh âm hỏi Đổng Đình Trân, Trường Nguyên biểu ca như thế nào gầy thành cái dạng này? Là thi hội áp lực quá lớn. Đổng Đình Trân lung tung gật gật đầu, Trường Nguyên ca ca lần này khảo đến không tốt, trong lòng có áp lực đi. Hy vọng biểu tỷ có thể khuyên khuyên Trường Nguyên ca ca. Ta trưởng tỷ khẳng định có thể khuyên hảo. Ta trưởng tỷ nói chuyện nhất có đạo lý. Bạch Cẩm Trĩ đem điểm tâm nhét vào trong miệng đứng ở mũi thuyền đổng trường nguyên rủ mắt nhìn chầm chầm hồ nước, mở miệng, biết biểu tỷ bình an trở về, trường nguyên cũng liền an tâm rồi. Chẳng qua. Hiện giờ đại đô thành nội các quốc gia đặc phái viên đều tới, lường trước ngày mai hoàng đế tiệc mừng thọ phía trên chắc chắn có sứ thần hướng trưởng tỷ cầu hôn, trường nguyên là sợ hoàng đế tùy tiện đem biểu tỷ chỉ cho người khác, cho nên cầu trường sinh ca làm ta có thể thấy biểu tỷ một mặt, chỉ cần biểu tỷ gật đầu ta này liền đi tìm cô mẫu, nếu là hoàng đế thật sự chỉ hôn biểu tỷ cũng hảo có thoái thác chi từ. Nếu là biểu tỷ ngày sau gặp được tâm di nam tử, Trường Nguyên liền làm trưởng bối giải trừ hôn ước. Đổng Trường Nguyên cũng không có mơ ước Bạch Khanh Ngôn ý tứ, đương hắn biết Bạch Khanh Ngôn ở Nam Cương đại hoạch toàn thắng là lúc, liền biết hắn cùng Bạch Khanh Ngôn chi gian khoảng cách là hắn thế nào đều không đuổi kịp. Bạch Khanh Ngôn nhìn cũng không ngẩng đầu lên Đổng Trường Nguyên, thấp giọng hỏi, chính là nhân ta hôn sự, làm nhị cửu cửu cùng nhị cửu mẫu có khập khiễng đổng trường nguyên không nghĩ tới bạch khanh ngôn thế nhưng đoán được hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bạch khanh ngôn lại cau mày ánh mắt né tránh khai quả nhiên như thế tuy rằng bạch khanh ngôn cùng vị này trường nguyên biểu đệ tiếp xúc không nhiều lắm lại cũng không tin vị này biểu đệ là sẽ bị nhi nữ tình trường khó khăn người cho nên bạch khanh ngôn đoán có lẽ là bởi vì chuyện của nàng làm nhị cửu cửu cùng nhị cửu mẫu không hợp lúc này mới làm đổng trường nguyên phân tâm mẫu thân cố ý thay ta định ra nhà ngoại biểu muội ta phụ thân không đồng ý tổ mẫu cũng không đồng ý nghĩ chờ biểu tỷ từ nam cương trở về sao lại nam cương sự tình truyền quay lại tới mẫu thân nàng đổng trường nguyên chỉ cảm thấy mẫu thân những lời này đó khó có thể mở miệng mím môi nói tiếp mẫu thân nói chuyện không dễ nghe cảm thấy phụ thân cùng tổ mẫu bất công một hai phải chậm trễ ta chung thân đại sự làm ta chờ biểu tỷ nháo đến túi bụi phụ thân dưới sự giận dữ muốn hưu thê đổng trường vân mẫu thân thôi thì nói khó nghe nói bạch khanh ngôn đốt sát hàng phu thiên lý bất dung tàn nhẫn độc ác lại nói đổng lão thái quân tâm trường trật một hai phải ruột thịt tôn tử chờ ngoại tôn nữ nhi chẳng lẽ còn phải chờ tới đổng lão thái quân ngoại tôn nữ xác định không cần đổng trường nguyên mới cho phép đổng trường nguyên nghị thân nếu là đổng lão thái quân cùng trượng phu một hai phải như vậy làm tiện con trai của nàng nàng liền phải mang nhi tử về nhà mẹ đẻ đổng thanh nhạc dưới sự giận dữ liền muốn hưu thê tóm lại gà bay chó sủa cho nên lần này thi hội đổng trường nguyên thảo đến rối tinh rối mù thâm chịu đã kích chưa gượng dậy nổi bạch khanh ngôn không nghĩ tới bởi vì chuyện của nàng thế nhưng làm nhà ngoại nháo thành như vậy khi trường nguyên biểu đệ khăng khăng gặp nhau chẳng lẽ là từ đại cửu cửu nơi đó nghe nói cái gì đổng trường nguyên gật gật đầu nghe nói đại lương sứ thần hướng đại bá hỏi thăm biểu tỷ hay không đính thân tình huống đại lương lần này có hoàng tử tiến đến đổng trường nguyên sợ nếu là thật sự làm bạch khanh ngôn bị đại lương hoàng tử cầu đi rồi hôn nhân không thuận bạch khanh ngôn ý ngày sau tổ mẫu cùng phụ thân đều sẽ quái mẫu thân trường nguyên bạch khanh ngôn nhẹ nhàng gọi đổng trường nguyên một tiếng cuộc đời này ta đã thề chung thân không gả lưu tại bạch gia sự tình nhân ta dựng lên ta sẽ cho bà ngoại cùng cửu cửu đi tin nói cho bọn họ ta ý tứ cửu cửu cùng mợ là hoạn nạn phu thê nhất thời khí lời nói ngươi cũng không cần để ở trong lòng ngươi hẳn là hảo hảo chuẩn bị thi đình nếu không nếu thật làm việc này ảnh hưởng ngươi tiền đồ cửu cửu cùng mợ chi giang hiềm khích chắc chắn càng lúc càng lớn đổng trường nguyên thân mình rất nhỏ rung lên thẳng thắn sống lưng hướng tới bạch khanh ngôn nhìn lại nàng đối đổng trường nguyên câu lấy nhợt nhạt ý cười trường nguyên biểu đệ nếu là có thể ở thi đình rút đến thứ nhất kỹ sự trước mặt mợ cùng cửu cửu nhất định sẽ hòa hảo như lúc ban đầu trường nguyên biểu đệ đến lúc đó tìm cơ hội người cùng sở thích hảo cùng cậu mợ nói chuyện việc này nói khai cũng là được nhưng biểu tỷ ngươi đâu nếu là đại lương cầu thú làm sao bây giờ nếu là bệ hạ tứ hôn làm sao bây giờ? Hoàng đế tình nguyện gả một cái công chúa, cũng sẽ không làm ta gả vào hán quốc, thả ta thề không gả ở phía trước. Đại đô thành người đều biết, hoàng đế sẽ không như vậy làm khó người khác. Bạch Khanh Ngôn trấn an Đổng Trường Nguyên. Đổng Trường Nguyên nhấp môi nghĩ nghĩ đối Bạch Khanh Ngôn lại dài đến đất, là Trường Nguyên lúc trước tưởng tả, đa tạ biểu tỷ khuyên. Trường Nguyên biểu đệ đọc nhiều sách vở tài hoa hơn người, tuy thi hội bất tận như người ý, nhưng ta rất tin, trường nguyên biểu đệ thi đình nhất định có thể ra tay đến lư. Đổng trường nguyên nghe Bạch Khanh Ngôn ôn nhuận như tuyền ấm áp tiếng nói, nghe vậy ngẩng đầu triều Bạch Khanh Ngôn nhìn lại, thấy Bạch Khanh Ngôn mặt mày mang theo cực kỳ nhạt nhẽo ý cười, gật gật đầu, định không phụ biểu tỷ sở vọng. Hôm nay trời sáng khí trong, ngay cả đại lương tứ hoàng tử ngụy Khải Hằng cũng tới du hồ, nghĩ có thể ngẫu nhiên gặp được cái tiểu thư khuê các xinh đẹp danh môn thiên kim, kết một đoạn sương sớm tình duyên, ai ngờ phong lưu tiêu sái vừa anh tuấn tứ hoàng tử một đường cưỡi ngựa lại đây, nhưng thật ra đụng phải mấy cái thiên kim khuê tú. Khả năng nhập Nguyễn Khải Hằng mắc lại không có một cái. Đại lương tứ hoàng tử ngụy Khải Hằng chán đến chết dựa vào thuyền hoa ỷ lan thượng, cầm cá thực bi cá chỉ cảm thấy đặc biệt không thú vị, biến nhát dương mắt gian, động gia thuyền hoa chính vừa lúc từ trước mắt xử quá. ngụy Khải Hằng đôi mắt nhắm thẳng cùng bọn họ gặp thoáng qua hướng thuyền hoa nhìn, cái gì còn không có thấy rõ ràng. Liền thấy thuyền hoa đuôi bộ từ hắn trước mắt xẹt qua, cùng một thiếu niên đứng ở thuyền hoa đuôi bộ kinh diễm tố sắc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Ngụy Khải Hằng sửng sốt, tầm mắt cắt cao đuổi theo kia đang ở cùng thiếu niên nói chuyện mảnh khảnh thân ảnh. Hồ thượng cành liễu lay động, thanh phong gợn sóng, thuyền hoa trung nữ tử kinh bạc tay áo rộng tung bay, xa xa nhìn lại như sắp sửa lên trời mà đi tiên tử giống nhau, mỹ đến như họa như thơ không giống chân nhân. Kia! Đó có phải hay không chính là nam đô quận chúa liễu nhược phù? Ngụy Khải Hằng quay đầu đối hộ vệ cùng người chèo thuyền hô, mau 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 cho ta truy mặt sau cái kia thuyền hoa mau a à. bạch khanh ngôn trở lại bạch gia khi trấn quốc quận chúa phủ tấm biển đã treo ở bạch phủ cửa nàng bị phong trấn quốc quận chúa sự tình cũng giống như dài quá cánh bàn dường như tới cửa đưa hạ lễ người nối liền không dứt thanh huy viện thời điểm đồng ma ma chính mang theo bọn nha đầu cấp trong phòng đổi xa thời tiết đã dần dần nhiệt lên đổi chút thiển sắc màn lộ nhìn cũng thoải mái thanh tân chút Đổng thị đã phái người đem các phủ đưa tới lễ vật đưa đến Thanh Huy viện, Tần Ma Ma giúp đỡ Xuân Đào đem sở hữu lễ vật đăng ký nhập kho khi, mở ra viêm vương lý chi tiết phái người đưa tới hộp quà, lại thấy tinh xảo gỗ đỏ hộp gấm phóng một quả nhẫn ban chỉ, bên trong đè ép một phong thơ. Tần Ma Ma thấy thế ngẩn ra, vội cùng Xuân Đào đem gỗ đỏ hộp gấm cấp Bạch Khanh Ngôn lấy qua đi. Bạch Khanh Ngôn nghe vậy buông trong tay bút lông, Ma Ma lấy tới ta nhìn xem. Chương 276 mọi người đều biết. Tần ma ma ôm gỗ đỏ hộp gấm tiến lên, mở ra. Nàng dùng thăng xoa xoa tay, thấy hộp gấm là một quả nhẫn ban chỉ, con ngươi chợt co rụt lại, đây là nhị đệ Bạch Thanh Quỳnh nhẫn ban chỉ, là Bạch Thanh Ngôn lúc trước đưa hắn. Nàng đem nhẫn ban chỉ cầm lấy nhìn nhìn, cắt gao đem nắm chặt ở lòng bàn tay, mở ra điệp cốt giấy viết thư, mặt trên chỉ có một hàng tự. Giờ dậu dịch quán, một người tiến đến nói chuyện, quá hạn không chờ. Giờ dậu. Hiện tại đã giờ thân cuối cùng. Bạch Thanh Ngôn nhắm mắt lại, cắn chặt khớp hàm trong đầu bay nhanh mà cân nhắc tính toán. Lý Chi Tiết ở Nam Cương là lúc, ăn một cái lỗ nặng, lúc này đưa lên những bang chỉ làm nàng giờ dậu đi dịch quán thấy nàng, hoặc là là ám sát, hoặc là chính là có cái gì âm mưu đang chờ nàng. Chính là, nếu nhị đệ Bạch Khanh Quỳnh thật sự còn sống ở Lý Chi Tiết trong tay đâu. Đối với Bạch Khanh Ngôn tới nói, cái gì đều so ra kém Bạch Thanh Quỳnh tới quan trọng. Đi là nhất định phải đi. Trong thư chỉ danh làm nàng một người tiến đến, nàng nếu mang theo người khác, Lý Chi Tiết sợ là sẽ không đem Bạch Khanh Quỳnh tin tức báo cho nàng. Như thế, khi nàng liền trước đơn độc đi, nhìn xem kia Lý Chi Tiết muốn nói gì, theo sau làm Bạch Cẩm Trĩ theo sau dẫn người lại đây, lại phái người đem Lý Chi Tiết đưa tới đến phần lễ vật này đưa đến Thái tử nơi đó đi, nếu thật là vu oan hãm hại. Nàng cũng coi như trước tiên cấp Thái tử nói qua. Đồng ma ma, Xuân Đào. Các ngươi phái người phân biệt đi gọi tiểu tứ cùng Lưu Bình lại đây, ta có việc muốn phân phó. Bạch Khanh Ngôn một bên nói, một bên hủy đi cổ tay gian thiết bao cát. Đồng ma ma cùng Xuân Đào lập tức phái người đi ra ngoài gọi tứ cô nương Bạch Cẩm Trĩ cùng Lư Bình. Tần ma ma. Việc này trước không cần nói cho A Nương, ta có thể đem khống chế được, không cần làm A Nương đi theo cùng nhau lo lắng. Bạch Khanh Ngôn nhìn về phía tần ma ma, còn có một chuyện yêu cầu tần ma ma tới làm. Nhưng bằng đại cô nương phân phó. Tần ma ma nhìn đại cô nương lớn lên, đại cô nương nói có thể đem khống liền tất nhiên có thể đem khống, nàng tin đại cô nương. Trong chốc lát ta sẽ làm bình thúc thỉnh thái tử đi Tây Lương Viêm Vương cùng công chúa xuống giường dịch quán, ma ma phái mấy cái tin được người, liền xen lẫn trong dịch quán ngoại bá tánh trung, chờ nhìn đến thái tử vừa đến, Bạch Khanh Ngôn tới gần tầng ma ma nách tai thấp giọng công đạo. Bạch Cẩm Trĩ tới thực mau, vừa vào cửa thấy Bạch Khanh Ngôn đã thay đổi lưu loát xiêm y. Trưởng tỷ. Bạch Cẩm Trĩ thở hổn hển, không rõ nguyên do nhìn Bạch Khanh Ngôn bạch khanh ngôn đem bao đựng tên hệ ở sau thắt lưng lấy quá xạ nhật cung dặn dò bạch cẩm trĩ ta đi nửa nén hương sau ngươi mang theo bạch phủ thị vệ sấm dịch quán liền xưng tìm lý chi tiết muốn ngươi nhị ca động tĩnh nháo lớn một chút tốt nhất mọi người đều biết trưởng tỷ ngươi nói cái gì nhị ca nhị ca cũng ở lý chi tiết trong tay bạch cẩm trĩ mở to mắt đừng hỏi quay đầu lại lại cùng ngươi nói tỉ mỉ nhớ kỹ trưởng tỷ nói bạch cẩm trĩ chỉ cảm thấy một lòng bùng bùng thẳng nhảy dùng sức gật đầu trưởng tỷ yên tâm một nén hương thời gian tiểu tứ nhất định nháo đến đại đô thành mọi người đều biết đại cô nương lưu bình hộ viện tới xuân đào hành lý sau nói bế lên lý chi tiết đưa tới gỗ đỏ hộp gấm cấp lưu bình bạch cẩm trĩ gật đầu bế lên trên bàn gỗ đỏ hộp gấm đi theo bạch Thanh ngôn phía sau ra thượng phòng lưu bình quy quy củ, củ ở thanh huy viện ngoại chờ thấy bạch khanh ngôn ra tới vội vượt mức quy định đón hai bước còn không kịp hành lễ liền nghe bạch khanh ngôn nói nửa chén trà nhỏ sau bình thúc ngươi mang cái này hộp gấm thẳng đến thái tử phủ liền nói đây là tây lương viêm vương đưa tới hạ lễ ta làm ngươi đem cái này giao cho thái tử thái tử muốn hỏi ngươi khác ngươi liền nói không biết thấy bạch khanh ngôn tay cầm xạ nhật cung lưu bình minh bạch nặng nhẹ vội gật đầu xưng là đại cô nương yên tâm lý chi tiết đứng ở dịch quán ao cá bên trong tay cầm hộp cá thực uy cá lục thiên trác quy quy cũ cũ củ đứng ở lý chi tiết phía sau ánh mắt thường thường hướng ra phía ngoài xem a à trác ngươi như thế nào liền khẳng định bạch thanh ngôn tất nhiên sẽ tiến đến phó ước mà không phải nói cho thái tử lý chi tiết chăm chú nhìn trong nước đang ở tranh cá thực to mọng cẩm lý bị kia sóng nước lóng lánh hoảng đôi mắt nheo lại bổn vương nhưng thật ra cảm thấy bạch thanh ngôn cùng thái tử chi gian tình nghĩa không bình thường thuộc hạ đánh bạc một lần thu sơn quan bạch thanh ngôn cứu người việt thái tử cũng không cảm kích thậm chí thái tử đến bây giờ cũng không biết Bạch Thanh Ngôn dẫn người đi thu sơn quan là cứu người. Lục Thiên Trác nửa rủ con ngươi, vừa vào Đại Đô Thành, thuộc hạ liền gặp qua chôn ở Đại Đô Thành ám tộc, cũng nhiều phiên hỏi thăm, nghe nói này Bạch Đại Cô Nương phía trước ở Đại Đô Thành chính là làm ra không ít kinh người cử chỉ, tỉ như gõ đăng văn cổ bức sát tấn quốc hoàng đế con vợ cả tính vương, như vậy thần tử. Thuộc hạ không tin tấn quốc hoàng đế sẽ tin tưởng không nghi ngờ, càng không tin thái tử không kiên kỵ. Lục Thiên Trác thấy Lý Chi Tiết rủ con ngươi không hé răng, lại nói tiếp, mặc dù là Bạch Khanh Ngôn nói cho Thái tử, Thái tử dò hỏi. Vương gia cũng có thể nói bởi vì ở Nam Cương đem Bạch Khanh Ngôn cấp đắc tội quá mức, lần này đưa lên Bạch Gia Nhị Công Tử nhẫn ban chỉ lừa Bạch Gia Đại Cô Nương lại đây, bất quá là vì tìm một cái cùng Bạch Khanh Ngôn giảng hòa cơ hội, muốn cầu thú Bạch Gia Tứ Cô Nương. Này cùng chúng ta vốn dĩ mục đích cũng không kém. Lý Chi Tiết câu môi cười nhạt, che lại đáy mắt nguy hiểm lãnh quang, thấp giọng hỏi, như vậy a à trác ngươi nói cho ta bổn vương ngươi là khi nào cổng bổn vương bắt được bạch gia nhị công tử bạch thanh quỳnh lý chi tiết đem trong tay cá thực toàn bộ rải vào ao cá trung quay đầu đào hoa mắt mỉm cười liễm diễm nếu không phải bởi vì lần này ngươi thiết cục yêu cầu bổn vương hỗ trợ còn tính toán giấu bổn vương tới khi nào nguyên bản lý chi tiết rất là nguyện ý tin tưởng lục thiên trác nhưng gần nhất hắn liên tiếp phát hiện lục thiên trác gạt hắn bí mật tỷ như lục thiên trác cùng lý thiên phức thế nhưng không biết khi nào thông đồng ở cùng nhau tỷ như lục thiên trác trong tay thế nhưng còn có một cái bạch khanh quỳnh cái này làm cho lý chi tiết không khỏi hoài nghi hắn lúc trước cấp lục thiên trác 10 phần tín nhiệm buông tay làm hắn điều động chính mình nhân mã hay không là sai thậm chí hoài nghi thu sơn quan bạch khanh ngôn đoàn người biết được bạch gia tử ở trong tay của hắn có thể hay không cũng là lục thiên trác cổng hắn tính toán lấy bạch gia tử vì mùa sát bạch thanh ngôn cố ý thông khí cấp bạch thanh ngôn biết đến. Lý chi tiết luôn luôn có một cái nguyên tắc, đó là dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng. Nhưng tương ứng, lý chi tiết cho một người tín nhiệm, hắn cũng yêu cầu đối phương hồi quỷ không hề giữ lại trung thành. Kết quả đâu? Lục thiên trác gạt hắn sự nhưng xa xa không ngừng một kiện. Lục thiên trác theo lý chi tiết nhiều năm, biết lý chi tiết tính tình, hắn không nhanh không chậm quỳ xuống thỉnh tội thanh âm kiên định thả bình thản vương gia thuộc hạ đều không phải là cố ý lừa gạt vương gia những năm gần đây vương gia đối thuộc hạ thập phần chiếu cố thuộc hạ mệnh đều là vương gia chỉ là vương gia biết thuộc hạ thiếu nghĩa phụ một cái mệnh thuộc hạ muốn làm nghĩa phụ báo thù thuộc hạ có thể đối nghĩa phụ trên trời có linh thiên thề tuyệt đối chưa từng đã làm phản bội vương gia việt lý chi tiết xinh đẹp sâu thẳm mắt đào hoa chăm chú nhìn quỳ trên mặt đất lục thiên trác thanh âm thông thả mà lạnh nhạt, chờ tấn quốc sự tất lúc sau, ngươi liền lưu tại công chúa bên người hầu hạ, không cần lại đi theo bổn vương. Chương 277 vì nước liều mình. Lục thiên trác thân thể run lên, không dám ngẩng đầu, hắn biết lý chi tiết tuy rằng thoạt nhìn không kềm chế được khoan dung, nhưng nói một không hai, chuyện này sợ là không có xoay chuyển. Đường sống. Ngươi không phải muốn báo thù sao, nếu công chúa lưu với tấn quốc hòa thân. Ngươi tùy công chúa lưu tại tấn quốc, báo thù cơ hội chẳng phải là càng nhiều. Lý Chi Tiết môi chọn lương bạc, cũng coi như ngươi không có cô phụ ngươi nghĩa phụ, cũng hết chúng ta chủ tớ một hồi tình nghĩa. Lục Thiên Trác biết, Lý Chi Tiết không có bởi vậy giết hắn, đã là thiên đại khoan dung. Đa tạ. Vương gia. Lục Thiên Trắc dập đầu. Vương gia. Lý Chi Tiết Tây Lương hộ vệ vội vàng chạy vào, nhìn đến quỳ trên mặt đất Lục Thiên Trắc hơi hơi kinh ngạc một cái chớp mắt sau, đối Lý Chi Tiết nói, Tấn Quốc cái kia bạch tướng quân tới, một người. Sao dự kiến bên trong muốn mau a. À? Lý Chi Tiết giơ tay sờ sờ chính mình tới gần ngực chỗ thương, trổ mắt chăm chú nhìn quỳ xuống đất không dậy nổi Lục Thiên Trác, cho nên Bạch gia nhị tử Bạch thanh Quỳnh tồn tại vẫn là đã chết. Lục Thiên Trác thanh âm bình tĩnh nhu hòa, đã với ta nghĩa phụ trước mộ, chém đầu. Lý Chi Tiết trổ mắt nhìn về phía Lục Thiên Trác, còn quỳ gối nơi này làm gì? Nếu muốn châm ngòi Tấn Đình Quân thần quan hệ, còn không nghĩ biện pháp đi nói cho tấn quốc thái tử Bạch Thanh Ngôn lén tới gặp bổn vương Việt. Là, Lục Thiên Trác vội đứng dậy cung cung kính kính lui ra. Lý Chi Tiết thấy Bạch Khanh Ngôn một thân lưu loát cưỡi ngựa trang, sau thắt lưng bao đựng tên, cầm trong tay xạ nhật cung, hắn cười nhẹ một tiếng, trấn quốc quận chúa. Ta nhị đệ ở viêm vương trong tay. Bạch Khanh Ngôn đứng ở cự lý chi tiết mấy trượng nơi. Tây lương binh quét cướp chiến trường khi nhặt được những ban chỉ, vừa thấy không phải tục vật liền giao đi lên, không thành tưởng có người nhận ra đây là bạch gia nhị công tử đồ vật, liền đưa đến trấn quốc quận chúa phủ. Lý Chi Tiết cười nhạt. Bạch Khanh Ngôn động tác lưu loát trừ mũi tên, sắc mặt vững vàng kéo một cái mãn cung chỉ hướng Lý Chi Tiết, cho nên, viêm vương lấy ta nhị đệ nhẫn bang chỉ đem ta lừa tới, là tưởng thiết cục giết ta. Lại hoặc là, tưởng dẫn tấn đình quân thần tương nghi, tốt nhất có thể làm hoàng đế đối ta bỏ chi không cần. Viêm vương mưu kế thật đúng là nông cạn A. Nông cạn không quan trọng sử dụng chính là hảo mưu kế. Lý Chi Tiết khóe môi gợi lên ý cười, đương nhiên nếu trấn quốc quận chúa tại đây giết bổn vương, trấn quốc quận chúa hôm nay chết ở chỗ này, nói vậy tấn quốc cũng sẽ không đối tay lương lại động võ, cũng không có năng lực này lại động võ, ta một giới nhàn vương. Đổi tấn quốc đại tướng một mạng, đáng giá. Lý Chi Tiết tuy rằng tác phong tùy tiện, nhưng lúc cần thiết. Vì nước liều mình khí tiết, hắn có. Nhưng không phải hôm nay bạch thanh ngôn đem xạ nhật cung kéo đến càng mãn ta lại cho ngươi một lần cơ hội ta nhị đệ có phải hay không ở trong tay của ngươi lý chi tiết từ sau thắt lưng rút ra thiết cốt chiếc phiến ở lòng bàn tay gõ gõ ẩn núp ở nơi tối tâm cung tiễn thủ tất cả đều xông ra mũi tên chỉ bạch thanh ngôn lý chi tiết cười nói bạch đại cô nương sẽ không sợ giết ta ngươi nhị đệ cũng sống không được bạch thanh ngôn sắc mặt vững vàng cho nên viêm vương chỉ là đơn thuần muốn giết người mưu hại vẫn là dục dùng ta nhị đệ cùng ta nói điều kiện trấn quốc quận chúa thống khoái bổn vương nghe nói yến đế dục vì này bào đệ đại yến cửu vương gia cầu thú cao nghĩa huyện chủ không khéo bổn vương này một đường cùng cao nghĩa huyện chủ đồng hành ám sinh tình nghĩa ngày mai bổn vương dục ở bệ hạ tiệc mừng thọ nâng lên ra việc này mong rằng trấn quốc quận chúa có thể giúp bổn vương thúc đẩy này nguyện nếu là như thế bổn vương tự nhiên đem bạch gia nhị công tử dân trả lý chi tiết mắt đào hoa đều là lộng lẫy ý cười Bạch Thanh Ngôn khóe môi gợi lên. Lý Chi Tiết đây là muốn ở Hoàng đế cùng Thái tử nơi đó, chứng thực nàng cùng Lý Chi Tiết lén đi lại thân mật, thậm chí cùng Lý Chi Tiết đạt thành cái gì hiệp định, nguyện ý đem muội muội gả cho viêm vương Lý Chi Tiết lấy này tới củng cố hiệp định. Như thế, Lý Chi Tiết tức có thể cưới được tiểu tứ, tùy thời tới uy hế bờ nàng, lại có thể làm Hoàng đế cùng Thái tử đối nàng lòng nghi ngờ, bàn tính đánh đến thật đúng là vang A. À. Ra ngoài Lý Chi Tiết ngoài ý liệu, hắn nghe được mũi tên tiếng xé gió theo gió tới, mở to mắt về phía sau lui hai bước, mở ra thiết cốt chiếc phiến ngăn cản, nhưng hắn tốc độ không có mũi tên nhọn tốc độ mau, không thể ngăn trở thế tới mảnh liệt sắc bén vũ tiễn không nói, mũi tên nhận trực tiếp xuyên thấu lý chi tiết vừa mới khép lại không lâu miệng vết thương, xoa vai hắn xương bả vai đem hắn xỏ xuyên qua mang đảo, hung hăng chui vào phía sau đại thụ bên trong, tiễn vũ thẳng rung. Vương gia, ai dám động? Đãi mọi người phản ứng lại đây là lúc, tay cầm vũ tiễn bạch thanh ngôn đã dẫm trụ lý chi tiết ngực kéo mãn cung cử mũi tên chỉ hướng lý chi tiết chỉ cần buông tay lý chi tiết liền sẽ lập tức mất mạng đừng cử động lý chi tiết cắn chặt nha ý bảo cung tiễn thủ không cần hành động thiếu suy nghĩ hắn che lại miệng vết thương đối bạch thanh ngôn cười nhạt trấn quốc quận chúa ở tấn quốc nội sát tây lương viêm vương xem ra trấn quốc quận chúa chẳng những không nghĩ phải về ngươi nhị đệ càng là hy vọng hai nước tiếp tục khai chiến a nếu ta nhị đệ đã chết ta lại bị ngươi lừa lừa, tương đương đem ta tứ muội cái này uy hết bờ chấp tay đưa đến ngươi trong tay. Bạch Thanh Ngôn cười lạnh nhìn Lý Chi Tiết, nếu ta nhị đệ còn sống, biết ta dùng tứ muội đổi về hắn, hắn tất nhiên sẽ không làm chính mình tồn tại hậu thế. Ngươi không nên dùng ta nhị đệ tới đến đổi ta tứ muội, ngươi thua ở thật không hiểu biết ta bạch gia người tác phong. Lý Chi Tiết đào hoa mắt trục trục, Không ngại nói cho viêm vương, lúc này ngươi đưa đến ta trong phủ lễ vật, đã tới rồi thái tử trong tay. Ta tứ muội cũng hẳn là đã đem viêm vương trong tay nắm chặt ta nhị đệ việc nháo đến mọi người đều biết. Nghị hòa khi chưa từng nói ta nhị đệ ở trong tay ngươi, ngược lại ở nghị hòa minh ước ký kết sau, lợi dụng ta nhị đệ mưu đồ bí mật thấy ta, ngươi nói. Ta hôm nay chính là giết ngươi, đại tấn lại có ai sẽ trách ta. Chỉ sợ Tây Lương còn phải cho ta tấn quốc một công đạo. Lý chi tiết sắc mặt khẽ biến, cường chống cười nói, ngươi nói đó là ta đưa đi lễ vật chính là ta đưa đi. Chẳng lẽ... Liền không thể là Bạch Đại cô nương ngươi bởi vì ta thu sơn quan thiết kế châm ngòi ngươi cùng thái tử quan hệ lúc sau, đối lòng ta tồn bất mãn, ý đồ vu oan hãm hại muốn ta tánh mạng. Bạch Khanh Ngôn khóe môi gợi lên, đáy mắt toàn là sát ý, chúng ta đây liền tới nhìn xem thái tử là tin ngươi cái này địch quốc vương gia, vẫn là tin ta cái này vì tấn quốc tận trung trấn quốc quận chúa. Thấy Bạch Khanh Ngôn kéo cung tay muốn buông ra, Lý Chi Tiết con ngươi rung lên, ngươi không nghĩ muốn ngươi nhị đệ mạng sống. Đối với ngươi Tây Lương Thiên thần thề, ta nhị đệ ở trong tay ngươi thả còn sống. Bạch Khanh Ngôn đáy mắt túc sát chi khí làm cho người ta sợ hãi. Nghe được thiên thần hai chữ, Tây Lương cung tiễn thủ đều thoáng cúi đầu, lại ngẩng đầu gắt gao nhìn chầm chầm Bạch Khanh Ngôn trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Lý Chi tiết cắn chặt nha nhìn Bạch Khanh Ngôn. Tây Lương người từ nhỏ thờ phụng thiên thần, cái loại này đối thiên thần kính ngưỡng cùng sùng bái thâm nhập mỗi một cái Tây Lương người cốt tủy, đối thiên thần nói dối thề, đó là kinh nhờn, Tây Lương người thà chết cũng không thể kinh nhờn thiên thần. Ở U Hoa Đạo khi, hắn vô pháp thề, hiện giờ cũng vô pháp thề. Quả nhiên, cứ việc trong lòng quặn đau khó làm, nhưng Bạch Thanh Ngôn hai mắt như cũ bình tĩnh như nước. Làm Tây Lương Viêm Vương Lý chi tiết cái kia vương bác đảng đem ta nhị ca giao ra đây. Chương 278 Anh Minh Thần Võ Bạch Cẩm Trĩ bạo nộ mà tiếng la từ bên ngoài truyền tiếng vào. Dịch quán ngoài cửa, vây xem bá tánh lòng đầy căm phẫn, Bạch Cẩm Trĩ sở mang Bạch Gia hộ vệ cùng Lý Chi Tiết hộ vệ đội dương cung bạc kiếm, các bá tánh hô lớn làm lý chi tiết đem bạch gia nhị công tử bạch thanh quỳnh còn cấp tấn quốc nếu không tất yếu quỳ thỉnh hoàng thượng phát binh diệt tây lương chúng ta trấn quốc quận chúa làm không hảo trúng kế bọn họ tây lương người quỷ kế đa đoan nói không chừng là lợi dụng bạch gia nhị công tử tin tức lừa trấn quốc quận chúa tiến đến muốn sát trấn quốc quận chúa a đúng vậy lần này tây lương đại thắng đều là bởi vì trấn quốc quận chúa đem vân phá hành đánh sợ nếu là trấn quốc quận chúa vừa chết tây lương cũng không phải là liền không cần lại sợ hãi tấn quốc Tứ cô nương mau dẫn người vọc vào đi cứu quận chúa A. Hảo ngoan độc tây lương người. Bạch Khanh ngôn biết, đây là thái tử tới. Nàng làm tầng ma ma an bài người ở dịch quán cửa, vừa thấy đến thái tử tới rồi dịch quán cửa, liền nói. Tây lương người dùng bạch gia nhị công tử tin tức lừa trấn quốc quận chúa, quận chúa ở dịch quán nội khả năng trúng mai phục, tây lương người muốn sát trấn quốc quận chúa, giết trấn quốc quận chúa tây lương sẽ không bao giờ nữa sợ tấn quốc mọi việc như thế nói. Tự nhiên còn an bài người hô to, Trước tin thái tử là tài đức sáng suốt trữ quân, nhất định sẽ nghĩ cách cứu ra trấn quốc quận chúa. Tiểu tứ cùng tần ma ma an bài người, nháo đến càng lớn càng tốt. Thái tử điện hạ anh minh thần võ, nhất định sẽ cứu ra trấn quốc công chúa. Lý chi tiết cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh. Thoạt nhìn, thái tử tới, hy vọng viêm vương đã muốn hảo như thế nào cùng thái tử giải thích. Bạch Khanh Ngôn vừa dứt lời, chỉ thấy lý chi tiết con ngươi căng thẳng, trời sinh đối nguy hiểm nhạy bén cảm làm nàng nhận thấy được sau lưng bước tới nguy hiểm, nàng lập tức xoay người bắn tên. Không biết từ nơi nào lặng yên không một tiếng động vụt ra tới lục thiên trác cầm trong tay trường kiếm, hơi kém đều phải đánh lén thành công, không ngờ lại bị bạch khanh ngôn phát hiện, suýt nữa bị bạch khanh ngôn vũ tiễn xỏ xuyên qua. Lục thiên trác Lý chi tiết cắn chặt khớp hàm hô Hôm nay sát Bạch Khanh Ngôn nhưng không ở lý chi tiết kế hoạch bên trong, nếu là hôm nay Bạch Khanh Ngôn chết ở chỗ này khi cho Tấn Quốc thuận lý thành chương xuất binh Tây Lương lấy cớ không nói, Bạch Gia quân sợ là phải sát nhập Vân Kinh vì Bạch Khanh Ngôn báo thù. Tây Lương hiện tại không thể loạn, càng loạn không dậy nổi. Lý chi tiết là kiên kỵ Bạch Khanh Ngôn lãnh binh đánh giặc năng lực, chính là hắn càng kiên kỵ Tấn Quốc Bạch Gia quân. Tuy rằng nói, Bạch Gia quân chỉ còn lại có một vạn. Nhưng suy nghĩ một chút cái kia Bạch Gia tử liền biết Bạch Gia quân cùng Bạch Gia người có bao nhiêu kiêu dũng. Vân Kinh nếu loạn, Tây Lương liền toàn loạn, đến lúc đó Tấn quốc nếu là mời liên bang thảo phạt Tây Lương, diệt Tây Lương phân Tây Lương, Tây Lương liền không còn nữa tồn tại. Lý Chi tiết mắt thấy Lục Thiên Trác tránh đi Bạch Khanh ngôn kiếm, chân dẫm ao cá bên cẩm thạch trắng vòng bảo hộ, cầm trong tay u quan lăng người lợi kiếm. Cấp tốc triều Bạch Khanh ngôn vọt tới. Lý Chi tiết con ngươi trầm xuống, không màng trên người thương, ba bước cũng làm hai bước thế nhưng hộ ở Bạch Khanh ngôn trước người, mở ra thiết cốt phiến. 23 cổ thiết phiến cốt, triều Lục Thiên Trác phương hướng đánh tới lục thiên trác chật vật xoay người tránh thoát lại bị lý chi tiết một cổ phiến gai xương trúng lý chi tiết đầu gối ăn đau quỳ một gối xuống đất dùng kiếm chống đỡ thân thể lục thiên trác ngươi cho bổn vương dừng tay lý chi tiết sắc mặt âm trầm nửa cái thân mình bị máu tươi nhiễm hồng làm lý chi tiết thoạt nhìn khí tràn càng thêm khiếp người bạch thanh ngôn hiếp mắt nhưng thật ra xem không rõ lý chi tiết bên người người muốn sát nàng lý chi tiết lại che chở nàng lục thiên trác cắn chặt nha ngẩng đầu hắn lao mình nhập tây lương hoàng cung nhẫn nhục sống tạm bợ nhiều năm như vậy vì bất quá chính là thế nghĩa phụ báo thù cái kia chém xuống nghĩa phụ đầu người liền ở chỗ này trong tay hắn kiếm tôi độc hôm nay hắn tất yếu giết bạch thanh ngôn làm nghĩa phụ báo thù bỏ lỡ hôm nay hắn liền ở cũng không có cơ hội vương gia xin lỗi hôm nay ta cần thiết muốn bạch thanh ngôn mệnh vương gia đối lục thiên trác đại ân lục thiên trác chỉ có thể kiếp sau lại báo lục thiên trác nói xong một đôi như chim ưng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bạch khanh ngôn rút kiếm triều bạch khanh ngôn cùng lý chi tiết phương hướng vọt tới bạch khanh ngôn lưu loát triệu mũi tên kéo cung nhắm chuẩn lục thiên trác không sợ chút nào lý chi tiết theo bản năng giơ tay đem bạch khanh ngôn hộ ở sau người hô to đều là người chết sao còn không đem hắn cho bổn vương bắt lấy dịch quán nội động tỉnh quá lớn rốt cuộc kinh động lý thiên phức lý thiên phức nghe tiếng lại đây khi thấy người mặt tây lương phục sức binh sĩ cùng lục thiên trác đánh lên nhưng thật ra một thân là huyết lý chi tiết thế nhưng đem địch quốc bạch khanh ngôn hộ ở sau người dừng tay đều cấp bổn điện hạ dừng tay các ngươi đây là đang làm gì lý thiên phức rút ra bên cạnh hộ vệ bội kiếm sát nhập ác chiến bên trong Tây lương binh vừa thấy là công chúa lý thiên phức đều ngừng lại lý thiên phức đem đầu gối bị thương lục thiên trắc hộ ở sau người mắt nhìn lục thiên trắc đầu gối máu chảy không ngừng thương trong cơn giận dữ lý chi tiết ngươi là điên rồi sao không đợi lý chi tiết trả lời lục thiên trắc chế trụ lý thiên phức bả vai thanh âm khàn khàn công chúa điện hạ xin lỗi tiếng nói vừa dứt lục thiên trắc một phen đẩy ra lý thiên phức giơ kiếm nhưng hắn còn chưa từng tới kịp triều bạch khanh ngôn phương hướng vọt tới chỉ nghe tiếng xé gió theo gió mà qua lục thiên trắc cổ họng quay cùng há miệng thở dốc lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm lý chi tiết ngẩn ra quay đầu nhìn bạch khanh ngôn trong tay đã mất vũ tiễn xạ nhật cung bị đẩy ngã trên mặt đất lý thiên phức mở to mắt thét chói tai ra tiếng lục thiên trác cúi đầu không thấy mình miệng vết thương nhưng máu tươi lại rào rạc mà ra nhiễm hồng hắn xiêm y hắn giơ tay che lại cổ bị vũ tiễn xỏ xuyên qua cửa động máu tươi từ khe hở ngón tay phía sau tiếp trước ra bên ngoài hướng hướng cổ họng nhi rót hắn há to miệng lại phát thở dốc cả người thẳng ngơ ngác về phía sau đảo đi lục thiên trác lục thiên trác lý thiên phức đẩy ra đỡ nàng lên tỳ nữ bay nhanh tiến lên ôm chặt thiếu chút nữa té ngã trên đất lục thiên trác kinh hoảng thất thố dùng tay đè lại hắn cổ lục thiên trác đại phu đại phu mau kêu đại phu a à. lục thiên trác một đôi đỏ lên rưng rưng con ngươi nhìn sợ tới mức kinh hoảng thất thố thẳng rớt nước mắt lý thiên phức hắn biết chính mình hôm nay liền phải bỏ mạng tại đây chính là hắn luyến tiếc lý thiên phức mỗi người đều nói lý thiên phức điêu hoa tùy hứng bừa bãi bá đạo nhưng lục thiên trắc biết nàng chỉ là một cái tưởng bị phụ hoàng cùng mẫu hậu chú ý tiểu cô nương mà thôi, nàng nội tâm thiện lương lại yếu ớt. Nàng tranh cường háo thắng. Nàng hư trương thanh thế, bất quá là vì che giấu chính mình nội tâm yếu ớt cùng bất lực ngụy trang mà thôi. Nếu không phải Lý Thiên phức lúc trước cứu hắn, hắn sợ sẽ bị Tây Lương trong hoàng cung những cái đó thái giám đánh chết ra tấn đã chết. Hắn cả đời này đều ở vì báo thù tồn tại, cho rằng chính mình tương lai cũng chỉ dư lại thế nghĩa phụ báo thù, Lý Thiên Phức là hắn sinh mệnh một cái ngoài ý muốn, là hắn nội tâm vô tận u ám duy nhất một đạo ánh sáng. Hắn không sợ chết, đáng sợ hắn chết sẽ làm Lý Thiên Phức thương tâm khổ sở. Lục Thiên chắc bị máu tươi nhiễm hồng tay dùng sức nắm lấy Lý Thiên Phức tay, cánh mũi rất nhỏ kích động, khóe mắt nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến dường như, hắn đối Lý Thiên Phức gợi lên môi, đã là đã không có nói chuyện sức lực. Chương 279 thủ nàng một đời. Không có việc gì. Không có việc gì, Ta nhất định sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Lý Thiên Phức dùng sức ôm chặt Lục Thiên Trác. Điên rồi dường như tim thanh hô. Lý chi tiết. Kêu đại phu. Mau a à. Hắn nếu là xảy ra chuyện. Ta cho các ngươi tất cả mọi người cho hắn chung cùng. Lục Thiên Trác há miệng thở dốc. Trong miệng toát ra máu tươi tới. Hắn tưởng nói cho Lý Thiên Phức. Nhưng nếu có kiếp sau. Hắn nhất định còn canh giữ ở Lý Thiên Phức bên người. Chính là kiếp sau. Hắn không nghĩ lại đưa một cái thái giám hắn muốn trở thành lý thiên phước nam nhân trở thành trượng phu của nàng hộ nàng cả đời thủ nàng một đời nhưng lời nói còn chưa nói ra lục thiên trác con ngươi liền tan rã nắm chặt lý thiên phước ngón tay cũng chậm rãi buông lỏng ra lực đạo lục thiên trác lục thiên trác lý thiên phước cõi lòng tan nát kêu khóc lóc ngươi đừng ném xuống ta lục thiên trác ngươi đáp ứng muốn bồi ta lục thiên trác ngươi cho ta lên lên Bạch Thanh Ngôn liền đứng ở Lý Chi Tiết sau lưng, nhìn trên người quần áo bị huyết nhiễm hồng, tuyệt vọng lại hỏng mất thất thố Lý Thiên Phức, lúc này mới đoán ra Lý Thiên Phức cùng Lục Thiên Trác quan hệ sợ là không bình thường. Giờ phút này, nàng đã minh bạch cái kia Lục Thiên Trác vì cái gì một hai phải sát nàng không thể, này Lục Thiên Trác, là bàn bình quốc nghĩa tử. Lúc trước nàng chém xuống bàn bình quốc đầu diệt thục lúc sau, hoàng đế hạ chỉ diệt bàn bình quốc chính tộc, tổ phụ hướng tấn quốc hoàng đế góp lời bỏ qua cho bàn bình quốc gia quyến, vô vị lại chế tạo giết chóc. Chưa từng tưởng, lại để lại như vậy một cái mối họa. Lý Chi tiết sợ hãi tấn quốc thái tử nhìn đến bọn họ tiến đến hòa thân công chúa ôm một cái thái giám sát chết, khiến cho thái tử phản cảm, ở thái tử tiến vào phía trước, sai người đem Lý Chi tiết cùng Lý Thiên Phức kéo ra. Buông ta ra. Hỗn trướng đồ vật các ngươi dám đối với ta động thủ. Đem A à trắc trả lại cho ta. Lý Chi tiết ngươi chán sống sao. Lý Thiên Phức toàn thân rung động, khàn cả giọng, giống như sắp tẩu hỏa nhập ma điên thú, ta là Tây Lương công chúa. Các ngươi ai dám đối ta động thủ ta giết các ngươi chính tộc. Thái hậu bệ hạ có chỉ, lần này nghị hòa hòa thân hết thảy công việc đều do bổn vương chủ lý, ban bổn vương lộng quyền chi quyền. Lý chi tiết mặt trầm xuống nhìn bị Lý Thiên Phức nổi điên đẩy ra hộ vệ nô tỳ nhóm, cắn răng nói, còn không đem công chúa đưa về phòng ngủ, không được bổn vương mệnh lệnh không cho phép công chúa bước ra nửa bước, nếu không. Bổn vương muốn đầu của các ngươi. Lý Thiên Phức dãy dụa thét chói tai khóc kêu, tuyệt vọng lại khóc trống kêu Lục Thiên Trác tên, lại vẫn là bị khổng võ hữu lực hộ vệ giá lên đưa vào phòng ngủ bên trong. Thái tử cùng Tiêu Dung Diễn còn có Bạch Cẩm Trĩ, mang theo thái tử phủ phủ binh cùng Bạch gia hộ vệ cùng xông vào khi, nhìn đến chính là Lục Thiên Trác thân chết. Lý Chi Tiết trọng thương như vậy một bộ cảnh tượng. Vừa rồi Tiêu Dung Diễn vừa vặn ở thái tử phủ, hắn chính cùng thái tử nói hôm nay cùng đi yến đế cùng với đích thứ tử mộ dung lịch du hồ việt xưng cùng hắn có sinh ý đại thái giám phùng diệu biết được hắn có thuyền hoa liền thỉnh hắn qua đi cùng đi ai ngờ hắn cùng thái tử mới vừa nói xong bạch phủ hộ vệ liền ôm hộp gấm tiến đến tiêu dung diễn nghe nói bạch khanh ngôn cầm xạ nhật cung đi dịch quán tìm lý chi tiết muốn người không yên tâm liền cùng thái tử cùng nhau đuổi lại đây trước mắt bạch khanh ngôn lông tóc vô thương tiêu dung diễn u trầm tầm mắt triều lý chi tiết nhìn lại trưởng tỷ bạch cẩm trĩ nhìn đến lý chi tiết phía sau bạch khanh ngôn rút ra bên hông bội đao thẳng chỉ lý chi tiết, hai tròng mắt đỏ lên, lý chi tiết, ta nhị ca đâu? Đem ta nhị ca giao ra đây. Đâu chỉ là bạch cẩm trĩ muốn bạch thanh quỳnh, ngay cả bên ngoài bá tánh cũng là tình cảm quần chúng trào dân. Sôi nổi kêu làm tây lương giao ra bạch gia nhị công tử. Đây là chuyện gì xảy ra? Thái tử sắc mặt âm trầm vào nước. Bạch khanh ngôn thu xạ nhật cung nhìn thái tử, quỳ xuống đất dập đầu, điện hạ, hôm nay viêm vương đưa đến bạch phủ lễ vật hộp, phóng ta nhị đệ bắn tên dùng nhẫn ban chỉ cùng một phong thơ, ước một mình ta tiến đến dịch quán. Ta đến lúc sau Lý Chi Tiết nói ngày mai muốn ở bệ hạ tiệc mừng thọ phía trên cầu thú ta tứ muội ta nếu là trợ hắn đạt thành tâm nguyện, hắn liền đem ta nhị đệ còn với ta. Bạch Khanh Ngôn thật mạnh đối thái tử dập đầu, thỉnh thái tử điện hạ vì bạch gia chủ trì công đạo. Phải về ta nhị đệ. Lý Chi Tiết sắc mặt trắng nhợt, này Bạch Khanh Ngôn đối thái tử. Thật đúng là thẳng thắng thành khẩn quá mức a tiêu dung diễn nhìn quỳ xuống đất biểu tình quyết tuyệt nữ tử thâm liễm trong mắt ý cười bất luận phát sinh chuyện gì chỉ cần bạch khanh ngôn đối thái tử càng là thẳng thắn thái tử liền càng là tín nhiệm bạch khanh ngôn nghĩ đến bạch khanh ngôn đã minh bạch thái tử muốn chính là một cái cái dạng gì thần tử chỉ cần thái tử cho rằng bạch khanh ngôn trung tâm như vậy bạch khanh ngôn liền tính là thọc ra thiên đại cái sọt ở thái tử khả năng cho phép trong phạm vi hắn đều sẽ bảo bạch khanh ngôn bình an sự ra đột nhiên không dung lý chi tiết nghĩ nhiều hắn vội mở miệng, thái tử điện hạ, ngày ấy ở U Hoa đạo ngoại thần đối tấn quốc cao nghĩa quận chúa nhất kiến trung tình, bởi vì biết được yến quốc hoàng đế dục vì đại yến cửu vương gia cầu thú cao nghĩa quận chúa, cho nên mới ra này hạ sách. Ta mặc kệ ngươi thượng sách hạ sách, nếu ngươi dùng ta nhị ca uy hế bờ, hoặc là hiện tại ngươi đem ta nhị ca còn trở về. Hoặc là ta hiện tại sống bổ ngươi lại sát nhập vân kinh làm thịt ngươi cả nhà. Bạch cẩm trĩ lửa giận phía trên, nắm chặt chui kiếm mu bàn tay gân xanh bạo khởi. Bạch Cẩm Trĩ Thanh âm táo bạo thả kiên định, Lý Chi tiếp nhìn về phía chính banh mặt nhìn thẳng hắn thái tử, trong lòng biết không dịu. Hắn nhắm mắt, che lại chính mình trên vai thương, học theo, học Bạch Thanh ngôn bộ dáng đối thái tử thẳng thắng, làm bộ một bộ nhận mệnh thăm ngữ khí cúi đầu nói. Thái tử Minh dám, ngoại thần trong tay chỉ có này cái nhẫn ban chỉ, thả là đã chết cái kia nô tài đem những ban chỉ giao cho ngoại thần, chủ ý cũng là hắn ra, hắn nói này pháp có thể trợ ngoại thần nên thú cao nghĩa huyện chủ ở ngoài, còn có thể làm tấn quốc hoàng đế cùng thái tử lòng nghi ngờ trấn quốc quận chúa. Nếu trấn quốc quận chúa từ đây không hề lãnh binh, ta Tây Lương cũng có thể đại đại xuyển một hơi. Chỉ là ngoại thần không nghĩ tới hắn thế nhưng muốn sát trấn quốc quận chúa. Bạch Khanh Ngôn giữa mày nhảy nhảy, đáy mắt mang theo cực kỳ thâm sát khí. Nàng từ mới gặp Lý Chi tiết liền biết người này thông tuệ không giống bình thường, lại không nghĩ rằng người này lại có đập nồi dìm thuyền khí phách, không sợ tấn quốc cùng thái tử trách tội, đem mưu kế nửa thật nửa giả hợp bàn thác ra. Viêm vương đem sở hữu chịu tội đẩy đến một cái người chết trên đầu, cho rằng này liền xem như kết thúc sao. Ta nhị đệ nhẫn ban chỉ là ngươi đưa đến ta trong phủ. Hôm nay hoặc là ngươi giao ra ta nhị đệ, hoặc là ngươi liền để mạng lại thường. Bạch Thanh Ngôn từng câu từng chữ, thanh âm lãnh đến làm người cốt phùng phát lạnh. Thái tử giữa mày nhảy dựng, Bạch Thanh Ngôn luôn luôn nói được thì làm được, nhưng hắn làm tấn quốc thái tử cũng không thể làm Tây Lương Viêm Vương chết ở tấn quốc thủ đô, Hắn vội mở miệng, trấn quốc quận chúa. Ngươi nếu tin được cô, việc này giao từ cô tới xử lý, ngươi cùng cao nghĩa huyện chủ quan tâm sẽ bị loạn, khó tránh khỏi bất công. Bạch Khanh Ngôn gắt gao nắm chặt xạ nhật cung, trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng, ta tin thái tử. Thái tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, Bạch Khanh Ngôn nhìn về phía Lý Chi Tiết, ta muốn viêm vương đối thiên thần thề, hộ ta nhị đệ Chu Toàn, ta nhị đệ nếu có việc viêm vương toàn tộc không chết tử tế được chương 280 nhận thua. Lý Chi Tiết thâm trầm đào hoa mắt nhìn Bạch Thanh Ngôn, chủ mắt nói, ta Lý Chi Tiết đối tay lương thiên thần thề, ta chưa bao giờ thấy giam quá Bạch Gia Nhị công tử, đưa đến trấn quốc quận chúa phủ nhẫn bang. Chỉ là từ đã chết lục thiên trác trên tay được đến. Nếu có hư ngôn, toàn tộc không được chết già. Nghe xong Lý Chi Tiết lời thề, Bạch Cẩm Trĩ con ngươi rung lên, trong lòng hy vọng bị người đánh vỡ, nắm trường kiếm tay vô lực rũ đi xuống cho nên bạch khanh ngôn đem lần này thiết cục chưa từng nói rõ ý đồ vạch trần viêm vương lần này là dùng một quả nhẫn ban chỉ ở gạch ta làm ta cho rằng nhị đệ ở trong tay ngươi là ý ở làm ta thân thủ đem ta tứ muội cái này uy hế bờ đưa đến trong tay của ngươi ngày sau nếu tây lương tái phạm ta đại tấn các ngươi tây lương trong tay liền nắm có ta uy hế bờ làm ta không dám thắng tây lương thái tử nghe xong bạch khanh ngôn lời này con ngươi run rẩy thái tử nguyên bản cho rằng chỉ cần không phải Bạch Khanh Ngôn gã đến biệt quốc đi liền vạn sự đại cát, hiện tại xem ra. Không chỉ là Bạch Khanh Ngôn, Bạch Gia Đích Nữ đều không thể gã đến hắn quốc. Nếu không, Bạch Khanh Ngôn coi trọng cốt nhục thân tình, chắc chắn vì tương lai lưu lại mối họa. Phi, ta chính là gã heo gã cẩu, cũng tuyệt không gã tây lương cẩu. Chẳng sợ liều mạng cãi lời thánh chỉ sờ soạn cổ, cũng tuyệt không cùng lý chi tiết loại này gian trá đáng kinh tiểu nhân làm bạn. Bạch Cẩm Trĩ bị phẫn nộ hướng toàn thân phát trung, rút kiếm chỉ hướng Lý Chi Tiết, buông tàn những lời nói, Thái tử Điện Hạ vì ta làm chứng kiến, nếu là có người muốn bức tử ta, đại nhân hướng bệ hạ mở miệng cho ta tứ hôn, ta Bạch Cẩm Trĩ tất làm hắn huyết bắn đương trường. Hôm nay, Lý Chi Tiết bị lục thiên trác tính kế, xem như ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hắn cũng thực sự không nghĩ tới, Bạch Thanh Ngôn sẽ làm Thái tử cùng tấn quốc bá tánh đều sẽ biết việc này. Hắn cho rằng Bạch Thanh Ngôn bận tâm Bạch Thanh Quỳnh tánh mạng, tất nhiên không dám lộ ra chỉ có thể một mình một người lặng lẽ tiến đến nàng cũng thật là một người tới nhưng không nghĩ tới bạch khanh ngôn có hậu chiêu nàng tới sau không lâu thái tử cùng bạch cẩm trĩ cũng đi theo tới bạch khanh ngôn cờ cao một nước hắn nhận thua điện hạ bạch khanh ngôn đối thái tử trịnh trọng nhất bái ngôn tin tưởng thái tử thỉnh điện hạ cần phải còn bạch gia một cái công đạo thái tử đối bạch khanh ngôn gật đầu ngươi yên tâm được đến thái tử khẳng định trả lời Bạch Khanh Ngôn mang theo muội muội Bạch Cẩm Trĩ từ dịch quán nội ra tới. Dịch quán cửa, trừ bỏ bá tánh ở ngoài, còn có vừa mới được đến tin tức thừa xe ngựa mà đến Bạch Cẩm Tú. Bạch Cẩm Tú hai tròng mắt đỏ bừng, thấy Bạch Khanh Ngôn cùng Bạch Cẩm Trĩ ra tới, vội vàng xách theo nguyệt hoa váy làng váy bước nhanh sải bước lên bậc thang, nghẹn ngào hỏi, trưởng tỷ, Nhị ca có tin tức. Bạch Khanh Quỳnh là Bạch Cẩm Tú một mẹ đẻ ra ca ca. Bạch Khanh Ngôn lắc lắc đầu, đem những ban chỉ đưa cho Bạch Cẩm Tú, trở về lại nói. Nhìn đến Bạch Khanh Quỳnh nhẫn ban chỉ, Bạch Cẩm Tú nước mắt giống như cắt đứt quan hệ, vương run rẩy không ngừng ngón tay lấy quá nhẫn ban chỉ, mở to mắt nhìn Bạch Khanh Ngôn, trưởng tỷ tỷ muội ba người trở lại Bạch Phủ Khi, Đổng Thị cùng nhị phu nhân Lưu Thị đã ở cửa chờ, đặc biệt là Lưu Thị quả thực tâm như dầu chiên, chợt vừa nghe nói nhi tử còn sống, Lưu Thị như thế nào có thể không mừng cực mà khóc. Nàng thiếu kiên nhẫn làm người đóng xe chuẩn bị đi dịch quán cửa hỏi cái đến tột cùng, lại bị Đổng Thị ngăn lại, lúc này mới cùng Đổng Thị cùng nhau đứng ở cửa chờ. Thấy Bạch Cẩm Tú xe ngựa trở về, Lưu Thị xách theo váy áo vạt áo từ cao dai trên dưới tới, nhìn thấy Bạch Khanh Ngôn liền hỏi, A Bảo, A Quỳnh còn sống có phải hay không? Bị Tây Lương người bắt sống có phải hay không? Tây Lương người tính toán nói cái gì điều kiện tới uy hế bờ tấn quốc? Nhìn trước mắt chờ mong Lưu Thị, Bạch Khanh Ngôn thật lâu vô ngữ, có chuyện gì so cho tuyệt vọng người hy vọng lúc sau? Lại đánh nát tới tàn nhẫn. Nương chúng ta trở về nói bạch cẩm tú từ trên xe ngựa xuống dưới nắm lấy lưu thị tay hai tròng mắt trưng trưng lưu thị trước mắt chờ mong cùng bất an vội gật đầu đúng 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 trở về lại nói chúng ta trở về lại nói bạch khanh ngôn nhìn cũng là hai tròng mắt tràn ngập chờ đợi Đổng thị nàng nhẹ nhàng đối mẫu thân lắc lắc đầu Đổng thị cổ họng quay cùng nước mắt tức khắc liền giống như vỡ đê vừa rồi nhị đệ muội được đến tin tức có bao nhiêu cao hứng Đổng thị không phải không biết nếu là này vui mừng biến thành công giả tràng. Đối nhị đệ muội tới nói lại là một khác tràng tra tấn. Bạch Cẩm Tú gắt gao nắm chặt trong tay ca ca lưu lại những ban chỉ, nàng quyết định cho mẫu thân lưu một đường hy vọng, nàng quay đầu nhìn về phía trưởng tỷ đối nàng gật đầu ý bảo. Bạch Khanh Ngôn gật gật đầu, biết được Bạch Cẩm Tú là muốn cho nàng nói từ hàm hồ một ít, cấp nhị thẩm lưu một chút hy vọng. Phàm là mẫu thân liền không có không hy vọng hài tử còn sống, Bạch Khanh Ngôn mặc dù nói được lại hàm hồ. Lưu Thị cũng từ giữa có thể tìm được Bạch Thanh Quỳnh còn sống dấu vết để lại. Cho nên, đương nàng nói cho nhị thẩm, Bạch Thanh Quỳnh nhẫn bang chỉ là Tây Lương Viêm Vương lý chi tiết thủ hạ cấp, kia thuộc hạ là bàn bình quốc nghĩa tử, lần này lợi dụng nhẫn bang chỉ thiết cục muốn sát nàng lại bị nàng phản sát, cho nên Viêm Vương cũng không biết Bạch Thanh Quỳnh hiện giờ ở đâu. Lưu Thị nghe xong trầm mặt sau một lúc lâu, cắt gao nắm chặt trong tay khăn, nói, nói không chừng. A Quỳnh đã đào tẩu. Cho nên bọn họ chỉ có thể lấy những ban chỉ tới thiết bẫy rập muốn hại A Bảo. Tệ nhất chính là Tây Lương không muốn giao ra A Quỳnh, là muốn về sau lợi dụng A Quỳnh làm cái gì, bất quá đều không quan trọng, chỉ cần A Quỳnh còn sống liền hảo. Bạch Cẩm Tú nắm lấy mẫu thân tay gật đầu, nữ nhi cũng tin tưởng ông trời sẽ phù hộ ca ca. Ca ca Trí Dũng Song Toàn, tất nhiên là Đào Tẩu. Chỉ là hiện giờ Đại Đô thành nội Vân Quỷ sống quyệt, ca ca nhất định là ở địa phương khác từ từ mưu đồ, chỉ cần ca ca còn sống chúng ta một ngày nào đó có thể đoàn tụ. Đối. Ngươi nói rất đúng, nhị phu nhân lưu thị dùng khăn lau nước mắt. Dịch quán nội. Lý Thiên Phức cùng điên rồi dường như tạp phòng nội tất cả đồ vật, sau lại trong phòng an tĩnh lại, Lý Thiên Phức bên người cung tỳ bưng đồ ăn đi vào khi phát hiện Lý Thiên Phức đã treo cổ, cung tỳ bị dọa đến hồn vía lên mây. May mắn Lý Chi Tiết tới kịp thời, lúc này mới đem Lý Thiên Phức cứu, chỉ là Lý Thiên Phức cổ thượng khó tránh khỏi xuất hiện một đạo đỏ đến phát tím dấu vết. Công chúa chuyển tỉnh lúc sau không trên một tiếng, ôm hai đầu gối ngồi ở giường giác, trong tay nắm chặt chạm đất thiên trắc lúc trước đưa khuyên tai, khóc cũng khóc không ra tiếng, ném linh hồn nhỏ bé giống nhau, không chịu ăn cơm cũng không chịu uống nước, giống như quyết tâm muốn đem chính mình đói chết. Tùy lục thiên trắc cùng đi. Lý Thiên Phức bên người cung tỳ toàn thân run lên quỳ trên mặt đất, đối lý chi tiết công đạo Lý Thiên Phức hiện trạng. Thiên đã mau sáng, mắt thấy liền phải đến tấn quốc hoàng đế tiệc mừng thọ, Lý Thiên Phức cái dạng này như thế nào đi hiến vũ. Lý Chi Tiết Huyệt Thái Dương thình thịch thẳng nhảy, miệng vết thương phản phất cũng đi theo muốn lại lần nữa vỡ ra giống nhau, hắn nhắm mắt ấn chính mình miệng vết thương. Lý Chi Tiết sai liền sai ở biết Lục Thiên Trác thân phận còn đem hắn lộng tới bên người, tính nhiệm nhanh nhanh hắn quyền lực, kết quả Lục Thiên Trác trước khi chết cư nhiên như vậy bày hắn một đạo. Thái hậu đã sớm báo cho quá Lý Chi Tiết, lấy mạo dùng người tật xấu phải sửa lại, nhưng Lý Chi Tiết luôn là vào tai này ra tai kia, lúc này đây cũng coi như là Lục Thiên Trác cho hắn cái đại cảnh giác chương 281 không tiếc quỳ xuống. Hắn thở dài một hơi, chính là lục thiên trác người đã chết, hắn liền tính là lại hận, lại quái lục thiên trác lại có ích lợi gì. Lý Chi tiết đè lại chính mình trên vai miệng vết thương, ách tiếng nói mở miệng, đi đem cấp công chúa chuẩn bị cháo tổ yến lấy tới, bổn vương tự mình cấp công chúa đưa đi. Là, tỳ nữ vội vàng bò dậy hướng ra phía ngoài lui. Lý Chi tiết bưng cháo tổ yến vào cửa khi, liền nhìn đến Lý Thiên Phức cặp kia đỏ lên con ngươi hung hăng trừng mắt hắn, giống như kề bên tuyệt cảnh ấu thú hắn làm nhìn lý thiên phức người đều đi ra ngoài chậm rãi đi đến mép giường tầm mắt dừng ở lý thiên phức cổ thượng làm cho người ta sợ hãi dấu vết thượng hắn biết lý thiên phức không phải làm bộ dáng là thật sự muốn chết hắn thấp giọng mở miệng a trác đã chết ta biết ngươi khổ sở tưởng tùy a trác cùng đi nhưng ngươi có hay không nghĩ tới a trác thù lớn chưa trả còn chết không nhắm mắt lý thiên phức hơi hơi hé miệng nhưng thương tới rồi giọng nói phát không ra âm tới bực bội đá phiên lý chi tiết đặt ở mép giường cháo tổ yến tới tỏ vẻ nàng phẫn nộ lý chi tiết cũng không giận hắn run run dính vào vạt áo thượng cháo a à Trắc thân phận thật sự ngươi khả năng cũng không biết lý chi tiết nhìn lý thiên phước trừng mắt hắn hai mắt thấy nàng nước mắt xoạch xoạch thẳng rớt từ cổ tay áo móc ra khăn đưa cho lý thiên phước a à Trắc là thuộc quốc đại tướng quân bàn bình quốc nghĩa tử hắn sở dĩ lao mình nhập tây lương hoàng cung chính là vì vì hắn nghĩa phụ bàn bình quốc báo thù Đối A Trắc tới nói không có gì so vì hắn nghĩa phụ báo thù càng quan trọng. Lý Thiên Phức ngẩn ra, nước mắt giống như động lại ở hốc mắt trung giống nhau. Hắn đời này lớn nhất ngoài ý muốn, ước chừng chính là ngươi. Lý Chi Tiết ánh mắt sâu thẳm, hắn lợi dụng mọi người, bao gồm ta, lại chưa từng lợi dụng quá ngươi. Nếu hắn muốn lợi dụng ngươi hẳn là cổ vũ ngươi đi tiếp cận Tấn Quốc Hoàng đế, trở thành Tấn Quốc Hoàng đế Sủng Phi, sau đó làm ngươi cấp Tấn Quốc Hoàng đế thổi gối đầu phong làm ngươi mượn tấn quốc hoàng đế tay giết bạch khanh ngôn, diệt bạch gia toàn tộc. Rốt cuộc ngươi đối hắn nói gì nghe nấy, nhưng hắn không có làm như vậy. Lục thiên trác có thể lợi dụng hắn lý chi tiết, lý chi tiết làm theo cũng có thể lấy lục thiên trác tới khuyên phục lý thiên phức. Hắn, mượn tay của ta ước bạch khanh ngôn tiến đến, chính là vì sát bạch khanh ngôn, chính là công chúa. Ta là Tây Lương Viêm Vương, ta không thể mắt thấy bạch khanh ngôn chết ở dịch quán, chúng ta Tây Lương trước mắt chính là rốt cuộc đánh không dậy nổi thấy Lý Thiên Phước không tiếp hắn thang tay, hắn giơ tay thấy Lý Thiên Phước lau đi trên mặt nước mắt, nếu không có A Trác, công chúa thật sự không muốn sống nữa, sao không giúp A Trác hoàn thành tâm nguyện? Chờ công chúa trở thành tấn quốc hoàng đế sủng phi. Hoặc là tấn quốc tương lai hoàng đế sủng phi, sát bạch khanh ngôn, diệt bạch khanh ngôn chính tộc vì A Trác báo thù, này không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Lý Thiên Phước cắt cao nắm chặt trong tay khuyên tai, cắn môi dưới trừng mắt Lý chi tiết. Công chúa có phải hay không suy nghĩ, ta nói này đó bất quá là vì lừa ngươi cấp Tây Lương bán mạng. Lý Chi Tiết thở dài một hơi, ta Lý Chi Tiết đối Tây Lương thiên thần thề, về A Trác. Tuyệt không một chữ hư ngôn. Công chúa nếu có thể trở thành tấn quốc hoàng đế hoặc là tương lai hoàng đế sủng phi, không sai là đối Tây Lương có lợi, nhưng chúng ta là Tây Lương người, vì Tây Lương thủ lợi là ứng tận bổn phận, này cùng ngươi thế A Trác báo thù không có bất luận cái gì xung đột. Lý Chi Tiết thanh âm trước sau ôn nhuận từ từ, công chúa có thể hảo hảo ngẫm lại ta nói, nếu là công chúa nguyện ý. Liền thay vũ phục, cung yến phía trên dùng ngươi gián múa đi chinh phục tấn quốc hoàng thất, nếu công chúa không muốn, ta cũng tuyệt không ngăn cản công chúa. Nói xong, Lý Chi Tiết đứng dậy đối Lý Thiên Phức hành lễ nhất bái ra Lý Thiên Phức sương phòng, sai người đi vào thu thập bị Lý Thiên Phức đánh nghiêng cháo tổ yến. Lý Thiên Phức cuộn tròn trên giường nội, nhìn trong tay một đôi khuyên tai, thẳng đến nắng sớm chiếu sáng lên nàng cửa sổ. Hoàng hôn ánh chiều tà lại từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào, dừng ở nàng mép giường, một đêm một ngày chưa từng ăn cơm Lý Thiên Phức mới như là hạ cái gì quyết tâm giường như mang theo kia đối khuyên tai đứng dậy. Lý Chi Tiết đứng ở Lý Thiên Phức phóng cửa nhìn phương Tây còn chưa hoàn toàn chìm đi xuống mặt trời lặng suốt thần, nếu là Lý Thiên Phức vẫn là kia phó uể oải bộ dáng không chịu đi dự tiệc, hắn liền xưng hôm qua lục thiên trắc bị thương Lý Thiên Phức đi. Ở cùng nhập tấn sứ thần lần thứ ba thúc giục hỏi lúc sau, Lý Chi Tiết rốt cuộc xoay người đẩy ra Lý Thiên Phức cửa phòng người mặc hỏa hồng sắc đẹp để quý giá vũ váy lý thiên phức giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở gương lược trước đối với gương đồng dáng giữa mày hoa điền ấm màu cam hoàng hôn đang từ nửa khai ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào nhu hòa ánh sáng ánh nàng minh diễm động lòng người tinh xảo ngũ quan da thịt như ngọc lửa cháy môi đỏ đặc biệt là kia một đôi mắt rõ ràng thanh triệt như thiếu nữ lại mang theo đoạt hồn nhiếp phách vỗ mị thuần khiết lại quyến rũ như hoa lệ nở rộ mạng đà la hoa công chúa lý chi tiết cung kính đứng ở cửa hành lễ Lý Thiên Phức đối với gương đồng lộ ra một cái diễm lệ đoạt một tươi cười, lúc này mới mang lên khăn che mặt đứng dậy, nghẹn ngào tiếng nói nói, đi thôi. Nhân tấn quốc Nam Cương đại thắng quan hệ, năm nay tấn quốc hoàng đế tiệc mừng thọ muốn so dĩ vãn càng thêm long trọng xa hoa. Các gia phu nhân ấn phẩm giai đại trang, tuổi thanh xuân quý nữ cẩm y hoa phục tỉ mỹ giả dạng. Đế hậu còn chưa tới, lẫn nhau hiểu biết quý nữ ba năm ghé vào một đoàn, có đang nói đêm qua đại lương tứ hoàng tử ngụy khải hằng tiến cung cầu thú nam đô quận chúa liễu nhược phù việt có đang nói trấn quốc quận chúa bạch khanh ngôn hôm qua xâm nhập dịch quán bức tây lương viêm vương giao ra bạch gia nhị công tử thả giết tây lương viêm vương một cái thuộc hạ sự tình lần trước đại lương tứ hoàng tử cưỡi ngựa tiến đại đô thành ta vừa vặn ở yến tước lâu thượng uống trà khi đại lương tứ hoàng tử thật đúng là anh tuấn đâu nam đô quận chúa là chúng ta đại tấn đệ nhất mỹ nhân nhi hai người quả thực là duyên trời tác hợp đúng vậy nghe nói hình như là hôm qua cái kia đại lương tứ hoàng tử không biết ở đâu gặp được nam đô quận chúa suốt đêm tiến cung khấu cầu bệ hạ tứ hôn sau lại bệ hạ truyền nam đô quận chúa phụ thân hiện giờ tấn quốc cận tồn khác họ vương nhàn vương tiến cung đại lương tứ hoàng tử không tiếc quỳ xuống thỉnh cầu nhàn vương nhàn vương lúc này mới tùng khẩu thật sự quỳ xuống thỉnh cầu nhàn vương a một cái quý nữ dùng quạt tròn che khuất giật mình miệng mãn nhãn cực kỳ hâm mộ kia về sau nam đô quận chúa gả cho đại lương tứ hoàng tử đại lương tứ hoàng tử còn không được đem nam đô quận chúa phụng ở lòng bàn tay a đại lý tự khanh nữ tấn nữ nhi lữ bảo hoa cùng nam đô quận chúa liễu nhược phù ở cung nhân dẫn dắt hạ tiến vào người mặc hoa y trang phục lộng lẫy mà đến liễu nhược phù một cái chớp mắt trở thành tiêu điểm liễu nhược phù chi mỹ gọi thu thủy phù dung chi tư hoàn toàn quá bất quá da như tuyết sứ cái miệng nhỏ trong suốt đỏ bừng đầy nước mắt đẹp hắc bạch phân minh như mắt lạnh lưu ly hạt châu một thân màu nguyệt bạch theo hoa phức tạp tinh xảo váy áo, hành tẩu giang hoa phục làng váy lay động lại không lộ chân, tư thái nhàn nhã đoan trang. Sau khi ngồi xuống, Lữ Bảo Hoa dùng quạt tròn che môi, mặt mày gian đều là ý mừng, đè thấp thanh âm cùng Liễu Nhược Phù nói, ngươi xem, mãn đại đô thành các quý nữ liền không có không cực kỳ hâm mộ ngươi. Ta nghe nói, đại lương tứ hoàng tử vừa thấy ngươi liền tân sinh ái mộ, còn cùng nhàn vương thề nếu có thể cưới đến ngươi. Vĩnh không nạp trắc phi cùng thiếp thất, chính là thật sự chương 282 tâm sinh vui mừng. Liễu nhược phù một đôi đôi mắt đẹp rũ, gò má thượng bay lên một mặt đỏ ửng, trong giọng nói mang theo quý nữ ứng có tự phụ, đúng vậy, nếu không ta phụ vương cùng bệ hạ cũng sẽ không đồng ý, rốt cuộc xa gã. Ta phụ vương nhưng chỉ có ta một cái nữ nhi. Nhàn vương năm du nửa trăm, dưới gối lại chỉ có liễu nhược phù như vậy một cái nữ nhi, dù sao cũng là xa gã đại lương, nếu không phải điều kiện mê người nhàn vương lại như thế nào sẽ đồng ý. Liễu Nhược Phù cùng Lữ Bảo Hoa sau khi ngồi xuống, không ít quý nữ tiến đến chúc mừng Liễu Nhược Phù. Liễu Nhược Phù ánh mắt đảo qua một cái quý nữ trên đầu đẹp để quý giá châu thoa, lại dừng ở nàng váy áo theo văn như nàng cùng ra một triệt váy áo thượng, cười nói, nếu xuyên như thế đẹp để quý giá váy áo, lại đeo hồng bảo thạch triền tơ vàng tu cây trâm không khỏi trói buộc, không bằng đi cây trâm để tránh giọng khách ác giọng chủ. Liễu Nhược Phù là hảo ý, mấy năm nay Liễu Nhược Phù ăn mặc tổng bị người tranh nhau bắt trước, nhưng lại phỏng không đến tinh túy, thường thường bắt trước bừa. Cho nên, gặp được ở chung không sai, Liễu Nhược Phù vẫn là sẽ mở miệng chỉ điểm chỉ điểm. Bị Liễu Nhược Phù chỉ điểm ăn mặc quý nữ ngẩn ra, nắm chặt trong tay ngọc cốt quạt tròn, xấu hổ cười nói tạ sao gỡ xuống trên đầu cây trâm, lại cười hỏi, quận chúa là ở nơi nào gặp được đại lương tứ hoàng tử. Các ngươi nói chuyện không có. Liễu Nhược Phù cười nhạt, lắc lắc đầu, trong lời nói mang theo vài phần ngạo nghễ, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là hôm qua ở ngoài thành đào ẩn hồ đi, hôm qua ta cùng Bảo Hoa ước hẹn đi du hồ. Đồng dạng là quận chúa, cũng không phải là không giống nhau chính là không giống nhau, phong quận chúa cũng chỉ sẽ đánh đánh giết giết. Hôm qua trấn quốc quận chúa sát nhập dịch quán, đem Tây Lương Viêm Vương một cái thuộc hạ giết, ngẫm lại đều cảm thấy sợn tóc gáy. Tây Lương Viêm Vương như vậy nho nhã lễ độ một người, cũng không biết như thế nào đắc tội kia trấn quốc quận chúa. Nhân gia tốt xấu là tới chúng ta tấn quốc hòa đàm, sao đến liền hung thần ác sát như mẹ dạ xoa giống nhau. Nếu Tây Lương người không biết còn tưởng rằng chúng ta tấn quốc nữ tử các như thế. Thật sự là mất mặt. Có người nhắc tới Bạch Khanh Ngôn. Cũng không phải là ỷ vào chính mình là lần này Nam Cương đại thắng có công giả, liền lạm sát kẻ vô tội. Đem ta tấn quốc đại quốc khí độ đặt chỗ nào? Này giữa sợ là có cái gì hiểu lầm đi. Lữ Bảo Hoa nhíu mày không lớn nguyện ý tin tưởng Bạch Khanh Ngôn là cái loại này lạm sát kẻ vô tội người, ta nghe nói là Tây Lương Viêm Vương đưa đi hạ lễ là Bạch Gia Nhị Công Tử một quả nhẫn ban chỉ, còn để lại tin làm trấn quốc quận chúa một mình một người tiến đến, cái kia Tây Lương Viêm Vương muốn lợi dụng Bạch Gia Nhị Công Tử mai phục sát trấn quốc quận chúa, ít nhiều Bạch Gia Tứ Cô Nương cùng Thái Tử kịp thời đuổi tới. Lữ Bảo Hoa là Nam Đô quận chúa Liễu Nhược Phù bạn tốt, những cái đó nói Bạch Khanh Ngôn không phải không muốn nắc tội Liễu Nhược Phù, liền cười thay đổi đề tài, bất quá, mặc kệ nói như thế nào, cái này đại lương tứ hoàng tử vẫn là thật tinh mắt, thế nhưng đem chúng ta tấn quốc đệ nhất mỹ nhân cầu đi rồi liễu nhược phù nhớ tới nàng tới đại đô phía trước có người cho nàng truyền tin nói đại đô thành bên trong đám ăn chơi trác tán đều xưng cái kia trấn quốc công phủ đích trưởng nữ bạch khanh ngôn mới là chân chính hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nhân nhi thắng được nàng liễu nhược phù không biết bao nhiêu nghe nói cái kia bạch khanh ngôn lớn lên đặc biệt xinh đẹp có thể nói đương thời đệ nhất mỹ nhân nhi liễu nhược phù sửa sửa ống tay áo trụ mắt che giấu đáy mắt trào phúng chi ý cũng không biết mỹ thành cái dạng gì thế nhưng làm đám kia ăn chơi trác tán như thế khen ngợi gặp qua bạch khanh ngôn quý nữ dùng quạt tròn che khuất mặt ánh mắt né tránh tự do ai không biết liễu nhược phù nhất để ý chính là nàng cái kia đệ nhất mỹ nhân nhi danh hiệu cái nào người lại dám nói nói thật đi xúc liễu nhược phù mày quay đầu lại liễu nhược phù ở trước mặt bệ hạ vừa khóc còn không biết nhà ai muốn xui xẻo nào có nếu kia bạch khanh ngôn thật là đương thời đệ nhất mỹ nhi như thế nào Đại Lương Tứ hoàng tử cố tình liền cầu thú ngài mà không cầu cưới nàng a?" À? Có quý nữ cười nói. Kia, Liễu Nhược phù rũ mắt nhìn chính mình mới vừa vẽ sơn móng tay sắc móng tay, nói không chừng là Đại Lương Tứ hoàng tử không có gặp qua Bạch Khanh Ngôn đâu. "Quận chúa, ngươi cần phải ngẫm lại." Đại Lương Tứ hoàng tử vì cưới đến ngươi, lấy hoàng tử tôn sư quỳ xuống đất cầu nhàn vương đem ngươi đến hôn cho hắn, thế nào kinh diễm dung mạo mới có thể làm một quốc gia hoàng tử chỉ thấy một mặt liền quỳ xuống đất cầu thú? trên đời này nơi nào còn có thể có người lướt qua ngài đi. Ngài nhìn nhìn lại bên kia nhi, có nữ quyến dùng quạt tròn chống đỡ mặt ý bảo liễu nhược phù xem bạch cẩm tú, vị kia chính là trấn quốc quận chúa muội muội lớn lên cũng không phải quốc sắc thiên hương A. À. Liễu nhược phù mặt mày gian dấu không được ngạo nghễ chi sắc, nàng tưởng cũng là. Đám kia ăn chơi trác tán biết cái gì, ước chừng là thấy bạch khanh ngôn sẽ đánh giặc lại có như vậy vài phần tư sắc, cho nên mới đem người khen tới rồi bầu trời. Nàng thần sắc kiêu căng, nhàn nhạt nói, ước chừng kia Bạch Khanh Ngôn cũng có vài phần tư sắc đi, rốt cuộc Lữ Nguyên Bằng những người đó cũng không phải không có gặp qua Mỹ Nhân Nhi, bất quá. Lữ Nguyên Bằng rốt cuộc tuổi còn nhỏ còn không ổn trọng, nhìn người khác sẽ lãnh binh đánh giặc tâm sinh ái mộ đi. Nhưng chúng ta nữ nhi gia, nên là bị kiều dưỡng, nhiều học học cầm kỳ thư họa tu thân dưỡng tính. Đánh đánh giết giết nhiều tao sát nghiệt, rốt cuộc vẫn là lệ khí quá nặng. Như vậy nữ tử lợi hại là lợi hại, nhưng nhà ai dám cưới những cái đó gặp qua bạch thanh ngôn quý nữ cười khang vài tiếng, nhẹ nhàng phe phẩy trong tay đoàn sơn. Ai ai ai? Cái kia? Cái kia có phải hay không đại lương tứ hoàng tử? Có quý nữ đè thấp thanh âm hô câu, trong đại điện ngồi trên ghế tự phụ nữ nhi gia toàn dùng quạt tròn che mặt, tầm mắt triều cửa đại điện phương hướng nhìn lại. Dẫm lên lộc giày da ngụy khải hằng ở đại lương sứ thần đi theo hạ nhất chân bước vào trong điện, anh tuấn thiếu niên cao quan ngọc diện, một thân màu đỏ tía mãn văn áo xuân, eo hệ bạch ngọc khoan đai lưng, lọt vào trong tầm mắt không một chỗ không tinh xảo, ung dung hoa quý, nhưng nhìn ra tứ hoàng tử lại như đồn đãi như vậy, cực chịu đại lương hoàng đế sủng ái. Hiện giờ đại lương trữ vị chưa định, nếu tương lai tứ hoàng tử có thể đăng cao vị, liễu nhược phù đã có thể muốn một bước lên trời trở thành một quốc gia quốc mẫu. Tư cập này, có người để sát vào liễu nhược phù, đè thấp thanh âm nói, ai nha? Đại lương tứ hoàng tử giống như triều quận chúa xem ra. Liễu nhược phù ngước mắt, vừa vặn thấy ngụy khải hằng triều nàng phương hướng xem ra nhàn vương cùng hoàng đế đều đã đồng ý đại lương tứ hoàng tử cùng nàng hôn sự hiện giờ càng là cả triều đều biết nàng cũng không ra vẻ làm ra vẻ thoải mái hào phóng đứng lên triều ngụy khải hằng phương hướng nhúng người hành lễ ngụy khải hằng là cái phong độ nhẹ nhàng ôn nhu công tử thấy tấn quốc quý nữ triều hắn hành lễ cũng là cười đáp lễ liễu nhược phù thấy ngụy khải hằng ngọc thụ lâm phong chi tư không cấm tâm sinh vui mừng tươi cười càng thêm có vẻ tươi đẹp Ngụy Khải Hằng là cái tham mỹ người, nhìn đến mỹ nhân nhi đối hắn kỳ hảo, tự nhiên là tâm sinh sung sướng, đối liễu nhược phù gật đầu sau mới ngồi trở lại ghế, cười cùng Tây Lương Viêm Vương Lý Chi Tiết chào hỏi. Khi Tây Lương Viêm Vương cũng là cái hiếm có Mỹ Nam tử đâu, Lữ Bảo Hoa cười dùng quạt tròn che miệng, ta còn tưởng rằng dựa theo đại lương tứ hoàng tử cầu thú quận chúa cái kia tư thế, vừa thấy đến quận chúa liền xuất ruột lại đây cùng quận chúa nói chuyện đâu. Quốc yến phía trên, há có thể như thế. Liễu Nhược Phù giận Lữ Bảo Hoa một câu. Chương 283 Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Chung quanh quý nữ cười đến càng thêm cao. Hứng lên, ai nha? Quận chúa tỷ tỷ này còn không có gã qua đi đâu, liền hộ thượng. Liễu Nhược Phù bị nói bên tai nóng lên, mắt đẹp liễm diễm, xấu hổ mang tiếu, các ngươi còn như vậy nói bậy, ta liền không để ý tới các ngươi. Ai nha? Ai nha? Mau đều đừng nói nữa, tiểu tâm trong chốc lát đại lương tứ hoàng tử nghe được còn tưởng rằng chúng ta khi dễ quận chúa nói không chừng muốn trách tội chúng ta đâu lữ bảo hoa che miệng cười tuy rằng là bị trêu chọc nhưng liễu nhược phù trong lòng lại là cao hứng đặc biệt là nghe nói hôm qua kia đại lương tứ hoàng tử quỳ xuống cầu thú nàng thả thề từ nay về sau không nạp trắc phi cùng thiếp thất liễu nhược phù là thật sự thực tâm động hôm nay lại thấy này đại lương tứ hoàng tử sinh đến như thế anh tuấn phi phàm trong lòng cũng cảm thấy như cha vương lời nói này thật là đoạn không sai nhân duyên. Trấn quốc quận chúa tới. Trấn quốc quận chúa cũng tới. Bạch Thanh Ngôn cùng tứ muội Bạch Cẩm Trĩ đi theo đổng thị bên cạnh người, đang ở cùng đồng liêu hàng huyên chân tắc bình nhìn đến Bạch Thanh Ngôn, vội vàng gọi nhà mình phu nhân cùng nữ nhi tiến lên chào hỏi, phu nhân, trấn quốc quận chúa, cao nghĩa huyện chủ. Đổng thị cười hành lễ đáp lễ, chân tắc bình phu nhân nhìn Bạch Thanh Ngôn trước mắt sùng kính chi tình, lôi kéo chính mình nữ nhi thủ đoạn, đem nữ nhi kéo đến Bạch Thanh Ngôn trước mặt cùng Bạch Thanh Ngôn chào hỏi. Nghe được các nữ quyến khe khẽ nói nhỏ, Liễu Nhược Phù quay đầu hướng tới cửa đại điện phương hướng nhìn lại, lại thấy một đám võ tướng cùng này gia quyến vây quanh ở cửa cùng Bạch Thanh Ngôn chào hỏi, vừa lúc chặn Liễu Nhược Phù tầm mắt, làm nàng nhìn không tới Bạch Thanh Ngôn bộ dạng. Nghe được thái giám hát vang thái tử điện hạ cùng thái tử phi điện hạ giá lâm. Cùng đổng thị cùng Bạch Thanh Ngôn, Bạch Cẩm Trĩ hàng huyên võ tướng và gia quyến, lúc này mới vội lui đến hai sườn, đối vào cửa thái tử hành lễ. Đêm qua, thái tử phái người truyền tin đi trấn quốc quận chúa phủ, báo cho Bạch Khanh Ngôn. Lý chi tiết trong tay đích xác chỉ có những ban chỉ, hắn nguyên ý chỉ là vì châm ngòi bọn họ tấn quốc quân thần ly tâm, không nghĩ tới Bạch Khanh Ngôn trung tâm như một đêm việc này nói cho thái tử bản nhân, cũng coi như là phá lý chi tiết mưu kế. Thái tử làm người cho nàng truyền lời, làm nàng nén bi thương, không chỉ có như thế, còn đưa lên hậu lễ. Nàng dương mắt, nhìn đến đi theo thái tử bên cạnh người tiêu dung diễn nghĩ đến hôm qua thuyền hoa tiêu dung diễn một phen ái muội không rõ nói trụ mắt sai khai tiêu dung diễn ánh mắt tiêu dung diễn cười nhạt lại dài đối động thị bạch khanh ngôn hành lễ tư thái thập phần cung kính thái tử phi nhìn về phía bạch khanh ngôn tầm mắt lại dừng ở thái tử bên cạnh người tiêu dung diễn trên người dùng khăn che môi cười khẽ phu nhân cùng trấn quốc quận chúa cao nghĩa huyện chủ mau ngồi xuống đi phụ hoàng cùng mẫu hậu lập tức liền phải tới rồi là Đổng thị cúi đầu gật đầu, đi theo thái tử cùng thái tử phi phía sau, mang theo bạch khanh ngôn bạch cẩm trĩ hai người triều dựa trước ghế đi đến. Phía trước vẫn chưa gặp qua tiêu dung diễn nữ quyến sôi nổi thấp giọng nghị luận, suy đoán tiêu dung diễn thân phận. Tiêu dung diễn một thân màu trắng thẳng chuế, eo hệ thúy ngọc đai lưng, cực kỳ đơn giản trang phẩn lại giấu không được người nọ trên người hoa mỹ tôn quý khí độ, bộ dạng sinh đến cực kỳ anh tuấn, mi cốt cao thẳng, càng thêm có vẻ mắt rộng thâm thúy, ánh mắt u tĩnh, cố tình người nọ khóe môi mang cười, lại là một thân người đọc sách nho nhã phong độ, có thể nói kinh diễm. Liễu Nhược Phù bị thái tử bên cạnh nam tử hấp dẫn ánh mắt, không đợi nàng hoàng hồn, vốn đã ngồi xuống đại lương tứ hoàng tử Ngụy Khải Hằng đột nhiên đứng lên, đâm cho trên bàn tam chân thủy thú lưu hương cái vang lên. Ngụy Khải Hằng đỡ ổn cái bàn, mặt đỏ tai hồng vội vội vàng vàng đứng dậy triều Bạch Khanh Ngôn phương hướng chạy như bay mà đi, nên diện ngăn lại Bạch Khanh Ngôn đường đi, hành lễ, quận chúa liễu nhược phù tầm mắt đi theo ngụy khải hằng dừng ở bạch khanh ngôn trên người ngẩn ra hô hấp đình trệ suýt nữa nắm lạng chính mình trong tay khăn nàng cho rằng bạch khanh ngôn cũng bất quá là lượt có tư sắc không thành tưởng lại là như thế thanh diễm đến cực điểm nữ tử nàng kia da thịt ở đèn cung đình chiếu rọi dưới tinh tế gần như trong suốt hoàn toàn không giống ở nam cương chinh chiến hơn tháng người khung xương hình dáng hơn trường tuyệt đẹp mang theo suy nhược bệnh tư hoàn toàn không giống như là người tập võ duy độc cặp kia thâm trầm u như hồ sâu bình tĩnh mắt đen, làm người chỉ cảm thấy nàng có người tập võ cứng cỏi, hùng hậu thả thông dong. Kiều Mỹ cùng cường đại, kim cụ một thân, Mỹ đến tôn quý lại dày nặng. Liễu nhược phù hô hấp có chút thô nặng, bên tai truyền đến các nữ quý nghe không lớn rõ ràng khe khẽ nói nhỏ, ẩn ẩn nghe ra là người khác tán bạch khanh ngôn so nàng càng Mỹ, cái này làm cho nàng cảm thấy nang tham cực kỳ. Này trấn quốc quận chúa lại có như vậy kinh diễm dung sắc, trước kia chúng ta cũng không biết, đám kia ăn chơi trác tán quả nhiên không có gạt người thật sự là xưng đến thượng thiên hạ đệ nhất mỹ a à. bên kia nhi ngồi tấn quốc đệ nhất mỹ vừa rồi ám chỉ lữ nguyên bằng là bởi vì trấn quốc quận chúa sẽ mang binh đánh giặc tâm sinh ái mộ cho nên mới cảm thấy trấn quốc quận chúa xinh đẹp hiện tại nhìn đến trấn quốc quận chúa bản nhân như thế nào không hé răng còn không phải sao chỉ vào chính mình đệ nhất mỹ nhân nhi danh hiệu luôn là trên cao nhìn xuống chỉ điểm người khác ăn mặc nhìn xem nhân gia trấn quốc quận chúa một thân tố y, không thi phấn trang, khi mới là chân chính khuyên quốc khuyên thành. Càng có lớn mật thanh quý nữ quyến dùng trào phúng ánh mắt triều nàng nhìn lại, liễu nhược phù bên tai năng đến lợi hại. Đừng lý những người đó. Lữ bảo hoa hướng tới nói bậy người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mặc kệ nói như thế nào, người nhân duyên là người khác như thế nào đều hâm mộ không tới. Nam tử sao? Trời sinh liền kính để chinh chiến xa trường bách chiến bách thắng tướng quân, này thuyết minh đại lương tứ hoàng tử không coi nhẹ nữ tử là chuyện tốt. Nghe Lữ Bảo Hoa nói như vậy, Liễu Nhược Phù trong lòng dễ chịu một ít, nàng khóe môi gợi lên, trong lòng mang khí cười nói, đúng vậy, nam tử phần lớn kính nể có thể chiến thiện chiến tướng quân, bất quá trong quân đều là nam tử, sợ không có mấy cái nam tử có cái này can đảm, dám đem ở trong quân pha trộn quá nữ tử cưới về nhà đi. Nga. Trừ bỏ cái kia tầng lãng ở ngoài, Lữ Bảo Hoa không quá tán đồng Liễu Nhược Phù cuối cùng này một câu nhưng cũng biết liễu nhược phù đây là bởi vì trong lòng không thoải mái, cười cười không hé răng. Theo ta thấy, này trấn quốc quận chúa sợ không phải thượng chiến trường đánh thắng, như vậy dung mạo hướng trên chiến trường vừa đứng. Cái nào nam nhân bỏ được thương nàng, một ánh mắt qua đi sợ đều phải chân mềm. Giống như quận chúa nói, trong quân đều là nam tử. Ai biết sẽ phát sinh cái gì, nếu thật đem một cái pha trộn với quân doanh nữ tử cưới về nhà, sợ là muốn họa mệt gia tộc cùng liễu nhược phù giao hảo quý nữ cười nhẹ một tiếng, nói tiếp, các ngươi nhìn xem, này tần gia không tin tà cưới bạch cẩm tú, nhưng hôm nay tần gia có bao nhiêu xui xẻo, đầu tiên là trung dũng hầu phu nhân bị đưa vào thanh am, sau lại trung dũng hầu đã chết không nói, tần gia liền tước vị đều ném. Liễu nhược phù dùng khăn che miệng cười khẽ, trong lòng thống khoái không ít, lời này đảo có vài phần đạo lý. Bạch Thanh Ngôn không thể hiểu được nhìn hai tròng mắt sáng quắc Ngụy Khải Hằng, sắc mặt như thường hành lễ đối Ngụy Khải Hằng đáp lễ, không nhanh không chậm đi theo đổng thị phía sau triều ghế đi đến. Ngụy Khải Hằng này vẫn là lần đầu bị Mỹ Nhân Nhi bỏ qua, hắn tỏa sáng ánh mắt si ngốc đi theo Bạch Khanh Ngôn bóng dáng. Chương 284 Mệnh định chi nhân Hắn âm thầm cầm nắm tay, dù sao tấn quốc hoàng đế cùng nhàn vương đã đồng ý hắn cầu thú quận chúa Việt, hôm nay cung yến liền sẽ công bố, hắn không vội ở nhất thời, liền tính quận chúa đối hắn không có tình nghĩa, hắn cũng tin tưởng hắn sẽ làm quận chúa thích thượng hắn, Ngụy Khải Hằng tầm mắt phản phất dính ở Bạch Khanh Ngôn trên người giống nhau ngồi trở lại chính mình ghế, mặt mày gian đều là dấu không được vui sướng chi khí. Hắn duyệt nữ vô số, khả năng làm hắn chỉ một mặt liền như thế canh cánh trong lòng, lại chỉ có kia một nữ tử, hắn nguyện cuộc đời này không hề có bất luận cái gì mỹ nhân làm bạn, chỉ cầu nàng một người đã đủ rồi. Ngụy Khải Hằng tưởng, hắn đại khái giống như đại hoàng tỷ theo như lời như vậy, gặp được mệnh định chi nhân đi. Nghe được thái giám hát vang, tấn quốc hoàng đế cùng đại yến hoàng đế giá lâm đại điện trung mọi người đứng dậy hành lễ bạch khanh ngôn dương mắt hướng tới đại yến hoàng đế nhìn lại không trải qua bốn mắt nhìn nhau bạch khanh ngôn trầm tĩnh ánh mắt ngầm có ý kính báo mộ dung út kinh ngạc một lát rất là đau đầu cười cười xem ra lần trước đem đệ đệ thích cô nương đắc tội quá mức tấn quốc hoàng đế cùng đại yến hoàng đế mộ dung út cùng tiến đến ghế song song cùng tồn tại trên đài cao đi theo đại yến hoàng đế mộ dung út bên cạnh người tiểu hoàng tử mộ dung lịch nhìn đến bạch thanh ngôn ánh mắt phóng lượng, bị thái tử tự mình dẫn đường bên cạnh hắn ngồi xuống. Thái tử đối mộ dung lịch thái độ ôn hòa, giống như huynh trưởng. Mộ dung lịch khắc chế quay đầu lại nhìn về phía cửa thúc xúc động, vẫn là thái tử làm bộ không biết bọn họ du hồ việc giả ý dẫn tiếng. Mộ dung lịch lúc này mới nói, hôm qua du hồ chính là tiêu tiên sinh tương bồi, lịch nhận biết tiêu tiên sinh. Yến đế nhìn về phía mộ dung lịch cùng tiêu dung diễn phương hướng, cười bưng lên trước mặt chén rượu xa xa đối tiêu dung diễn ý bảo. Tiêu Dung Diễn làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vội vàng bưng chén rượu đứng lên cung kính thi lễ, dùng ống tay áo che đậy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thái tử nhưng thật ra thập phần cao hứng, hôm qua càng là ở biết được Tiêu Dung Diễn cùng Yến Đế cùng Du Hồ lúc sau, công đạo dặn dò Tiêu Dung Diễn nhiều hơn cùng Yến Đế lui tới. Yến Đế nhận biết Tiêu Tiên Sinh. Tấn Đế hỏi Mộ Dung Úc. "Đúng vậy, trẫm bên người đại thái giám cùng Tiêu Tiên Sinh ở Nam Yến quen biết, hôm qua ấu tử nháo muốn Du Hồ." còn dùng chính là tiêu tiên sinh thuyền hoa. Mộ Dung Úc không có dấu giếm tình hình thực tế trả lời. Tiêu tiên sinh tài học kinh diễm, tuy rằng là thương nhân thân phận, lại thâm đến ta tấn quốc bệ hạ yêu thích, không nghĩ tới yến đế cũng như thế thưởng thức tiêu tiên sinh. Hoàng hậu nói. Lâu chưa lộ diện hoàng hậu làm bạn hoàng đế tham dự trận này thịnh yến, làm người không nghĩ tới chính là thái tử mẹ đẻ du quý phi thế nhưng ngồi trên hoàng đế hạ đầu, ngược lại là hiện giờ chính được sủng ái thu quý nhân thế nhưng bị hoàng đế mang ở bên người mọi người ở đây khiếp sợ thu quý nhân như thế được sủng ái, khiếp sợ yến quốc hoàng đế lại là như thế kinh diễm giang sơn nhân vật khi, một trận dùng dập hồ cầm tiếng vang lên, nhịp trống dày đặc. Một thân xuyên lửa đỏ lửa đỏ vũ cạp váy kim nạm ngọc bội sức, mặt mang kim sa nữ tử, cùng với tiếng nhạc đi chân trần bước vào cung điện bên trong, nền bước biển chuyển nhẹ nhàng, dẫm lên nhịp trống mỗi một bước mắt cá chân kim sắc lục lạc liền thanh thúy rung động, phía sau đi theo mười mấy phủng cổ mà đến tay lương tráng hán. Bạch Thanh Ngôn tầm mắt triều lý thiên phước nhìn lại, hôm qua đối mặt lục thiên trác chi tử đau đớn muốn chết lý thiên phức hôm nay phản phất thoát thai hoán cốt giống nhau tẩn hiện quyến rũ vỗ mị thả tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía hoàng đế mục đích tự hồ thập phần minh xác nàng quay đầu nhìn về phía cao tòa phía trên chính nghiêng đầu cùng thu quý nhân nói gì đó hoàng đế khóe môi thoáng gợi lên xem ra lý thiên phức này một thân mi cốt lại câu nhân cũng hấp dẫn không đến hoàng đế tây lương nữ tử ăn mặc thượng luôn luôn lớn mật cơ hồ đã ngực chút nào không tiếc tích, tích làm người thưởng thức nàng mỹ lệ, eo vai trắng nõn như chi da thịt cùng kia váy đỏ đối lập thập phần tiên minh mãnh liệt, làm trong đại điện nhiều ít nhi lan tâm mã ý vượng. Thước tha nhiều vẻ nữ tử dẫm lên nhịp trống tiến lên, trắng nước eo thon sức giãn mười phần, tùy nhịp trống tả hữu lay động, dáng múa nhiếp hồn đoạt phách, mặt mày quyến rũ hướng tới hoàng đế phương hướng cười, như quạt lông lông mi dưới, ánh mắt tràn ngập thần bí khó lường câu nhân vỗ mị. Theo hồ cầm thanh biến đổi, nữ tử so đào hoa còn muốn mị con mắt sáng mỉm cười, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy dừng ở trán háng cao phủng với đỉnh đầu cổ thượng dẫn tới mọi người một trận kinh hô nữ tử này thế nhưng biển chuyển nhẹ nhàng có thể làm cổ thượng vũ lý thiên phước mỉm cười triển tay áo mũi chân nhẹ điểm này cổ mặt cao tốc xoay tròn kia váy áo bởi vì nàng xoay tròn tốc độ quá nhanh lăng không bay lên xa xa nhìn lại liền giống như một đóa nở rộ hồng mai mỹ đến kinh tâm động phách lệnh người huyết mạch phun trương tiếng chuông tiếng trống tiếng đàn thúc giục đến cực nhanh nàng kia xoay tròn đến tốc độ cũng càng ngày nhảy lên mau Ngay cả hoàng đế đều ngồi thẳng thân mình triều Lý Thiên Phức nhìn lại Lý Chi Tiết khóe môi gợi lên Quạt xếp có một chút không một chút gõ lòng bàn tay Mắt thấy Lý Thiên Phức ở như thế cao tốc xoay tròn dưới Từ một mặt cổ di động đến một khác mặt cổ thượng, Mau đến người chỉ có thể bắt giữ đến nàng màu đỏ tàn ảnh Mọi người thấy kia mạng diệu nữ tử nhéo một phen mồ hôi lạnh đồng thời Lại là xem đến nhiệt huyết sôi trào Tiếng nàng đột nhiên một chọn Lý Thiên Phước xoay tròn cũng lập tức đình chỉ, nàng ngón tay khấu thành khổng tước trạng, vững vàng lập với cổ thượng. Những cái đó bổn quỳ xuống đất tráng hán chậm rãi đứng dậy, đại điện trung lộng lẫy đèn cung đình minh chiếu dưới, Lý Thiên Phước phản phất một con cao cao tại thượng khổng tước. Nàng ngoái đầu nhìn lại triều hoàng đế phương hướng nhìn lại, thanh triệt con ngươi giống như hàm dục, làm nam tử nhìn đều là tâm ngứa khó nhịn. Nàng chậm rãi giãn ra cánh tay, eo nhỏ, đạp cổ mặt mà xuống đi chân trần rơi trên mặt đất, Phản phất từ trời cao mà đến tiên tử, doanh doanh quỳ xuống đất nhất bái. Như vậy nữ tử đừng nói ở ngồi nam tử, chính là Bạch Khanh Ngôn này nữ tử nhìn đều cảm thấy bị câu hồn. Lý Chi Tiết đứng dậy đối hoàng đế gật đầu hành lễ, nói: "Tây Lương công chúa vì đại tấn hoàng đế hiến vũ, cung chúc đại tấn hoàng đế thiên thu không hẹn." "Hảo." Tấn quốc hoàng đế vỗ tay, "Công chúa giáng múa, thật là thiên hạ vô song." Lần này ngoại thần phụng ta Tây Lương nữ đế chi mệnh, đưa công chúa tiến đến hòa thân nguyện cùng tấn quốc vĩnh thế tu hảo. Lý Chi Tiết cười nói. Bị hoàng đế lôi kéo ngồi ở bên cạnh thu quý nhân lòng bàn tay hơi hơi buộc chặt, thấy hoàng đế đã ha ha cười ra tiếng tới, nàng nhẹ nhàng nắm lấy hoàng đế xiêm y, một đôi oánh oánh đầy nước con ngươi hướng tới hoàng đế nhìn lại, ai oán đến cực điểm. Hoàng đế cười cầm thu quý nhân mềm mại không xương tay nhỏ, cười nói, Tây Lương công chúa sinh đến như thế mỹ lệ động lòng người, nếu có thể gả vào ta tấn quốc tự nhiên là chuyện tốt, chỉ là thái tử đã có chính phi, chỉ có thể ủy khuất công chúa trắc phi chi vị. Nói, hoàng đế tầm mắt dừng ở thu quý nhân trên người, tràn ngập sủng nịch cùng dung túng. Thái tử phi ngẩn ra, ngẩng đầu hướng tới ngồi trên hoàng đế nhìn lại, con ngươi run rẩy, xoắn chặt trong tay khăn. Thái tử rất là ngoài ý muốn, vội vàng đứng dậy tạ ơn. Lý Thiên Phức tự phụ mỹ mạo, ở Tây Lương chỉ cần nàng tưởng, còn không có nam nhân không thần phục ở nàng dưới chân nàng mục tiêu nguyên là hoàng đế, không thành tưởng hoàng đế thế nhưng đối nàng không động tâm. Nàng lòng bàn tay buộc chặt, thái tử cũng hảo. Chỉ cần lưu tại tấn quốc quyền lực trung tâm, liền tổng có thể đem bạch thanh ngôn một nhà chém tận giết tuyệt. Nàng ngẩng đầu, câu nhân nhiếp phách con ngươi nhìn về phía hoàng đế, giơ tay tháo xuống khăn che mặt, doanh doanh nhất bái. Chương 285 nhất sinh nhất thế. Chúng ta công chúa bị thương giọng nói, đây là ở khấu tạ bệ hạ. Lý chi tiết đối hoàng đế cười tạ lỗi, mong rằng bệ hạ thứ tội. Bệ hạ, thu quý nhân nũng nịu cùng hoàng đế khe khẽ nói nhỏ, ngày hôm nay ban thái tử điện hạ một đoạn lương duyên, lương vương điện hạ cũng là ngài nhi tử, hơn nữa vẫn là bởi vì lương vương, thần thiếp cùng bệ hạ mới có thể có như vậy một đoạn duyên phận, nếu không thể báo còn lương vương này phân tình nghĩa, thần thiếp trong lòng luôn là băng khoăn. Không bằng. Thừa dịp hôm nay cao hứng, bệ hạ liền thành tựu lương vương cùng trấn quốc quận chúa một đoạn này lương duyên đi. Ngồi ở một bên bưng chén rượu yến đế mộ dung út trong lòng nhảy dựng, theo bản năng triều chính mình đệ đệ tiêu dung diễn nhìn lại đại lương sứ thần không có nghe được thu quý nhân cùng hoàng đế lặng lẽ lời nói chỉ cảm thấy hoàng đế tâm tình hảo liền cười nói bệ hạ ta đại lương cũng nguyện cùng tấn quốc liên hôn cùng tấn quốc tu hảo vì ta đại lương tứ hoàng tử cầu thú tấn quốc đệ nhất mỹ nhân nhi nam đô quận chúa vì chính phi lữ bảo hoa cười dùng khuỷu tay đâm đâm liễu nhược phù liễu nhược phù cắn môi dưới hai má nhiễm hồng triều ngụy khải hằng nhìn lại lại thấy ngụy khải hằng ánh mắt không hề chớp mắt chăm chú nhìn bạch thanh ngôn liễu nhược phù sắc mặt một chút liền suy sụp xuống dưới trẫm nghe nói yến đế cũng muốn vì đại yến cửu vương gia cầu thân hoàng đế cười nhìn về phía yến đế yến đế nếu đã có thích ý người được chọn không bằng nói ra cũng hảo thừa dịp hôm nay trẫm tiệc mừng thọ lại thành tựu một đoạn lương duyên mộ dung út nhợt nhạt gật đầu nho nhã lại tự phụ nguyên bản tưởng thế cửu đệ cầu thú cao nghĩa huyện chủ lại cảm thấy trẫm cửu đệ cùng huyện chủ tuổi kém quá lớn Mộ Dung út nhìn về phía Bạch Thanh Ngôn, sao lại tưởng thế thật sự cửu đệ cầu thú trấn quốc quận chúa, lại biết được trấn quốc quận chúa thề không gả, liền dục thế hắn cầu thú nam đô quận chúa. Ai ngờ hôm qua chạm vạn. Lại nghe nói đại lương tứ hoàng tử cầu thú nam đô quận chúa, thả thề cuộc đời này không nạp trắc phi cùng thiếp thất, trẫm tự hỏi trẫm kia đệ đệ làm không được như thế, liền cũng nghĩ ngơi cái này ý niệm, nếu tương lai trẫm cửu đệ may mắn nhập tấn gặp được tâm di nữ tử, còn thỉnh bệ hạ nhất định phải cho phép a. À. Ngụy Khải Hằng nghe được Yến Đế nói, đứng dậy đối Yến Đế nói lời cảm tạ, tạ Yến Đế giúp người thành đạt. Lữ Bảo Hoa dùng quạt tròn che miệng, thấp giọng nói, chưa từng tưởng kia đại Yến Hoàng đế thế nhưng như thế anh tuấn, còn như thế ôn nhuận nho nhã, thật thật nhi là thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Nghĩ đến đại Yến Cửu Vương gia cùng đại Yến Hoàng đế một mẹ đẻ ra, tất nhiên kém không đến chạy đi đâu, người muốn hay không suy xét suy xét. Ta phụ vương đã đáp ứng đại lương tứ hoàng tử. Hơn nữa, Liễu Nhược phù biểu môi đại yến một cái bần cùng nhược quốc, đi chẳng phải là muốn chịu khổ. Ngụy Khải Hằng quay đầu thấy Bạch Khanh Ngôn ngồi ngay ngắn với ghế, không dao động bộ dáng, hướng tới Bạch Khanh Ngôn phương hướng đi đến. Liễu Nhược Phù mở to mắt, mãn nhãn không thể tưởng tượng. Ngụy Khải Hằng tháo xuống bên hông ngọc bội cung kính đệ với Bạch Khanh Ngôn, quận chúa, ta nãy đại lương tứ hoàng tử Ngụy Khải Hằng, hôm qua đào ẩn hồ xa xa vừa thấy, đối quận chúa khuyên tâm không thôi, dục cầu thú quận chúa vì chính phi, hằng đã hướng nhàn vương cùng bệ hạ thề, cuộc đời này chỉ cầu quận chúa một người làm vợ, tuyệt không nạp trắc phi cùng thiếp thất, chỉ cầu cùng quận chúa nhất sinh nhất thế. Tiêu Dung Diễn nắm chặt chén rượu tay căng thẳng, ngước mắt triều Bạch Khanh Ngôn phương hướng nhìn lại. Bạch Khanh Ngôn rất là ngoài ý muốn, không phải nói. Đại lương tứ hoàng tử cầu thú nam đô quận chúa Liễu Nhược Phù sao? Nàng triều Liễu Nhược Phù nhìn lại. Liễu Nhược Phù sắc mặt càng thêm trắng bệch, nắm tay gắt gao nắm chặt, Bạch Khanh Ngôn liếc nhìn nàng một cái là có ý tứ gì? Khiêu khích sao? thu quý nhân vừa nghe trong lòng nhảy dựng vội nói bệ hạ tứ hoàng tử hôm qua cầu thú chính là nam đô quận chúa a vì thế ngài còn đặc biệt đem nhàn vương triệu vào cung trung như thế nào tứ hoàng tử hôm qua ngụy khải hằng hướng hoàng đế cùng nhàn vương cầu thú liễu nhược phù việc sớm đã truyền khắp đại đô bởi vì ngụy khải hằng hứa hẹn cuộc đời này không nạp trắc phi thiếp thất này đoạn nhân duyên đã trở thành đại đô thành nội một câu chuyện mọi người ca tụng người hiểu chuyện cười đối ngụy khải hằng chỉ chỉ liễu nhược phù phương hướng tứ hoàng tử chẳng lẽ là nhận sai người vị này cũng không phải là Nam Đô quận chúa, là trấn quốc quận chúa Bạch Khanh Ngôn, Nam Đô quận chúa ở nơi đó. Ngụy Khải Hằng theo người nọ ngón tay triều liễu nhược phù phương hướng nhìn lại, chỉ thấy liễu nhược phù trắng bệt một khuôn mặt, mà nhàn vương lúc này sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đại lương tứ hoàng tử Ngụy Khải Hằng quỳ cầu nhàn vương đem Nam Đô quận chúa gả cho hắn chuyện này, chính là hảo sĩ diện nhàn vương chính mình tam tản đi ra ngoài. Ai biết này đại lương tứ hoàng tử thế nhưng chân trước cầu chính mình nữ nhi, sau lưng liền hướng Bạch Thanh Ngôn cầu thân. À, Ngụy Khải Hằng vẻ mặt mờ mịt nhìn nhìn Liễu Nhược Phù, lại quay đầu lại nhìn đã đứng dậy Bạch Khanh Ngôn, nhưng không phải nói Nam đô quận chúa Liễu Nhược Phù mới là tấn quốc đệ nhất mỹ nhân như sao. Như thế nào? Ngụy Khải Hằng ngốc đầu ngốc não một câu, quả thực là đem Liễu Nhược Phù da mặt ấn vào bùn. Đại lương tứ hoàng tử đây là có ý tứ gì? Là nói nàng Liễu Nhược Phù không xứng với đại tấn đệ nhất mỹ nhân nhi danh hiệu không ít ngày thường không quen nhìn liễu nhược phụ nữ quyến dùng quạt tròn ngăn trở môi cười không ngừng. Liễu nhược phụ luôn luôn kiêu ngạo, lại đối chính mình bề ngoài phá lệ tự tin, như thế nào có thể thừa nhận này phân vũ nhục. Nhưng nàng lại cười đứng dậy, khéo léo hành lễ lúc sau nói, nguyên lai, đại lương tứ hoàng tử đem trấn quốc quận chúa ngộ nhận thành ta, đệ nhất mỹ nhân chính là hư danh, liễu nhược phụ trăm triệu không dám gánh vác. Trấn quốc quận chúa chính là ta lần này nam cương một trận chiến ta tấn quốc lớn nhất công thần, đại lương tứ hoàng tử tuệ nhãn chúc mừng trấn quốc quận chúa liễu nhược phù cố ý đề điểm ngụy khải hằng bạch khanh ngôn đó là đốt sát tây lương mười vạn hàng phu cái kia người đàn bà đanh đá chính là muốn nhìn ngụy khải hằng vừa rồi lời thề son sắt rồi sau đó biết bạch khanh ngôn thân phận lui bước bộ dáng như thế mới có thể làm trò cười từ nàng dịch đến bạch khanh ngôn trên người đi tiêu dung diễn nâng nâng mi câu môi cười nhạt luôn là có người không biết lượng sức cho rằng chính mình có thể thắng bạch khanh nguyên một bậc đáng tiếc a à, bạch khanh ngôn bất luận là miệng lưỡi công phu vẫn là mưu kế lòng dạ ở ngồi sợ không có mấy người có thể cùng chi địch nổi hòn ngọc quý trên tay bị lớn như vậy ủy khuất nhàn vương như thế nào có thể trầm ổn hắn rủ mắt thoáng suy tư hoàng đế đối bạch khanh ngôn thái độ sau tiếp theo nữ nhi nói mới mở miệng ở ta tấn quốc cũng không phải là lớn lên xinh đẹp là có thể bị gọi đệ nhất mỹ nhân bổn vương hòn ngọc quý trên tay phẩm mạo mới có thể toàn xuất sắc lúc này mới bị gọi đại tấn đệ nhất mỹ nhân đức ngôn công dung đức ở đệ nhất dung ở nhất mạc nhàn vương bởi vì là tấn quốc duy nhất khác họ vương cho nên đặc biệt cẩn thận chặt chẽ đặc biệt thích thể nghiệm và quan sát thánh ý trực giác nói cho nhàn vương bệ hạ rất vui với nhìn đến bạch khanh ngôn chật vật chi tư cho nên lời nói càng thêm sắc bén tấn quốc chưa bao giờ trong mặt mà bắt hình dong nữ tử lúc này lấy nhu thuận vì mỹ lương thiện vì đức một thân sát phạt lệ khí nữ tử có thể nào xưng mỹ. Quá mức cương ngạnh nữ tử, lại như thế nào cần kiệm quản gia, hiếu thuận cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con. Càng đừng nói. Không màn lễ nghĩa liêm sĩ, thế nhưng bên ngoài mị hoặc đại lương tứ hoàng tử, lại không cho thấy thân phận cố ý hãm người khác với xấu hổ hoàn cảnh, ý đồ đáng chết. Chương 286 không ốm mà trên. Đổng thị dương mắt nhìn kia trước kia ở nàng trượng phu trước mặt nịnh nọt khác họ vương, đang muốn mở miệng vì hộ nữ nhi, lại bị Bạch Khanh Ngôn nhẹ nhàng đè lại bả vai ngăn cản. Bạch Khanh Ngôn đạm mặt lạnh lẽo tầm mắt Triều Nhàn Vương nhìn lại, nàng vô tình cùng người miệng lưỡi, khá vậy tuyệt không phải nhậm người dẫm đạp mềm mại tính tình. Luôn luôn có thể trầm ổn Bạch Cẩm Tú cắn răng nhìn về phía Nhàn Vương, cười lạnh, Nhàn Vương đây là. Ai ngờ không đợi Bạch Cẩm Tú nói xong, Đại Lương Tứ Hoàng Tử Ngụy Khải Hàng liền trước nhịn không được. Nhàn Vương lời này nhưng thật ra làm người nghe không hiểu, là bổn vương nghĩ sai rồi người cầu thú nam đô quận chúa thời điểm, chính là giai ngẫu thiên thành, cầu thú trấn quốc công chúa thời điểm, chính là trấn quốc công chúa cố ý câu dẫn. Nhàn vương nói tấn quốc không trong mặt mà bắt hình dông. Ngươi đây là chỉ bổn điện hạ là cái sắc bỉ. Vẫn là dẫm lên trấn quốc quận chúa tới nâng lên ngươi nam đô quận chúa. Ngụy Khải Hằng vẻ mặt không cao hứng, trấn quốc quận chúa mạo không cần phải nói, tự nhiên lại nam đô quận chúa phía trên. Trấn quốc quận chúa xuất quân bình định Nam Cương, bảo hộ tấn quốc vạn dân chi đức hạnh chẳng lẽ còn so ra kém những cái đó dáng vẻ kịch cẩn đạn cái cầm, không ốm mà trên làm thơ cái gọi là tài nữ cường. Cái gì đạo lý? Phúc, Bạch Cẩm Trĩ nhịn không được cười một tiếng, lặng lẽ cấp ngụy Khải Hằng dựng một cái ngón tay cái, chỉ cảm thấy này đại lương tứ hoàng tử nói chuyện quá tổn hại, cùng kia lữ nguyên bằng có đến liều mạng. Hôm qua trong cung, bổn điện hạ đối nhàn vương quỳ xuống cầu thú Việt, là nhàn vương chính ngươi vì chương hiển nhà ngươi nữ nhi tự phụ, đặc biệt phái người bốn phía tuyên dương đi ra ngoài ngươi cho rằng bổn điện hạ không biết. Chúng ta đại lương sứ thần sớm đều phát hiện, chẳng qua bổn điện hạ cho rằng ngươi là lòng ta ái người phụ thân. Mới chịu đựng xuống dưới, nhàn vương chẳng lẽ là cảm thấy bổn điện hạ là cái ngốc tử. Tùy ý ngươi làm động tác nhỏ mà không biết. Ngụy Khải Hằng mày nâng đến cao cao chất vấn. Nhàn vương nhìn hôm qua ở chính mình trước mặt theo khuôn phép cũ, tư thái phóng đến cực thấp đại lương tứ hoàng tử thế nhưng như thế cùng hắn nói chuyện, một hơi đổ ở cổ họng nhi thượng không tới đi xuống không đi, sắc mặt muốn nhiều xuất sắc có bao nhiêu xuất sắc. Bạch Khanh Ngôn nhúng người hành lễ, đối Nhàn Vương nói, Nhàn Vương, ta tổ phụ, phụ thân trên đời khi, Nhàn Vương mỗi khi tiến đến Đại Đô, tất đi quốc công phủ bái phỏng, bên ngoài gọi chung là cùng ta phụ tình như thủ túc. Ta phụ vì nước hy sinh thân mình, Nhàn Vương chưa từng phái người phúng viếng, lần này tới Đại Đô cũng chưa từng tới cửa, coi như Nhàn Vương quý nhân sự vội. Nhưng, nếu Nhàn Vương thật cùng ta phụ tình như thủ túc, sẽ dẫm lên bản thân chất nữ nhi thanh danh phủng chính mình nữ nhi. Người đi trà lạnh đạo lý Bạch Khanh Ngôn hiểu được, nhưng hai gương mặt. Cũng ngàn vạn đừng làm quá rõ ràng, sẽ làm người chọc cuộc sống. Rốt cuộc, không phải Bạch Khanh Ngôn lôi kéo đại lương tứ hoàng tử đi du hồ, không phải Bạch Khanh Ngôn đối đại lương tứ hoàng tử tự xưng liễu nhược phù, cũng không phải Bạch Khanh Ngôn lôi kéo tứ hoàng tử tiến cung cầu thú dùng đao buộc nhàn vương đáp ứng cái này hôn sự, càng không phải bạch khanh ngôn buộc nhàn vương đem đại lương tứ hoàng tử quỳ xuống cầu thú nam đô quận chúa việt bốn phía tuyên dương nhàn vương ném mặt sao hảo tính ở ta trên đầu mộ dung út bưng lên chén rượu cười nhạt nhấp một ngụm sống chết mặt bay bạch khanh ngôn nhàn vương sâu kính gọi bạch khanh ngôn tên hắn đã sớm nghe nói bạch khanh ngôn miệng lưỡi sắc bén đảo cũng trầm ổn người bạch gia nam cương đại chiến thất lợi bệ hạ khoan dung niệm ở người bạch gia nam nhi toàn thân chết phần thượng tha cho ngươi đi nam cương thế bạch gia chuộc tội nhưng bổn vương làm tấn dân lại không cách nào quên ngươi tổ phụ phụ thân khiến ta mấy chục vạn tấn quốc duệ sĩ tán thân nam cương chi tội cố nhiên tính vương cầm kim bài lệnh tiễn bức bách ngươi tổ phụ liền không thể theo lý cố gắng sao bạch khanh ngôn con ngươi nheo lại nhàn vương đây là nói ta tổ phụ không có cãi lời kim bài lệnh tiễn cũng là sai nhàn vương nhấp môi không đáp lời này chỉ là cười lạnh thái tử cầu tình bệ hạ dày rộng niệm ở ngươi nam cương đại thắng mới ban quận chúa chi vị ngươi bổn càng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, cần nữ tu sĩ đức. Nhưng ngươi lại như thế cùng bổn vương nói chuyện, luận tuổi bổn vương lớn tuổi với ngươi, luận tước vị bổn vương tốt xấu là vương tước, ngươi làm trò bệ hạ mặt đều dám như thế miệng lưỡi sắc bén, đem bệ hạ để vào mắt sao. Nhàn vương chớ lấy bệ hạ chi long uy, vì ngươi dương mắt. Ta bạch gia tổ tiên số thế hệ. Mi khu toái đầu tùy cao tổ đánh hạ này phiến giang sơn. Liễu gia tổ tiên. Lại là một bên giúp đỡ đại yến, một bên thế cao tổ thu xếp tiền bạc, dục bát tòng long chi công, vài lần lấy lòng, tả hữu ứng phó, đục nước béo cò được một cái vương tước, thế nhưng cũng chi đáng giá khoe khoang. Bạch Khanh Ngôn không nhanh không chậm tiếng nói từ từ, mang theo vài phần kinh thường cùng cười lạnh, lập tức làm nhàn vương trắng mặt. Yến đế mộ dung út bưng chén rượu tay run run, này trấn quốc quận chúa thật là lợi hại miệng lưỡi, hắn tầm mắt nhìn về phía tiêu dung diễn, lại thấy tiêu dung diễn khóe môi mỉm cười, tự hồ có chung vinh dự mộ dung Úc cái này sáng tỏ hắn này đệ đệ ngày sau nếu cùng trấn quốc quận chúa thành thân miệng lưỡi phía trên sợ chiếm không được tiện nghi nhất định phải phu cương không phấn chấn bạch khanh ngôn nhàn vương cắn chặt khớp hàm ngươi chém giết hàng phu lệ khí quá nặng không hề lương thiện đáng nói làm trò bệ hạ mặt miệng lưỡi sắc bén không hề phụ đức tương lai ai dám cưới bổn vương lớn tuổi với ngươi hảo tâm khuyên bảo ngươi không cần không biết tốt xấu hoàng đế ổn ngồi cùng địa vị cao trí thượng tự hồ thập phần nhạc thấy bạch khanh ngôn lâm vào loại này hoàn cảnh bên trong hảo hảo nhàn vương ngươi cũng đúng vậy này đem số tuổi thế nhưng cùng ngươi một cái hài tử trí khí đế vương chi thuật đó là ngự người chi thuật chỉ có một người lâm vào khốn đốn bên trong lại đối người này duỗi lấy viện thủ mới có thể làm người này triệt triệt để để thần phục hoàng đế chờ chính là bạch khanh ngôn chúng bạn xa lánh một ngày cho nên mới phóng túng đại đô thành trung về bạch khanh ngôn sát hàng phu tàn những lời đồn đãi bệ hạ vi thần nguyên nhân chính là vì lớn tuổi trấn quốc quận chúa mới sợ trấn quốc quận chúa lệ khí như thế trọng tương lai không người dám cưới chậm trễ chung thân a ai ngờ nhàn vương nói âm vừa ra ngụy khải hằng quay đầu nhìn bạch khanh ngôn trịnh trọng đem trong tay ngọc bội đưa cho bạch khanh ngôn trấn quốc quận chúa ngụy khải hằng cố ý cầu thú quận chúa làm vợ đây là ta đại lương hoàng tử thân phận tượng trưng từ đây ta ngụy khải hằng chỉ cầu quận chúa một người tuyệt không nhị tâm có vi này thề thiên lôi đánh xuống nhàn vương. Này đại lương tứ hoàng tử là cùng chính mình bác tự không hợp sao? Hôm qua cái kia nho nhã lễ độ lại khiêm tốn thành khẩn đại lương tứ hoàng tử chỗ nào vậy? Hôm nay là bị bám vào người vẫn là thế nào, chuyên cùng chính mình không qua được. Đa tạ tứ hoàng tử nâng đỡ. Không đợi Bạch Khanh Ngôn nói xong, hoàng đế liền mở miệng đánh gãy Bạch Khanh Ngôn nói. Tứ hoàng tử sợ là có điều không biết, trấn quốc quận chúa từng ở trấn quốc vương linh trước thề, cuộc đời này không gã, hoàng đế chậm rãi mở miệng, mặt trầm như nước, nếu là đại lương dục cầu thú trấn quốc quận chúa cùng ta tấn quốc liên hôn, sợ là không thành. Bạch Thanh ngôn rủ con ngươi ở trong lòng cười lạnh, hoàng đế này không nghĩ làm nàng gã với hắn quốc tâm tư rõ như ban ngày, thế nhưng liền câu nói đều không cho nàng nói xong, sợ nàng đáp ứng dường như. Đại lương sứ thần cũng không có dự đoán được nhà mình tứ hoàng tử thế nhưng tới như vậy vừa ra, đau đầu không được. Chương 287 duyên phận thiên định. Tối hôm qua cầu thú Nam đô quận chúa tiệc mừng thọ cầu thú trấn quốc quận chúa, nào có như vậy. Ngụy Khải Hằng ngơ ngẩn, quay đầu nhìn Bạch Khanh Ngôn mãn nhãn không thể tin tưởng. Bạch Khanh Ngôn sớm đã thề, cuộc đời này không gả. Thả tứ hoàng tử chỉ sợ không biết, Bạch Khanh Ngôn thời trẻ bị thương con nối giỏi duyên nông cạn, không dám chậm trễ tứ hoàng tử. Bạch Khanh Ngôn cung cung kính kính hành lễ, chút nào không kiên về việc này, hoặc nhìn là hạ quyết tâm không gả. Đổng thị cho mày nắm nắm khăn, thở dài. Ngụy Khải Hằng vẻ mặt kinh ngạc. Liễu Nhược Phù gắt gao nắm chặt nắm tay buông ra, cười nói, Trấn Quốc quận chúa cũng không cần quá tự coi nhẹ mình, Đại lương tứ hoàng tử trung tình với Trấn Quốc quận chúa, nói vậy sẽ không để ý con nối giỏi việc. Nhược Phù. Nhàn Vương nhìn về phía Liễu Nhược Phù, ý bảo Liễu Nhược Phù không cần hành động theo cảm tình, trước ngồi xuống. Rốt cuộc hoàng đế đã mở miệng, sợ là sẽ không cho phép Bạch Khanh ngôn gả hắn quốc, nếu Liễu Nhược Phù còn phân cao thấp, sợ bị hoàng đế chán ghét. Nam Đô quận chúa chính là chúng ta tấn quốc đệ nhất Mỹ nhân nhi, tuy rằng tứ hoàng tử nhận sai người, cũng không ngại ngại cùng Nam Đô quận chúa thành tựu một đoạn lương duyên A. Thu Quý Nhân cười nhìn về phía hoàng đế, ngài xem Nam Đô quận chúa biết được đại lương tứ hoàng tử tâm duyệt trấn quốc quận chúa, còn nguyện ý giúp đỡ hòa giải, có thể thấy được trong lòng cũng là có tứ hoàng tử. Bạch Khanh Ngôn rất là ngoài ý muốn, tầm mắt dừng ở Thu Quý Nhân trên người, Thu Quý Nhân đây là ở thế liễu nhược phù giảng hòa. Nàng lại nhìn về phía nhàn vương phương hướng, tấn quốc duy nhất khác họ Vương, thả tay cầm binh quyền. Bạch Thanh Ngôn giấu ở trong tay áo tay hơi hơi buộc chặt, chẳng lẽ Lương Vương đã cùng nhàn vương cấu kết ở bên nhau? Hoàng đế gật gật đầu, chỉ một lòng nhìn chính mình bên người mỹ nhân nhi, thu quý nhân nói chính là. Liễu Nhược phù sắc mặt so vừa rồi càng thêm khó coi, này thu quý nhân là nhục nhã ai đâu? Nhàn vương sắc mặt cũng khó coi, đang muốn cự tuyệt, liền nghe đại lương sứ thần bồi gương mặt tươi cười nói: thu quý nhân nói đúng là, này thuyết minh nam đô quận chúa cùng ta đại lương tứ hoàng tử duyên phận thiên định. Thấy hoàng đế gật đầu, nhàn vương chỉ có thể đem cự tuyệt nói nuốt trở về, để tránh đắc tội hoàng đế. Đại lương sứ thần ý bảo phó sử đem đã sững sờ ở nơi đó tứ hoàng tử kéo về ghế. Ngụy Khải Hằng lúc này cũng lâm vào lưỡng nan, tuy rằng nói hắn đối đại lương hoàng đế chi vị không có mơ ước, cho nên không nạp trắc phi thiếp thất hoàn toàn có thể, nhưng không có con nối giỏi. Lại là trăm triệu không thể nhưng nếu đến trấn quốc quận chúa làm vợ không nạp trắc phi thiếp thất lời thề là hắn nói tổng không thể đổi ý khi trấn quốc quận chúa khẳng định sẽ không gả cho hắn lần này bệ hạ tiệc mừng thọ thành tựu quận chúa cùng đại lương tứ hoàng tử lương duyên cũng thành tựu thái tử cùng tây lương công chúa lương duyên thật sự là thật đáng mừng đâu thu quý nhân như nước con ngươi nhìn phía hoàng đế ái phi nói được cực kỳ hoàng hậu thanh thanh giọng nói hoàng đế còn đắm chìm ở thu quý nhân như nước xuân trong mắt Du Quý Phi hòa giải nói, bệ hạ như thế nhớ thương thái tử, thái tử cũng nhớ thương. Bệ hạ dục đem thần lộc dân cho bệ hạ, thật sự là phụ từ tử, tử hiếu, ta đại tấn chi hạnh. Thái tử mượn cơ hội, vội vàng sai người thỉnh thượng màu trắng thần lộc. Ở tấn quốc bạch lộc chính là thánh thú, như thế thật lớn bạch lộc ở ngồi chư vị đều là lần đầu tiên nhìn thấy, tò mò đến không được. Tấn quốc hoàng đế thánh tâm đại duyệt, lại đem thái tử khen một phen, hắn đứng dậy, nâng chén, thanh như chuông lớn, trời giáng điềm lành, hữu ta đại tấn, ta đại tấn quốc tổ hưng thịnh, tấn hưng thịnh lâu dài. Đại tấn hưng thịnh lâu dài. Đại tấn hưng thịnh lâu dài. Đại tấn hưng thịnh lâu dài. Đủ loại quan lại lễ bái, tam hô hưng thịnh. Dường như như thế, liền có thể thật sự lệnh đại tấn quốc tổ hưng thịnh. Bạch Khanh Ngôn đi theo lễ bái, mặt vô biểu tình. Ngoài điện một tiểu thái giám bước tiểu toái bộ từ phía sau vòng đến cao đức mậu bên người, một tay che miệng ở cao đức mậu bên tai thì thầm, Cao Đức Mậu nghe xong vẫy vẫy tay ý bảo tiểu thái giám đi xuống, lúc này mới cười tủm tỉm đi đến hoàng đế bên người, bệ hạ, đại trưởng công chúa phái tưởng ma ma tới cấp bệ hạ đưa hạ lễ, tưởng gặp mặt bệ. Cô mẫu thế nhưng còn nhớ thương trẫm ngày sinh. Hoàng đế tâm tình sung sướng cười cười nói, làm tưởng ma ma vào đi. Cao Đức Mậu quay đầu ý bảo tiểu thái giám mang tưởng ma ma tiến vào. Thực mau, đôi tay giao điệp ở bụng nhỏ trước, tư thái đoan trang cung kính tưởng ma ma từ đại điện ngoại tiến vào, phía sau đi theo mấy cái nâng bị vải đỏ che đậy đại đồ vật nhi tiến vào, mơ hồ có thể đoán ra là bình phong. Tưởng ma ma lễ bái hành lễ lúc sau nói, lão nô tham kiến bệ hạ, đại trưởng công chúa ở hoàng gia thanh am thanh tu vì nước cầu phúc, đặt mệnh lão nô vì bệ hạ đưa lên hạ lễ. Tưởng ma ma hơi hơi nghiêng người, sai người đem vải đỏ vạch trần, quả nhiên là một trận bình phong. Hoàng đế nhìn đến này giá bình phong, con ngươi rung lên, đột nhiên đứng dậy. Tưởng ma ma lại tự nhìn không tới hoàng đế thất thố, sâu kính mở miệng, không biết bệ hạ còn có nhớ hay không, đại trưởng công chúa đích nữ tố thu cô nương còn trên đời khi, từng đáp ứng quá đem bệ hạ hỏa tác theo thành bình phong coi như sinh nhật chi lễ đưa với bệ hạ, nhưng này bình phong chỉ theo một nửa cô nương liền đi về cõi tiên, này bình phong liền bị đại trưởng công chúa thu ở nhà kho trung. Không thành tưởng lần này đại trưởng công chúa thế nhưng gặp một cái kỳ nhân, này theo công thủ pháp cùng chúng ta cô nương không có sai biệt, đại trưởng công chúa liền sai người tìm được vị cô nương này, nhà này bình phong sáng nay vị kia cô nương mới vừa theo xong, đại trưởng công chúa liền mệnh lão nô cho bệ hạ đưa tới, cho là thay chúng ta cô nương hoàn thành năm đó thiếu bệ hạ hứa hẹn. Hoàng đế cánh môi run rẩy, bước nhanh từ trên đài cao đi xuống tới, nhìn kia bình phong theo tuyến một nửa cổ xưa, một nửa mới tinh, nhưng tài nghệ thủ pháp đích xác giống như toàn bộ xuất từ bạch tố thu tay. Thấy hoàng đế hốc mắt phím hồng, tưởng ma ma lại quỳ gối hoàng đế bên cạnh người dập đầu, bệ hạ, đại trưởng công chúa còn tưởng hướng bệ hạ cầu một cái ân điển, lúc trước bệ hạ nói qua thiếu chúng ta cô nương một cái quận chúa phong hào chờ chúng ta cô nương từ giao châu trở về liền thỉnh cầu tiên hoàng ban phong hào chính là giao châu tình hình bệnh dịch giảm bớt chúng ta cô nương lại không có có thể trở về đại trưởng công chúa muốn thu vị này theo công cùng chúng ta cô nương không có sai biệt lư cô nương vì nghĩa nữ thay thế chúng ta cô nương tiếp nhận quận chúa danh hiệu hoàng đế vừa nghe mày liền nhíu lại cô mẫu đây là lão hồ đồ sao chỉ là theo công cùng tố thu giống nhau mà thôi Sao có thể thay thế Tố Thu? Hắn Tố Thu là trên thế giới này độc nhất vô nhị. Tưởng ma ma vội dập đầu, tự hồ rất khó vì mở miệng, nhưng bệ hạ, này lư cô nương. Này lư cô nương. Tưởng ma ma ngươi trở về nói cho cô mẫu, nếu là thích coi như dưỡng tại bên người một cái Miêu Nhi Cẩu Nhi, bình dân không thể cùng Tố Thu đánh đồng. Hoàng đế trong lòng có hỏa, nói chuyện cũng không lắm khách khí. Tưởng ma ma cắn răng một cái, thật mạnh dập đầu sau nói, nhưng bệ hạ, này lư cô nương năm nay 18, là hai tháng sơ sáu sinh. Cùng nhà ta cô nương theo kỹ không có sai biệt không nói, thả cùng nhà ta cô nương lớn lên cũng cơ hồ giống nhau như đúc. Tưởng ma ma ngữ tốc cực nhanh nói xong, lại là một dập đầu nghẹn ngào mở miệng, nguyên bản đại trưởng công chúa là không cho lão nô nói, chính là Bệ hạ kia cô nương đối đại trưởng công chúa tới nói đều không phải là là miêu nhi cẩu nhi, lão nô cùng đại trưởng công chúa đều cảm thấy kia cô nương là nhà của chúng ta cô nương chuyển thế a à? Chương 288 Lòng dạ độc ác Đại trưởng công chúa cầu thần bái Phật nhiều năm như vậy, Lão Gia Thiên rốt cuộc đem cô nương đưa về đại trưởng công chúa bên người, đại trưởng công chúa lại như thế nào bỏ được chúng ta cô nương lại chịu một chút ít bỉ khuất A. Bệ hạ Thu quý nhân lòng bàn tay buộc chặt, bất an nắm chặt khăn tay, nàng biết chính mình có thể được sủng ái toàn bằng cùng bạch tố thu tương tự bề ngoài, kết quả hiện tại đại trưởng công chúa nơi đó tới một cái bạch tố thu chuyển thế đại trưởng công chúa là bạch tố thu thân sinh mẫu thân nếu là đại trưởng công chúa đều cho rằng là nữ nhi chuyển thế kia bệ hạ đâu đổng thị vẻ mặt kinh ngạc bạch khanh ngôn rủ con ngươi ngày ấy nàng nói cho tưởng ma ma lương vương mượn đưa họa chi danh đem cùng cô cô bạch tố thu tương tự người đưa lên hoàng đế giường hôm nay tổ mẫu liền ra tay làm tố thu cô cô mẫu thân tổ mẫu sợ là nhất không thể chịu đựng có người lợi dụng nàng đã qua đời nữ nhi làm văn thả vẫn là cái đối bạch gia bất an hảo tâm người tổ mẫu thủ đoạn, cần phải so lương vương giả tá đưa họa chi danh tặng người cao minh nhiều, tưởng ma ma hoàn toàn là bị buộc rơi vào đường cùng. Mới lộ ra tổ mẫu vì sao như vậy để ý cái này lư cô nương nguyên nhân. Cái này lư cô nương còn chưa lộ diện, cũng đã chiếm cứ hoàng đế tâm, bất luận như thế nào. Lương vương đưa đến hoàng đế bên người thu quý nhân mặc dù là không mất sủng, sợ cũng vô pháp cùng phía trước giống nhau sủng quan lục cung. Nàng nhìn hoàng đế thất thần bộ dáng, khóe môi nhợt nhạt gợi lên Nàng vẫn luôn đều biết, chỉ cần ở không lay được Lâm thị Giang Sơn tình huống dưới, tổ mẫu vẫn là sẽ che chở Bạch gia cùng Bạch gia người. Đêm đó, thẳng đến cung yến kết thúc, Lý Chi Tiết cũng không có còn dám nhắc tới yêu cầu cưới Bạch Cẩm Trĩ việc. Bạch Cẩm Tú từ cửa cung ra tới, đỡ bên người nữ Tỳ Thúy bích tay lên Bạch Khanh Ngôn xe ngựa. Tổ mẫu chiêu thức ấy là bởi vì Lương Vương đưa vào cung thu quý nhân. Bạch Cẩm Tú nhìn Bạch Khanh Ngôn, mặt mày gian đều là ý mừng tổ mẫu vẫn là lợi hại, đối nam nhân tới nói. Không chiếm được mới là tốt nhất, kia lư cô nương còn chưa lộ diện, cũng đã đoạt hoàng đế tâm. Nghĩ đến thu quý nhân ly thất sủng không xa. Xe ngựa tứ giác treo đèn cung đình loạn choạng, đem bạch thanh ngôn con ngươi ánh lúc sáng lúc tối. Nàng gật gật đầu, lương vương cũng thật là lợi hại, thế nhưng liền như thế bí ẩn việc đều có thể biết, trước tiên an bài tìm một cái cùng tố thu cô cô tương tự cô nương, thả còn có thể làm cái kia cô nương trung tâm với hắn, thu quý nhân vẫn là không thể khinh thường nhưng ta càng lo lắng chính là nhàn vương sợ nhàn vương đã cùng lương vương cấu kết ở cùng nhau nhàn vương trong tay có binh đến đề phòng lương vương giống như trên một đời giống nhau được ăn cả ngã về không mưu phản đến nỗi lương vương có lẽ đã cùng nhàn vương cấu kết ở bên nhau việc quay đầu lại liền giao cho thái tử điện hạ đi phiền não đi trưởng tỷ như thế nào nhìn ra bạch cẩm tú tiếng nói vừa dứt đột nhiên liền nhớ tới thu quý nhân đối liễu nhược phù vì hộ lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong Bạch Cẩm Tú hiện giờ mang thai, nàng không muốn làm Bạch Cẩm Tú nhiều tư nghĩ nhiều, cười dời đi đề tài, ngày mai ta cùng tiểu tứ đi thăm tổ mẫu, theo sau đi thôn trang thượng xem kỹ đình du, ngươi mang thai liền không cần đi theo đi. Bạch Cẩm Tú tay phúc ở bụng, nhẹ nhàng đối Bạch Khanh Ngôn gật gật đầu, cũng hảo, này Nguyệt 15 mới vừa đi thăm quá tổ mẫu, tổ mẫu phân phó về sau 3 tháng đi một lần. Ân, Bạch Khanh Ngôn giơ tay ở Bạch Cẩm Tú bụng sờ sờ, hảo hảo ở nhà dưỡng thai quan trọng. Bạch Cẩm Tú lại nhịn không được nghĩ tới chính mình nhị ca Bạch Thanh Quỳnh, rủ đỏ bừng con ngươi nói, nếu là nhị ca còn sống nên thật tốt a. À? Trưởng tỷ cũng liền không cần vất vả như vậy. Cùng Tây Lương Chu Toàn, còn muốn cùng Thái tử Chu Toàn, trưởng tỷ thật sự là vất vả, nhưng cố tình nàng ở này đó sự tình thượng vô pháp thế trưởng tỷ chia sẻ. Chờ hồi sóc dương, hết thảy đều sẽ hảo lên. Bạch Khanh Ngôn nói. Ngày thứ hai sáng sớm, đồng ma ma phân phó người bộ xe, Xuân Nghiên chuẩn bị tốt trà cụ cùng điểm tâm, tùy Bạch Khanh Ngôn cùng Bạch Cẩm Trĩ lên xe ngựa, ở Lư Bình Sở mang một đội hộ viện hộ vệ hạ, đi trước Hoàng gia Thanh Am thăm đại trưởng công chúa. Bạch Cẩm Trĩ muốn đi năm trước hôm nay nàng bị các ca ca mang theo đi cổ bình trấn hội chùa sự tình, đối Bạch Khanh Ngôn nói, trưởng tỷ, thăm tổ mẫu cùng kỹ đình du sau chúng ta đi cổ bình trấn hội chùa đi. Năm trước hôm nay, các ca ca trộn mang theo ta đi hội chùa, Nguyên bản chúng ta là muốn đi ăn bảo hương lâu chỉ có hội chùa mới có thể làm bảo hương vịt, nhưng bị cha ta phát hiện dẫn theo ta lỗ tai đem ta cấp sách đi trở về, ta đều không có có thể ăn thượng. Bạch Cẩm Trĩ cúi đầu dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, kỳ thật nàng không phải tham ăn, chính là tưởng niệm các ca ca. Hảo, trong chốc lát từ Hoàng gia Thanh Am ra tới đi trước thôn trang thượng xem kỹ đình du, nếu thời gian tới kịp trưởng tỷ liền bồi ngươi đi ăn bảo hương vịt. Bạch Thanh Ngôn ôn nhu mở miệng. Trưởng tỷ tốt nhất, Bạch Cẩm Trĩ ngẩng đầu lộ ra tươi cười. Sáng sớm sơn gian không khí còn mang theo lạnh lẽo, chim chóc ở nắng sớm bên trong phi hạ xuống ngói đen mái giác phía trên, triếu rít kêu, nhìn phía tiểu viện tử nội bị tưởng ma ma chỉ huy. Vội thành một đoàn dú già hạ nhân. Biết được Bạch Khanh Ngôn Bạch Cẩm Trĩ hôm nay muốn tới thăm đại trưởng công chúa, tưởng ma ma ra ra vào vào cơ hồ chân không chạm đất, lại là làm người bị dầu hạt cải điểm tâm, lại là làm người bị Bạch Khanh Ngôn cùng Bạch Cẩm Trĩ ái uống trà, trong chốc lát làm người đem hoa dịch tiến vào trong chốc lát lại làm người cấp sân ngắm cảnh tốt nhất ghế đá thượng trải lên đệm mềm sợ băng hai vị cô nương thấy tưởng ma ma đang ở thu xếp hai vị cô nương cơm trưa đứng ở một bên ngụy trung đối tưởng ma ma nói ma ma ngươi không cần vội ta đoán đại cô nương sẽ không ở lâu tưởng ma ma nghe được lời này cao hứng biểu tình đình trệ một cái chớp mắt lại cười mở ra bất luận đại tỷ nhi ngốc bao lâu chúng ta làm nô tài dù sao cũng phải hầu hạ thỏa đáng mới là Ngụy Trung lắc lắc đầu không ngăn cản nữa, đứng ở một bên. Tóc bạc sơ không chút cẩu thả đại trưởng công chúa ngồi ở trước bàn thờ Phật, kích thích Phật Châu, tụng kinh, tam chân thủy thú lư hương lượng lờ dân lên sương trắng, là làm người trầm tĩnh bình thản đàn hương vị. Ngày hôm qua ban đêm, hoàng đế thường phục ở tấn quân hộ vệ dưới đi vào thanh am, nói là thỉnh thấy đại trưởng công chúa, nhưng đại trưởng công chúa biết là vì thấy cái kia cùng bạch tố thu gần như giống nhau như đúc cô nương. Nhưng đại trưởng công chúa không có làm hoàng đế thấy thành, chỉ đối hoàng đế nói kia hài tử thế nàng hái thuốc đi, ước chừng đến hai ba thiên mới có thể trở về, hoàng đế uống lên một ly trà, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi đại trưởng công chúa vị kia lư cô nương tình huống, lúc này mới rời đi, nói ba ngày sau lại đến. Đại trưởng công chúa quá rõ ràng nàng cái này cháu trai, đối hoàng đế tới nói, không chiếm được mới là tốt nhất. Đại trưởng công chúa chính là muốn cho hoàng đế nhớ, lại không chiếm được. Nếu không phải, Lương Vương đem một cái giả bạch tố thu thu quý nhân đưa đến trong cung đi, như vậy hành vi ghê tởm tới rồi đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa cũng không nghĩ hành này phát. Nhưng lương vương tâm cơ lòng dạ độc ác, nếu không như vậy, còn không biết lương vương muốn mượn cái kia thu quý nhân như thế nào làm tiện bạch gia. Tưởng ma ma mắt nhìn đồng hồ cát, thấy thời gian không sai biệt lắm, đánh mạnh vào cửa, liền thấy đại trưởng công chúa đang muốn đứng dậy. Chương 289 cực kỳ bi ai. Tưởng ma ma vội bước nhanh tiến lên, đem đại trưởng công chúa đỡ lên. Bảo còn không có đi vào sao? Đại trưởng công chúa hỏi, mặt mày hiền từ. Tưởng ma ma tâm tế như trần, lại như thế nào sẽ phát hiện không ra đại trưởng công chúa trong thanh âm thấp thỏm, nàng cười cười ngữ điệu nhẹ nhàng, hẳn là nhanh. Hôm kia cái lão nô trở về cùng đại trưởng công chúa nói, đại tỷ nhi nam cương đi rồi một chuyến nhưng thật ra ngạnh lãng không ít, đại trưởng công chúa còn không tin, chờ hạ đại tỷ nhi tới. Đại trưởng công chúa liền biết lão nô nhưng không có hư ngôn. Đại trưởng công chúa cười cười, Tuy rằng nhiều năm qua xây dựng ảnh hưởng khí thế cực thịnh, lại dung sắc ôn hòa, thanh âm cực kỳ đau lòng, chỉ là không biết A Bảo lại ăn nhiều ít khổ. Khi hài tử từ nhỏ chính là chúng huynh đệ tỷ muội trung nhất có thể chịu khổ. Hiện giờ Nam Cương trở về, bệ hạ phong đại tỷ nhi quận chúa, về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Tưởng Ma Ma đỡ đại trưởng công chúa từ phòng trong ra tới, Ngụy Trung còn không có tới kịp hướng đại trưởng công chúa Thịnh An, liền nhìn đến trọng mở viện môn ở ngoài bạch thanh ngôn cùng bạch cẩm trĩ ở bà tử nha hoàng vây quanh dưới chậm rãi mà đến đại trưởng công chúa đại cô nương tới rồi ngụy trung nói đại trưởng công chúa giấu ở trong tay áo tay hơi hơi buộc chặt nắm lấy cổ tay giang phật châu nghiêng đầu hướng cửa phương hướng nhìn lại đôi mắt một chút liền đỏ nàng phân phó ngụy trung đi đem lư cô nương gọi lại đây ngụy trung xưng là cúi đầu bước bước chân rời đi bạch thanh ngôn mang theo bạch cẩm trĩ vừa vào cửa liền nhìn đến đứng ở hành lang hạ nhìn nàng cùng bạch cẩm trĩ cười nhạt đại trưởng công chúa. Mấy tháng không thấy, tổ mẫu so với phía trước thoạt nhìn càng vì gầy, cũng tiều tụy không ít, cứ việc uy nghi chưa sửa, khả thân thượng tố sắc đẹp để quý giá xiêm y đã giấu không được nàng từ từ câu lũ sống lưng thân hình. Vốn là đã qua giáp cuối xuống tuổi già, lại trải qua tan phu. Mất hết con cháu chi đau, cho dù là đoan trang cẩn thận thủ đoạn trắc tuyệt tổ mẫu, trải qua thật lớn bi thống lúc sau, khó tránh khỏi hiển lộ mỏi mệt lão thái. Bạch Thanh Ngôn mang theo Bạch Cẩm Trĩ vào cửa khẩu đối đại trưởng công chúa hành lễ tổ mẫu chúng ta bình an đã trở lại. Ân bình an liền hảo đại trưởng công chúa thanh âm như thường hình như có lệ quan dấu ở nàng khóe mắt khe rảnh bên trong nàng hiền từ nói vào nhà đi ra ngoài có chút lạnh đại tỷ nhi tứ tỷ nhi mau vào phòng đi hôm nay cái sáng sớm lão nô liền làm người ngao táo đỏ sữa bò trà đại tỷ nhi tứ tỷ nhi uống một chung ấm áp thân mình bạch cẩm trĩ quy quy củ củ đi theo bạch thanh ngôn phía sau ngửa đầu nhìn bạch thanh ngôn tựa hồ đang đợi bạch thanh ngôn phân phó đã từng đại trưởng công chúa như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ cùng từ nhỏ đau đến đại cháu gái nhi đi đến hôm nay này một bước nàng đỡ tưởng ma ma tay dẫn đầu xoay người vào nhà ngồi ở cây hoa lạc tiên hoa văn cây nghệ trên đệm mềm vừa vào cửa bạch thanh ngôn cùng bạch cẩm trĩ phải quỳ tưởng ma ma vội sai người lấy tới đệm hương bồ nhìn hai cái cháu gái nhi quỳ xuống đất trịnh trọng tam dập đầu đại trưởng công chúa hốc mắt ướt hồng, cười làm tưởng ma ma đem hai đứa nhỏ nâng dậy tới ngồi xuống, ta à bảo thoạt nhìn thật là ngạnh lãng, tiểu tứ đi ra ngoài này một chuyến như thế nào liền thành một cái thang đen tiểu tử. Bạch cẩm trĩ ở đại trưởng công chúa trước mặt luôn luôn câu nệ, hơi có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, đúng vậy. Ta cũng thấy kỳ quái, rõ ràng ta cùng trưởng tỷ đều là cưỡi ngựa, như thế nào trưởng tỷ vẫn là bạch bạch nộn nộn, theo ta phơi đến như vậy hát. Tưởng ma ma dùng khăn che môi cười không ngừng, thấy lư cô nương bưng táo đỏ sữa bò trà tiến vào phân phó vú già nô tỳ nhóm đều lui ra làm ngụy trung ở bên ngoài thủ tuy rằng tưởng ma ma còn chưa dẫn tiếng bạch thanh ngôn đã biết chính rủ mi mắt buồn ngủ cho nàng thượng táo đỏ sữa bò trà nữ tử đó là lư cô nương dư quan lặng yên không một tiếng động đánh giá đại trưởng công chúa đem cổ tay gian phật châu gỡ xuống gác ở sơn đen bàn vuông nhỏ thường bưng lên táo đỏ sữa bò trà nho nhỏ nhấp một ngụm vị này đó là lư cô nương chờ tổ mẫu thu nghĩa nữ lúc sau luận bối phận các ngươi đến gọi nàng một tiếng tiểu cô bạch khanh ngôn lúc này mới chính thức hướng tới lư cô nương nhìn lại thấy nữ tử không kiêu ngạo không xỉm định đứng ở đại trưởng công chúa bên người nàng hỏi giống sao bạch tố thu vị này cô cô ly thế quá sớm bạch khanh ngôn khi đó còn nhỏ đối cô cô cơ hồ không có gì ấn tượng chính là làm cô cô thân sinh mẫu thân liền không giống nhau tổ mẫu tất nhiên là quen thuộc nhất cùng hiểu biết cô cô diện mạo sáu bảy phân dư lại ba bốn phân nhưng dùng ăn mặc cùng ngôn hành cử chỉ tới đền bù. Đại trưởng công chúa buông xanh thẩm bích ngọc men gốm sứ chung trà, đã nhiều ngày tưởng ma ma đang ở dạy dỗ, tuy rằng thời gian cấp bách lại cũng cần ổn thỏa vì trước. Bạch gia hưng thịnh không suy hơn trăm năm, hiện giờ con cháu chết hết, chỉ còn một chúng nữ quyến hoàng đế vẫn cứ không yên tâm, lương vương vẫn có mưu đồ, cho nên đại trưởng công chúa càng muốn ổn thỏa cẩn thận, thận trọng từng bước. Bạch cẩm trĩ trong tay bưng sữa bò trà, trước mắt tò mò nhìn lư cô nương, nghe không hiểu lắm trưởng tỷ cùng tổ mẫu này đánh chính là cái gì ách mê sẽ y thuật sao bạch khanh ngôn lời này hỏi chính là lư cô nương lư cô nương lược cả ngoài ý muốn hành lễ đối bạch khanh ngôn hành lễ lúc sau nói hồi quận chúa dân nữ mẫu thân tổ tiên đó là học y cho nên dân nữ cũng lược thông một vài khó trách tổ mẫu sẽ tuyển cái này lư cô nương nếu không phải bất đắc dĩ sợ là tổ mẫu cũng sẽ không đi này một bước cháu gái nghi đảo giác nếu bệ hạ cho phép tổ mẫu thu lư cô nương vì nghĩa nữ, khiến cho lư cô nương ở tổ mẫu bên người chiếu cố cuộc sống hàng ngày, tam muội. Nhưng ở tháng năm mùng 1 tùy ta chờ hồi sóc dương. Bạch Khanh ngôn nói. Đều nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộn, trộn không bằng trộn không được. Có như vậy một cái từ tưởng ma ma cùng đại trưởng công chúa chỉ điểm chuyển thế bạch tố thu tở, hoàng đế tâm liền sẽ vẫn luôn vướng bận ở chỗ này, trong cung vị kia thu quý nhân tất là muốn thất sủng. Tự nhiên, Bạch Cẩm Đồng hồi sóc dương lúc sau, liền phải đối ngoại cáo ốm. Tính nhật tử, người ngủ thẩm cũng nên phát động, đại trưởng công chúa nghĩ đến ngũ phu nhân tề thị trong bụng đứa bé kia, nàng đối đứa bé kia ký thác kỳ vọng cao, hy vọng lần này ngũ phu nhân tề thị có thể lại vì bạch gia sinh hạ một tử, ít nhất cấp bạch gia lưu cái nam đinh, như thế. A Bảo cũng có thể không cần như vậy kiệt lực ứng phó cạnh cửa. Mẫu thân đã bị hảo đỡ để bà đỡ cùng phòng sinh, Hồng Đại Phu cũng ở trong nhà chờ, bà vú ngủ thẩm tự mình chọn hai cái sau lại lại cùng mẫu thân thương nghị muốn tự mình nuôi nấng hài tử. Bạch Khanh Ngôn nói, nàng có thể lý giải ngủ thẩm muốn tự mình nuôi nấng tâm tình, đó là ngủ thúc con mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng là ngủ thẩm duy nhất cốt nhục. Đại trưởng công chúa biểu tình khó nén cực kỳ bi ai, tự hồ gật gật đầu, tùy ngươi ngủ thẩm đi. Tưởng ma ma nguyên bản tưởng lưu Bạch Khanh Ngôn cùng Bạch Cẩm Trĩ giữa trưa ăn chay cơm, Bạch Khanh Ngôn lại nói, không được, còn muốn đi thôn trang thượng nhìn xem kỹ đình du, xem qua kỹ đình du lúc sau, tiểu tứ muốn đi cổ bình trấn hội chùa an bảo hương lâu ăn bảo hương vịt. Nhắc tới kỹ đình du đại trưởng công chúa cánh môi giật giật, chân chính làm cháu gái nghi cùng nàng ly tâm đó là bởi vì xử trí kỹ đình du việt. Nàng kích thích quấn quanh ở trên tay Phật Châu, hạt con ngươi gật đầu, phân phó tưởng ma ma, đi lấy 500 lượng ngân phiếu cấp A Bảo, làm A Bảo cấp kỷ đình du mang đi. Chương 290 Bạch Thanh Ngôn không có cự tuyệt, thế kỷ đình du cảm tạ đại trưởng công chúa lúc sau, mang bạch cẩm trĩ rời đi hoàng gia thanh am mặt sau lịch sự tao nhã tiểu viện. Tưởng ma ma đưa bạch thanh ngôn cùng bạch cẩm trĩ lên xe ngựa, hồng mắt mấy độ muốn nói lại thôi, khuyên bảo lại không biết từ đâu khuyên khởi. Cách thanh vây xe ngựa rủ xuống bàn, tưởng ma ma nói, ma ma biết, đại tỷ nhi là cái thức đại thể minh đại cục hài tử, nếu không cũng sẽ không ở tấn quốc nguy nan lúc lao tới Nam Cương, giải tấn quốc chi nguy. Nhưng đại tỷ nhi như thế nào liền không thể thông cảm thông cảm ngài tổ mẫu đại trưởng công chúa A đại trưởng công chúa chính là đem ngài phụng ở lòng bàn tay hàm ở trong miệng đau đại người A. Trượng phu, nhi tử, tôn tử đều không có, đại trưởng công chúa mới là cái kia trong lòng khổ không nói nổi người đáng thương A. Lao tới Nam Cương, Bạch Khanh Ngôn chưa bao giờ là vì tấn quốc hoàng thất, mà là vì Bạch Gia tồn thế căn bản, vì dân vùng biên giới đáng thương, nhưng nói như vậy. Nàng không bao giờ có thể tình hình thực tế đối tổ mẫu nói. Nàng lúc nào cũng nhớ tới nàng tổ mẫu đại trưởng công chúa, không một thứ không phải trong lòng trăm vị tạp trần, chua sót khó làm. Nàng biết cũng lý giải đại trưởng công chúa, nhưng làm bị đại trưởng công chúa tự mình giáo dưỡng lớn lên, lẫn nhau thân tình sâu nặng tổ tôn. Nàng không thể thông cảm nàng tổ mẫu. Bạch Cẩm Trĩ quay đầu nhìn con ngươi phím hồng, lại dung sắc bình tĩnh trưởng tỷ, thấp giọng gọi một câu, trưởng tỷ. Bạch Cẩm Trĩ không biết vì sao trưởng tỷ không đem hai cái ca ca còn sống tin tức nói cho tổ mẫu, nếu là tổ mẫu đã biết. Trong lòng khả năng sẽ dễ chịu một ít nhưng trưởng tỷ làm việc luôn luôn có trưởng tỷ đạo lý, Bạch Cẩm Trĩ rất tin trưởng tỷ. Đại khái là bởi vì, ta từng toàn tâm toàn ý đem sở hữu tín nhiệm cùng ý lại đều cho tổ mẫu, đem tổ mẫu coi như trên thế giới này nhất có thể dựa vào người, tin tưởng tổ mẫu tuyệt không sẽ vứt bỏ trên thế giới này bổn ứng ràng buộc sâu nhất quốc nhục thân tình. Nhưng tổ mẫu, lại đầu tiên là tấn quốc đại trưởng công chúa, sau đó mới là chúng ta tổ mẫu với này còn tin tưởng ta cùng với tổ mẫu chi gian có trên đời sâu nặng cốt nhục thân tình, làm này phân thân tình ở lẫn nhau phòng bị tính kế trung tiêu ma hầu như không còn, làm lẫn nhau trở nên mặt mày khả ố, không bằng dao sắc chặt đây rối. Tưởng ma ma ngơ ngẩn. Ma ma là trung phó, A bảo rất tin ma ma có thể chiếu cố hảo tổ mẫu, còn thỉnh ma ma lúc nào cũng khuyên, làm tổ mẫu có thể thống khoái chút. Bạch Khanh ngôn rũ mắt, thấp giọng mở miệng, bình thúc, đi thôi. Xuân Nghiên cùng đồng ma ma đối tượng ma ma hành lễ sau, đi theo xe ngựa một bên. Tưởng ma ma đứng ở hoàng gia thanh am cửa, nhìn kia chiếc xe ngựa càng đi càng xa, tâm cùng đau cùng cắt thịt giống nhau khó chịu. Xe ngựa lão đảo lắc lư vào con đường cũng không rộng mở thôn trang, thôn trang nội chơi đùa hài đồng thấy có xinh đẹp xe ngựa to tiếng đến, huyên náo truy ở xe ngựa mặt sau. Dọc theo đồng ruộng ngựa xe thông đạo, bạch gia đội xe ngựa một đường hướng Tây, ngừng ở một nhà còn treo bạch đèn lồng nho nhỏ sơn trước. Đồng ma ma đỡ Bạch Khanh Ngôn xuống xe ngựa, Lư Bình tiến đến gõ cửa, đồng ma ma sai người đem trang ở phía sau trên xe ngựa, tấp kỹ đình du chuẩn bị tất cả thức ăn cùng hàng ngày dùng đồ vật nhi sách ra tới. Lư Bình thấy nửa ngày không có người mở cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa hướng trong nhìn, rõ ràng nhìn đến phòng trong có bóng người. Hắn hô, kỹ đình du, ta là Lư Bình. Đại cô nương tới xem ngươi, mau đem cửa mở ra. Cỏ dạy mọc thành cũng tiểu viện nội truyền đến kỷ đình du cực kỳ lãnh đạm thanh âm hàng xá dơ loạn không dám ủy khuất quận chúa mời trở về đi lư bình còn muốn gõ cửa lại bị bạch thanh ngôn ngăn lại nàng đứng ở cửa đối với bên trong cánh cửa nói kỷ đình du là bạch gia xin lỗi ngươi xin lỗi kỷ gia phụ ngươi vì bạch gia liều mình bạch gia lại hơi kém liền ngươi mệnh đều phải ta biết mặc dù là xử trí cái kia con vợ lẽ cũng lại đổi không trở về ngươi thê bạch gia thiếu ngươi rất nhiều cuộc đời này Bạch Khanh Ngôn đem tẩn mình có khả năng kiệt lực lấy đồ hoàng lại một vài, không bằng không nghĩ thấy ta liền nhận lấy này đó thức ăn cùng nhật dụng đồ vật nhi. Bạch Khanh Ngôn quay đầu phân phó người đem những cái đó đồ vật nhi thức ăn đều đặt ở cửa, đi rồi vài bước đem tổ mẫu cấp kỹ đình du 500 lượng ngân phiếu nhét vào một giường điệp cốt chăn gấm bên trong. Phòng trong, kỹ đình du hốc mắt đỏ lên. Hắn biết việc này không trách đại cô nương, thả ở hắn hơi kém bị đại trưởng công chúa chấm dứt là lúc là đại cô nương liều mạng đắc tội với người liều mạng cùng đại trưởng công chúa nháo phiên, đem hắn cứu trở về. Hắn còn nhớ rõ ở hôn mê trung, mơ hồ nghe được đại cô nương làm nhân vi nàng đem hồng đại phu từ Vĩnh Định Hầu Phủ cướp về, nói hắn là bạch gia ân nhân, ai dám cùng hắn đoạt đại phu. Đại cô nương liền muốn đem này toàn tộc chém hết, chó gà không tha. Nghe được đại cô nương làm đem kia lan trung đốt ngón tay một tiết một tiết gõ toái. Sau lại, hắn còn nghe nói, đại cô nương rút đao nhằm phía linh đường, vì hắn cùng đại trưởng công chúa tranh luận, thề kia con vợ lẽ bất tử, đại cô nương chính mình liền không chết tử tế được. Thậm chí, chặt đứt tổ tôn tình nghĩa. Đại cô nương như thế vì hắn thảo công đạo, hắn nếu liền đại cô nương đều hận, đại cô nương làm sao cô? Kỳ thật hắn nên minh bạch, hắn sở dĩ thề sống chết nguyện trung thành với bạch gia, là bởi vì bạch gia khí khái, bạch gia nhiều thế hệ tân hỏa tương truyền trung nghĩa, bạch gia xã thân hộ dân dũng khí. Đại trưởng công chúa hành động, thật là lạnh hắn tâm nhưng bạch gia chưa vị các cô nương, chẳng lẽ không phải đem này đó phẩm chất tập với một thân? chẳng lẽ không đáng hắn kỷ đình du thề sống chết đi theo? chẳng lẽ liền bởi vì đại trưởng công chúa một người việc làm, hắn liền phải vứt bỏ chính mình từ trước kiên định bất di tín ngưỡng? liền ở đồng ma ma đỡ bạch khanh ngôn lên xe ngựa lúc kia hai phiến cửa gỗ kẻo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra, bạch khanh ngôn không lưng tiếng thùng xe động tác một đốn, quay đầu lại liền thấy mất đi một tay kỷ đình du hai tròng mắt đỏ bừng từ bên trong cánh cửa ra tới nàng thẳng khởi vòng eo nhìn về phía kỷ đình du phương hướng yết hầu quay cuồng hốc mắt nóng bỏng kỷ đình du gắt gao cắn răng vén lên xiêm y vạt áo đối bạch thanh ngôn quỳ xuống thật mạnh dập đầu nàng từ trên xe ngựa xuống dưới khàn khàn thanh âm đối lưu bình nói bình thúc đỡ kỷ đình du lên ai lưu bình vội đem kỷ đình du đỡ lên bạch cẩm trĩ nhìn lưu bình xoa xoa đỏ lên hốc mắt kỷ đình du ngươi không mời ta cùng trưởng tỷ đi vào ngồi ngồi sao kỷ đình du nhìn một chuyến nam cương bị phơi hắc bạch cẩm trĩ tầm mắt lại dừng ở bạch khanh ngôn trên người cắt gao cắn răng sườn khai thân mình làm một cái thỉnh tư thế kỷ gia sơn ước chừng là bởi vì không người xử lý cỏ hoang mọc thành cụm phòng trong kỷ đình du đảo thu thập sạch sẽ sạch sẽ bạch khanh ngôn cùng bạch cẩm trĩ ở sơn đen bàn vuông trước ngồi xuống kỷ đình du một bàn tay xách theo ấm trà cho các nàng đổ nước nàng không có ngăn cản chỉ gật đầu nói lời cảm tạ dò hỏi kỷ đình du thân thể trạng huống cái gì cũng tốt chính là thanh nhàn thực, kỹ đình du rủ con ngươi, thanh âm cô đơn, ta thiếu một cái cánh tay, rất nhiều chuyện đều không dùng được ta, về sau ta cũng không biết ta còn có thể làm cái gì. Lưu Bình vừa nghe vội nói, đình du ngươi cũng không thể như vậy tưởng, không phải không cho ngươi an bài sự tình, là muốn cho ngươi hảo hảo dưỡng hảo thân mình. Bạch Khanh ngôn miếng môi, quay đầu xem bên ngoài đang ở giúp kỹ đình du sửa sang lại sân vú già bà tử. Chương 291 Cô Phụ Mỗi người đều hẳn là có việc làm, có việc làm. Lòng dạ nhi mới có thể không tiêu tan. Nàng rủ mắt, được làm suy tư sau mở miệng, bình thúc, đồng ma ma, xuân nghiêng, các ngươi ở bên ngoài chờ, ta có lời cùng kỹ đình du nói. Là, tần ma ma cùng Lưu Bình hành lễ hướng ra ngoài đi đến. Xuân đào cuối cùng một cái đi ra ngoài, thế bạch khanh ngôn đóng cửa lại. Kỷ đình du, ta có việc yêu cầu làm ơn với ngươi. Nàng không có tránh bạch cẩm trĩ, trịnh trọng đối kỷ đình du mở miệng, ta muốn cho ngươi đi đồng cổ sơn, giúp đỡ ta thất đệ a quyết." Trùng kiến Bạch gia quân. Kỷ Đình Du mở to mắt thấy hướng sắc mặt trầm tĩnh Bạch Khanh Ngôn. "Thất công tử? Thất công tử còn sống?" Kỷ Đình Du chỉ cảm thấy chính mình chân cùng mặt đều đã tê rần một lát, thất công tử tồn tại. Bạch Khanh Ngôn gật gật đầu, lần này đi Nam Cương lớn nhất thu hoạch, đó là tìm được rồi a quyết, cứu trở về a Vân, việc này ta liền mẫu thân cũng chưa từng nói, chỉ có ta cùng tiểu tứ biết. Bạch gia hiện giờ tình cảnh gian nan, nếu làm kim thượng biết hai cái đệ đệ còn sống, sợ là lại muốn đẩu sinh gần sống. Kỷ đình du há miệng thở dốc, biết Bạch Khanh Ngôn đây là nghe ra hắn vừa rồi bất mãn, mới có thể đem việc này báo cho với hắn, đem nam cương việc phó thác với hắn, nhưng hắn cái dạng này. Kỷ đình du lặng lẽ nắm lấy chính mình trống không tay áo, sau một lúc lâu vẫn là lắc lắc đầu, đại cô nương không phải tưởng phó thác ta, mà là muốn ta tỉnh lại lên không cần lại tự oán tự ngãi, cho nên mới đem như thế quan trọng việc báo cho Kỷ Đình Du, Kỷ Đình Du hiểu. Chính là mặc dù là đi. Ta cái dạng này cũng là không thành, chỉ biết trở thành trói buộc. Thấy nàng còn muốn nói gì nữa, Kỷ Đình Du đột nhiên quỳ một gối xuống đất nói, đại cô nương nếu còn nguyện ý dùng Kỷ Đình Du, thả chờ Kỷ Đình Du một đoạn thời gian, đại cô nương trọng thương võ công hoàn toàn biến mất lúc sau có thể nhặt lên xạ nhật cung, Kỷ Đình Du mất đi một cái cánh tay cũng có thể một lần nữa dùng tay trái chấp kiếm nàng trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần kỹ đình du trong lòng kia sợi lòng dạ còn ở liền hảo. Hảo, ta chờ ngươi. Nàng gật gật đầu, tự mình đem kỹ đình du đỡ lên, tháng năm mùng 1, chúng ta cử gia dời hồi sóc dương, ngươi nhưng nguyện tùy ta cùng hồi sóc dương. Kỷ Đình Du nhìn Bạch Khanh Ngôn trịnh trọng nói, Kỷ Đình Du đã mất vướng bận, từ hôm nay trở đi thề sống chết đi theo đại cô nương. Nàng mũi lên men, này đó là tổ mẫu cô phụ Bạch Gia Trung Phó. Vậy chuẩn bị chuẩn bị, tháng tư đế hồi bạch phủ tới là kỷ đình du gật đầu cổ bình trấn bảo hương lâu tiêu dung diễn từ trên xe ngựa xuống dưới xoay người tự mình đem ăn mặc một thân thường phục mộ dung lịch tiếp được xe ngựa mộ dung lịch triều bậc thang đạp hai bước quay đầu nhìn cổ bình trấn hội chùa lọt vào trong tầm mắt nơi chốn là phồn hoa biển người tấp nập người bán trong ở quầy hàng biến đổi đa dạng như rau hàng thét to hết đợt này đến đợt khác mộ dung lịch ở đại yến khi chưa bao giờ gặp qua như vậy náo nhiệt ầm ĩ ánh mắt có thể đạt được tấn quốc bá tánh tuy là vải thô áo tang lại không thấy lam lũ hài đồng cưỡi ở phụ thân cổ phía trên tay cử đường hồ lô giao xem sân khấu kịch phía trên hát tuồng con hát vỗ tay trầm trồ khen ngợi hai sườn quầy hàng trên đường người đi đường chen vai thích cánh nơi nơi đều là đàm tiếu thanh còn có tới hội chùa xem náo nhiệt bá tánh cùng bán hàng trong cò kè mặt cả lôi kéo thanh như vậy ồn ào náo động mộ dung lịch thực cực kỳ hâm mộ hắn hy vọng bao nhiêu năm lúc sau bọn họ đại yến bá tánh cũng có thể như tấn quốc bá tánh như vậy giàu có và đông đúc không chịu chiến loạn chi khổ nhìn cái gì đâu tiêu dung diễn cười hỏi mộ dung lịch hâm mộ đại tấn giàu có và đông đúc mộ dung lịch tình hình thực tế đối cửu thúc nói tiêu dung diễn cười cười chậm rãi mở miệng không dùng được mấy năm chúng ta đại yến cũng sẽ như thế không cần sốt ruột ta tin tưởng phụ hoàng cũng tin tưởng cửu thúc mộ dung lịch một đôi hắc bạch phân minh lộng lẫy con ngươi nhìn tiêu dung diễn nói tiêu dung diễn biết có người đi theo làm đủ đối mộ dung lịch cung kính tư thế thỉnh mộ dung lịch cùng phùng diệu đi trước nhập bảo hương lâu mộ dung lịch đang muốn bước vào bảo hương lâu thấy một khác chiếc xe ngựa ở cửa dừng lại bạch cẩm trĩ dứt khoát lưu loát mà nhảy xuống hắn dưới chân bước chân một đốn vị kia là cao nghĩa huyện chủ tiêu dung diễn theo mộ dung lịch tầm mắt xem qua đi thấy bạch cẩm trĩ xoay người đối bên trong xe vươn tay Bạch Khanh Ngôn cúi đầu từ thùng xe nội ra tới, đỡ Bạch Cẩm Trĩ tay đi xuống xe ngựa. Tiêu Dung diễn cánh môi khẽ nhất, không nghĩ tới thế nhưng như thế xảo, ở chỗ này gặp. Hắn đứng ở tại chỗ, ngóng nhìn Bạch Khanh Ngôn phương hướng. Ngẩng đầu gian, Bạch Khanh Ngôn đối diện thượng Tiêu Dung diễn mỉm cười sâu thẳm ánh mắt, nàng ngẩn ra, tầm mắt dừng ở đại yến tứ hoàng tử mộ dung lịch trên người. Mộ dung lịch đến giống cái bình thường giàu có và đông đúc nhân gia biết lễ tiểu nhi lan, cười khanh khách đối với bạch khanh ngôn phương hướng xa xa hành lễ nhất bái đối mộ dung lịch tới nói bạch gia quân tiểu bạch soái không chỉ có riêng chỉ là hắn sùng kính người càng là hắn tương lai cửu thẩm nhi hắn tự nhiên muốn cung kính có lễ bạch khanh ngôn cùng bạch cẩm trĩ hành lễ đáp lễ nhất chân bước lên bảo hương lâu bậc thang trấn quốc quận chúa cao nghĩa huyện chủ tiêu dung diễn hành lễ trấn quốc quận chúa cùng cao nghĩa huyện chủ cũng là tới ăn bảo hương việc sao mộ dung lịch tuy rằng còn chỉ là cái hài tử cũng đã có đại nhân trầm ổn bộ dáng ra dáng ra hình mời tiêu tiên sinh trước tiên định rồi nhã giang không biết trấn quốc quận chúa cùng cao nghĩa huyện chủ có không hãnh diện ngày ấy ta phụ hoàng đắc tội quận chúa cùng huyện chủ hôm nay lịch liền mượn hoa hiến phật xem như thế phụ hoàng vì hai vị bồi tội nói mộ dung lịch lại là thi lễ bạch cẩm trĩ mắt nhìn tiêu dung diễn cười nói trưởng tỷ chúng ta tới đột nhiên cũng không có định nhã giang Lúc này Nhã Giang khẳng định đều bị người định xong rồi, chúng ta tổng không thể ở dưới lầu ăn đi. Quận chúa Hôm nay nếu xảo ngộ, diễn vừa lúc có việc muốn nhờ với quận chúa, không ngại Nhã Giang thư nội tường nói. Tiêu dung diễn biểu tình trịnh trọng, nàng gật đầu, kia liền quấy rầy tứ hoàng tử cùng tiêu tiên sinh. Tiêu dung diễn đến chính là bảo hương lâu vị trí tốt nhất Nhã Giang, mở ra cửa sổ liền có thể nhìn đến náo nhiệt phi phàm hội chùa. Mộ dung lịch đối bạch gia quân Việt cực kỳ cảm thấy hứng thú, hiển lộ hài tử tâm tính cùng bạch cẩm trĩ ghé vào cửa sổ một bên xem bên ngoài náo nhiệt vừa nói bạch gia quân việt bạch cẩm trĩ cực kỳ giống thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát giảng thuật lần này tùy bạch khanh ngôn xuất chiến nam cương việt so thượng một lần ở bạch phủ nói được càng thêm kinh tâm động phách nghe được mộ dung lịch hai tròng mắt tỏa sáng phát ra từng đợt kinh hô tiêu dung diễn cùng bạch khanh ngôn ngồi ở gỗ đỏ bàn tròn trước hắn thế bạch khanh ngôn đổ một ly trà lúc này mới khàn khàn tiếng nói, nói nói lần trước thuyền hoa phía trên yến đế tự hiểu là tội quận chúa còn thỉnh quận chúa bao dung cũng không tính chỉ cần yến đế không đánh ta bạch gia nữ nhi chủ ý liền không tính đến tội bạch khanh ngôn nâng chung trà lên mỗi người đều có nghịch lân quận chúa là trưởng tỷ yến đế là trưởng huynh nghĩ lại liền có thể biết được quận chúa vì sao bực bội tiêu dung diễn nâng chung trà lên phủng ở lòng bàn tay quay đầu nhìn bạch khanh ngôn từ từ mở miệng diễn có một chuyện yêu cầu bạch đại cô nương hỗ trợ mong rằng bạch đại cô nương ngàn vạn không cần cự tuyệt. Nàng lần đầu nhìn đến tiêu dung diễn như thế trịnh trọng biểu tình, buông trong tay chén trà. Chương 292 Bạch Gia Huyết Mạch Ta huynh trưởng thời trẻ trúng độc thân thể thập phần suy yếu, ngày gần đây tới đón liền ho ra máu, diễn. Tưởng thỉnh Bạch Phủ Hồng Đại Phu thay ta huynh trưởng nhìn xem, chẳng biết có được không? Tiêu dung diễn hỏi. Huynh trưởng. Khi đó là yến đế. Nàng lược làm suy tư, ngón tay có một chút không một chút ở trên mặt bàn gõ, bất quá một lát nàng thủ hạ động tác một đốn nói việc này ta đảo cảm thấy không cần giấu người tai mắt bạch khanh ngôn tầm mắt dừng ở chính vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn tiểu tứ mộ dung lịch trên người tiểu tứ chính thao thao bất tuyệt mặt mày hớn hở nói cái gì có thể là tứ hoàng tử nghe nói ta bạch phủ có một vị thần y hồng đại phu thỉnh hồng đại phu tiến đến vì yến đế chẩn trị việc này ở tấn đế mí mắt phía dưới làm càng quan minh chính đại tấn đế mới càng là sẽ không hoài nghi liền giống như ngươi quan minh chính đại mang theo yến đế du hồ hôm nay mang theo tứ hoàng tử tới dạo hội chùa càng bằng phẳng càng tốt vừa rồi thấy bạch khanh ngôn sau một lúc lâu không có trả lời tiêu dung diễn còn tưởng rằng bạch khanh ngôn ở cân nhắc lợi hại không thành tưởng là suy nghĩ biện pháp liền như quận chúa lời nói tiêu dung diễn lộ ra ý cười sâu thẳm con ngươi thật sâu chăm chú nhìn bạch khanh ngôn y quận chúa xem làm tứ hoàng tử khi nào tới cửa cho thỏa đáng ta ngủ thẩm ngày gần đây muốn sắp sinh không bằng khiến cho tứ hoàng tử đã nhiều ngày khắp nơi hỏi thăm hỏi thăm danh y, sau đó ở ta ngủ thẩm hậu sản tới cửa, càng vì thuận lý thành chương, tiêu tiên sinh nghĩ như thế nào. Tiêu dung diễn đối bạch khanh ngôn tâm sinh cảm kích, gật đầu, diễn tại đây cảm tạ quận chúa. Bạch cẩm trĩ cảm thấy mỹ mãn ở bảo hương lâu ăn bảo hương vịt, đi thời điểm còn cấp trong nhà mang theo hai chỉ, vô cùng cao hứng cùng tiêu dung diễn cùng mộ dung lịch chào từ biệt. Cũng không biết vừa rồi bạch cẩm trĩ cùng mộ dung lịch đứa nhỏ này nói gì đó, chờ Bạch Khanh Ngôn cùng Bạch Cẩm Trĩ lúc gần đi, mộ dung lịch nhìn Bạch Khanh Ngôn trong ánh mắt đều mang theo quan. Vừa lên xe ngựa, Bạch Khanh Ngôn liền hỏi Bạch Cẩm Trĩ, ngươi cùng Đại Yến Tứ Hoàng Tử đều nói cái gì? Cũng không có gì, chính là nói trưởng tỷ đối ung sơn cùng cửu khúc phong bài binh, kia hài tử còn rất thông minh, lúc ấy ta ở ngoài cửa bởi vì không có bản đồ nghe trưởng tỷ nói vựng vựng hồ hồ, kia hài tử ta vừa nói hắn liền minh bạch. Bạch cẩm trĩ ngôn ngữ giấu không được đối cái này tân tiểu hữu thích. "Chính ngươi vẫn là cái hài tử đâu." nàng cười nói. Bạch Khanh Ngôn xe ngựa đến Trấn Quốc công chúa phủ trước cửa khi, cửa hai ngọn đại đèn lồng cùng bốn trảng tiểu đèn lồng đã thắp sáng, đem Trấn Quốc quận chúa phủ sáu phiến sơn son cửa gỗ ánh cực lượng. Bên trong phủ người gác cổng hạ nhân thấy là Bạch Khanh Ngôn xe ngựa, vội bước toái bước từ bên trong cánh cửa chạy ra, đối bên trong xe ngựa nói, "Đại cô nương, tứ cô nương, ngũ phu nhân phát động." Bạch Cẩm Trĩ vừa nghe liền cấp trống trống hướng trong xe ngựa ngoại hướng, bị nàng một phen giữ chặt ngươi đừng hoảng hốt ngũ thẩm nhi là sinh quá hai đứa nhỏ người có kinh nghiệm trưởng tỷ ngươi nói ngũ thẩm nhi sẽ sinh đứa con trai vẫn là nữ nhi bạch cẩm trĩ hoảng hốt đến lợi hại bạch cẩm trĩ chính mình chính là nữ nhi thân đối nữ nhi gia cũng không có cái gì thành kiến nàng chỉ là sợ hãi nếu ngũ thẩm nhi nếu sinh một cái nam oa oa hoàng đế lại phải đối bạch gia ra tay làm sao bây giờ bất luận nam nữ đều là chúng ta bạch gia huyết mạch trưởng tỷ đều sẽ bảo vệ Bạch Khanh Ngôn biết Bạch Cẩm Trĩ sầu lo, nàng gắt gao nắm lấy Bạch Cẩm Trĩ tay nói. Ta cũng sẽ bảo vệ đứa nhỏ này. Bạch Cẩm Trĩ nói. Nàng nhìn đã lớn lên muội muội gật gật đầu, nắm chặt Bạch Cẩm Trĩ tay cùng nhau xuống xe ngựa, triều ngũ thẩm nhi sân đi đến. Nghe nói ngũ phu nhân tề thị phát động, ngay cả xa ở tầng phủ Bạch Cẩm Tú đều ngồi không được, sai người bộ xe trở về. Nhị phu nhân Lưu Thị lo lắng nữ nhi nghe xong ngũ phu nhân sinh sản khi đau hô sợ hãi, làm la ma ma đem bạch cẩm tú dàn xếp ở thanh trúc các chờ tin tức bạch thanh ngôn cùng bạch cẩm trĩ đến thời điểm đổng thị mới vừa làm đỡ đẻ ma ma đem gà dung cháo chặt đứt đi vào làm thừa dịp đau từng cơn khoảng cách làm tề thị ăn thượng hai khẩu hảo có sức lực sinh hài tử nàng nắm lấy mẫu thân đổng thị tay nói vũ thẩm nhi sinh quá hai đứa nhỏ này một thai chỉ biết càng thuận tam phu nhân lý thị gật gật đầu thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới gạch xanh nói xanh hạ hành lang đèn đã tất cả đều sáng lên trong phòng sinh kêu loạn, chỉ chốc lát sau đỡ đẻ ma ma một tiếng hô to muốn nước ấm, phủng thao đồng ngay ngắn trật tự đứng ở phòng bếp nhỏ hành lang hạ bọn tỳ nữ nghe tiếng lập tức nối đuôi nhau mà nhập. Phòng bếp nhỏ nội thiêu nước ấm hai cái bà tử nâng nồi to, hướng thao đồng đảo nước ấm, bọn tỳ nữ tiếp nước ấm bưng liền bưng thao đồng từng cái bước nhanh vào phòng sinh. Không bao lâu, được đến tin tức tưởng ma ma cũng đã trở lại. Bạch gia trừ bỏ mấy cái tuổi nhỏ hài tử ở thanh trúc các bồi bạch cẩm tú ở ngoài, tứ phu nhân vương thị ở Phật trước khẩn cầu ngũ phu nhân mẫu tử bình an, còn lại người đều ngồi ở ngũ thẩm nhi trong viện chờ đợi tin tức. Ba tháng mạc, gió đêm hơi lạnh. Trong phòng sinh thường thường truyền đến đỡ đẻ ma ma làm ngũ phu nhân tề thị dùng sức thanh âm, nghe được đỡ đẻ ma ma hô lớn đã có thể nhìn đến hài tử đầu, bạch khanh ngôn thiếu kiên nhẫn đứng dậy. Hảo hảo! Nhìn đến đầu liền nhanh, rốt cuộc là tam thai so lần trước mau nhiều. Trong phòng sinh ma ma vén rèm lên đối bên ngoài hô một tiếng, nước ấm thực mau lại một vòng nước ấm tặng đi vào dùng sức a à ngũ phu nhân mau lập tức liền phải ra tới đỡ đẻ ma ma hô to ngồi trên trong viện bạch khanh ngôn nghe được ngũ phu nhân càng cả giọng một tiếng kêu lúc sau tân sinh nhi vang dội tiếng khóc từ trong phòng sinh truyền ra tới sinh sinh kéo ống tay áo địch ma ma hỉ khí dương dương bước tiểu toái bộ ra tới cung kính hành lễ sau nói ngũ phu nhân sinh là vị đặc biệt xinh đẹp cô nương quả nhiên ngũ thẩm nhi vẫn là sinh một cái nữ nhi đổng thị thở dài nhẹ nhõm một hơi dùng thăng đè nặng ngực thở vào một hơi bật cười nữ nhân này sinh hài tử chính là quỷ môn quan đi một chuyến còn hảo mẹ con bình an mau địch ma ma phái người đi cấp ngũ phu nhân mẫu gia báo cái tin liền nói ngũ phu nhân sinh mẫu tử bình an địch ma ma là ngũ phu nhân tề thị của hồi môn ma ma nàng vẽ mặt không khí vui mừng hành lễ ứng tiếng nói lão nô đã sớm làm người bộ xe hầu trứ này liền làm người đi tề phủ báo tin lão thái quân đã biết cũng có thể tùng một hơi đổng thị nhìn đến đứng ở một bên thở dài nhẹ nhõm một hơi tưởng ma ma lại nói tưởng ma ma cũng mau chóng đi cho mẫu thân báo tin mẹ con bình an đừng làm cho mẫu thân lại lo lắng tưởng ma ma cười lên tiếng một lòng rốt cuộc rơi xuống đất nhưng nếu là vị công tử thật tốt a à? đúng vậy ít nhiều mẹ con bình an nhị phu nhân lưu thị vẻ mặt cao hứng nhưng cao hứng rất nhiều lại khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc nếu ngủ đệ muội này một thai là cái nam oa oa thì tốt rồi ước chừng bạch gia mỗi người đều sẽ cảm thấy đáng tiếc nhưng lại có cái gì so được với tề thị mẫu tử bình an tới quan trọng đổng thị quay đầu phân phó bạch khanh ngôn cùng bạch cẩm trĩ được rồi ngươi cùng tiểu tứ trở về đổi thân quần áo lại qua đây ta và ngươi thẩm thẩm nhóm đi xem các ngươi ngủ thẩm bạch khanh ngôn nhìn ra được tưởng ma ma tươi cười mất mát nói tưởng ma ma vẫn là thế tổ mẫu xem một cái bát muội lại đi đi Tưởng ma ma gật gật đầu, đại tỷ nhi nói chính là. Chương 293 nhẫn tâm. Chờ Bạch Khanh ngôn hồi Thanh Huy viện thay đổi sim y, hồi ngũ phu nhân trong viện khi, ngũ phu nhân tề thị đã từ phòng sinh dịch ra tới. Tưởng ma ma cũng xem qua hài tử, ngồi xe ngựa hồi Hoàng gia Thanh Am hướng đại trưởng công chúa phục mệnh đi. Lúc này, ngũ phu nhân chính dựa vào đầu giường cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống thuốc dục nhũ canh. Lưu thị mắt nhìn ngũ hài tử, dẫm lên gỗ đỏ đạp chân ở mép giường ngồi xuống mắt nhìn tề thị trong tay thúc dục nhũ canh, đệ muội ngươi thật đúng là tính toán chính ngươi uy hài tử a. Tuy rằng mới vừa sinh quá hài tử, tề thị trạng thái cũng không tệ lắm, miễn cười nhìn ngủ ở bên người tiểu nữ nhi, trước mắt từ ái. này xem như ông trời cho nàng ban ân, tuy rằng trượng phu cùng hai cái nhi tử đều không còn nữa, nhưng ông trời còn nàng một cái đáng yêu nữ nhi. ân, tả hữu đời này cũng liền này một cái hài tử, ta muốn hôn lực thân vì. tề thị hốc mắt đỏ lên rủ mắt uống lên hai khẩu cơ hồ không có hương vị canh, mày hơi hơi nhăn, chịu đựng không khỏe lại uống lên mấy khẩu. Nghe bên ngoài bà tử nói, đại cô nương, nhị cô nương cùng tứ cô nương, ngũ cô nương, lục cô nương, thất cô nương đều tới, tề thị đem trong tay canh chung đưa cho địch ma ma, dùng khăn xoa xoa miệng. Bạch Khanh ngôn hành lễ, ngồi ở mép giường mắt nhìn rút vào ngủ thẩm bên người ngủ say bác muội cười làm xuân nghiêng đem nàng đưa cho bác muội thành thực được thảm đá quý trói chặt đặt ở hài tử bên người, trước mắt triều mến, nhẹ giọng nói, tiểu tám. Ta là ngươi trưởng tỷ, cảm ơn ngươi bình an đi vào bạch gia. Bạch Cẩm Tú cũng là cười đưa lên chính mình hạ lễ, đứng ở mép giường nghiêm túc nhìn tiểu tám, tiểu tám cũng thật đẹp a. À. Ta cảm thấy cái mũi cùng ngủ thẩm nhi giống. Ngủ cô nương Bạch Cẩm chiêu cười nhìn về phía sinh đôi mũi mũi Bạch Cẩm Hoa, ngươi nói có phải hay không? Thất cô nương Bạch Cẩm sắc nhìn nhìn nói, ta cảm thấy miệng cùng ngủ thúc giống. Ta như thế nào cảm thấy giống cái con khỉ nhỏ? Bạch Cẩm Trĩ quan sát một lát đến ra như vậy một cái kết luận. Tam phu nhân Lý Thị tiến lên chọc một chút nữ nhi đầu, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tiểu hài tử mới sinh ra đều là cái dạng này, tiểu tám có thể so ngươi sinh ra thời điểm đẹp quá nhiều. Ngươi mới sinh ra thời điểm nhăn bèo nhèo, còn đen xì, kia mới giống cái con khỉ đâu. Mẫu thân ngươi nói bậy. Bạch Cẩm Trĩ một khuôn mặt đỏ bừng. Tam phu nhân Lý Thị nhìn thấy Bạch Cẩm Trĩ bực bội bộ dáng, nhìn không được dùng khăn che miệng cười một tiếng. Bạch Khanh Ngôn ngẩn đầu đáy mắt tất cả đều là ôn nhuận ý cười. Ngũ phu nhân tề thị nhìn mặt mày cười nhạt, thả thông dong nhu hòa Bạch Khanh Ngôn, thấp giọng nói, ta tưởng cấp hài tử đặt tên kêu Bạch Uyển Khanh. Hy vọng tiểu tám tựa như nàng trưởng tỷ giống nhau cứng cỏi, cường đại. Giống nàng các ca ca giống nhau xuất sắc. Nàng ngẩn ra, bọn đệ đệ là thật sự đều phi thường xuất sắc, nhưng nàng không nghĩ tới ở ngũ thẩm nhi trong mắt, nàng thế nhưng là cái cường đại người. Đổng thị giơ tay sờ sờ Bạch Khanh Ngôn đầu, việc này ở ngươi cùng tiểu tứ trở về phía trước, ngươi ngủ thẩm nhi liền cùng chúng ta nói. Bạch Khanh Ngôn gật gật đầu, cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ tạp đi Bạch uyển Khanh, ngủ thẩm nhi cảm thấy hảo, liền hảo. Bạch Cẩm Tú cười không lưng đậu tạp đi cái miệng nhỏ Bạch uyển Khanh, tiểu uyển Khanh, ta là ngươi nhị tỷ nha. Ta là ngươi tam tỷ. Ghé vào mép giường thất cô nương Bạch Cẩm Sắc, nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tân sinh nhi phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cười nói, ta rốt cuộc không phải nhỏ nhất vẫn luôn bao phủ ở bạch gia phía trên khói mù, bởi vì tiểu tám buông xuống phản phất bị đuổi tản ra, một thất lượng trừng trừng sắc màu ấm ánh đèn trung, là bạch gia người khó được hoang thanh tiếu ngữ. Ngày hôm sau sáng sớm, bạch gia ngũ phu nhân tề thị sinh hạ một nữ tin tức liền truyền khắp đại đô. Trước hết tới cửa, đó là ngũ phu nhân tề thị nhà mẹ đẻ người, tề thị hai cái tẩu tử đều tới không nói, ngay cả tề thị huynh trưởng cũng tự mình tới. Bất quá, tề thị huynh trưởng. Không có tiếng ngũ phu nhân tề thị sân, từ hách quản gia tại tiền viện chiêu đãi không bao lâu tề lão thái quân dùng khăn lau nước mắt thế tề thị dịch dịch cốc chăn làm nữ nhi hảo hảo nghỉ ngơi mang theo hai cái con dâu liền tùy đổng thị cùng từ thượng phòng ra tới tề lão thái quân cười giữ chặt đổng thị tay cùng đổng thị nói phu nhân lão thân có nói mấy câu muốn cùng phu nhân nói một câu không biết có thể hay không đi phu nhân nơi đó thảo ly uống ly trà đổng thị luôn luôn thông tuệ nơi nào lại nhìn không ra tới đổng lão thái quân muốn nói nói hơn phân nữa vẫn là cùng ngũ phu nhân tề thị có quan hệ lão thái quân là trưởng bối như thế nào có thể nói thảo trà như vậy khách sáo tề lão thái quân có thể hãnh diện đi ta nơi đó ngồi ngồi ta cao hứng còn không kịp đổng thị thanh âm nhu hòa không kiêu ngạo không xỉm nịnh mang theo vãn bối ứng có thân mật đổng thị cười khanh khách mang tề lão thái quân cùng tề gia hai cái con dâu đi nàng nơi đó tầng ma ma thượng trà sau tề lão thái quân lại không có uống trà từ thái phóng đến cực thấp chịu thỉnh đổng thị bình lui tả hữu như thế đổng thị đã có thể đoán được ngũ đệ mùi tề thị mẫu thân ước chừng là muốn từ nàng nơi này cầu một phong phóng thê thư rốt cuộc hiện giờ bạch gia nam nhi toàn đã thân chết trưởng tẩu như mẹ trừ bỏ đại trưởng công chúa liền chỉ có đổng thị mới có cái này quyền lực phòng trong chỉ còn lại có đổng thị còn có tề lão thái quân tần ma ma chiêu đãi tề lão thái quân hai cái con dâu ở gian ngoài dùng trà tề lão thái quân chưa ngử nước mắt trước lưu phu nhân không dối gạt phu nhân lão thân thiển cái mặt già này tới tìm phu nhân là vì tưởng từ phu nhân nơi này thảo một phong phóng thê thư quả nhiên đổng thị ý cười chưa sửa chờ tề lão thái quân tiếp tục nói không phải nhân tính lương bạc lão thân thân sinh cốt nhục chỉ có một nhi một nữ này nữ nhi là ấu nữ từ nhỏ đó là lão thân tâm đầu nhục trước đây bởi vì nàng hoài bạch gia cốt nhục lão thân chưa từng đề qua việc này hiện giờ nếu lão thân này ấu nữ đã thế bạch gia sản nữ không biết bạch gia có không phóng nàng trở về nhà a à? Phía trước Đổng Thị mẫu thân Đổng Lão Thái Quân cũng từng muốn cho Đổng Thị về nhà mẹ đẻ, thiên hạ làm mẫu thân đều sẽ nhớ chính mình hài tử, Đổng Thị làm nữ nhi, làm mẫu thân đều thực có thể lý giải tề Lão Thái Quân. Nàng thấp giọng hỏi, Lão Thái Quân, đây là ngũ đệ mùi ý tứ sao? Tuy rằng biết này đều không phải là là ngũ đệ mùi ý tứ, Đổng Thị vẫn là hỏi một câu. Tề Lão Thái Quân lắc lắc đầu, kia đứa nhỏ ngốc không muốn, chính là Nàng còn trẻ, chẳng lẽ liền phải như vậy thủ cả đời? này không phải muốn ta cái này làm nương mệnh sao? Ta tới phía trước đã cùng nàng ca ca thương lượng hảo, năm đó nàng mang đến bạch gia của hồi môn chúng ta đều từ bỏ, nếu các ngươi chịu đem viễn thanh giao cho chúng ta tề gia nuôi nấng, chúng ta cả nhà quỳ tạ. Nếu là bạch gia không muốn đem viễn thanh giao cho chúng ta tề gia, ta đây nữ nhi của hồi môn tất cả đều để lại cho ta kia số khổ tiểu ngoại tôn nữ. Nếu là tương lai ta kia ngoại tôn nữ còn coi trọng chúng ta tề gia. Chúng ta liền còn đương thân thích lui tới, ta đem kia hài tử coi như tâm can thịt đau, đem thiếu nàng đều tiếp viện nàng. Nếu là nàng không muốn nhận ta cái này bà ngoại, coi như. Coi như chưa bao giờ có quá ta như vậy nhẫn tâm bà ngoại đi. Tề lão Thái Quân nói đến chỗ này, càng thêm cảm thấy thực xin lỗi vừa mới Giáng sinh tiểu ngoại tôn nữ, tiếng khóc đứt quãng, cực kỳ trước tâm. Chương 294 chỉ giáo. Tề lão Thái Quân vội xoa nước mắt, đối động thị gật đầu, nghẹn ngào trí tạ nhưng ta cùng ngũ đệ muội trừ bỏ là nữ nhi cùng mẫu thân ở ngoài, chúng ta vẫn là bạch gia thê thất, chúng ta đều là cùng phu quân đã lạy thiên địa, từng có sinh tử không rời ước định. Thả ngũ đệ muội vừa mới sinh sản, tề lão thái quân thân là người mẫu, lại như thế nào bỏ được nhìn ngũ đệ muội mẹ con chia lìa. Ta là tuyệt không sẽ ly bạch gia. Đổng thị nói âm từ bình phong sau truyền đến, tề lão thái quân cùng đổng thị đều là cả kinh. Ngươi, tề lão thái quân đỡ góc bàn cả kinh đứng dậy, ngươi điên cuồng không thành không biết chính mình còn ở ở cửu trung sao như thế nào có thể ra khỏi phòng tử đổng thị bước nhanh ngang qua bình phong chỉ thấy ăn mặc đơn bạc sắc mặt tái nhật tề thị bọc kiện áo choàng khẩn nắm chặt nắm tay đứng ở nơi đó phía sau đi theo kinh sợ không dám ngẩng đầu bọn nha hoàng đổng thị đem tề thị đỡ lấy quay đầu hô địch ma ma đâu như thế nào có thể làm ngủ phu nhân ở cửu mạo phong trước lại đây tần ma ma mau lấy ta áo khoác tới cấp phòng trong sinh cái chậu than Tề thị dưới chân bất động, cắt gao nắm đổng thị tay, đại tẩu, ta ở ở cử trung tới ngươi sân đã là mạo phạm, liền không đi vào. Lúc này ngươi nói nói gì vậy? Chúng ta là toàn gia, lại không phải người khác gia kiên dè cái gì. Đổng thị bực bội tề thị không trân trọng chính mình thân mình, banh mặt răng dạy tề thị một câu. Nàng túng tề thị tiến vào, đem người dàn xếp ở chính mình trên giường, dùng chăn gấm đem tề thị bao lấy, lại quay đầu lạnh giọng hỏi tề thị bên người thị tì, các ngươi là như thế nào hầu hạ ngũ phu nhân? Không biết ngũ phu nhân ở ở cử trung sao? Đại tẩu, tề thị kéo kéo đổng thị ống tay áo, khóc mắt đỏ lên, không trách các nàng, là ta nghe được ta nương muốn tới tìm đại tẩu, liền sợ ta nương là cổng ta tới thảo phóng thê thư, lúc này mới không yên tâm cho nên theo lại đây. Nói, tề thị hướng tới đổng lão thái quân nhìn lại. Đổng lão thái quân nước mắt cùng chặt đứt tuyến giống nhau, dùng khăn ấn ngực ở giường nệm ngồi hạ, ta đây đều là vì ai? Nương, ta lời nói đã nói thực minh bạch ta đời này đều sẽ không rời đi bạch gia thả trước bất luận ta cùng với ngũ lan cảm tình không nói ta mới vừa sinh hạ nữ nhi ta không thể làm thế nhân nhìn đến này bạch gia mãn môn trung liệt vì hộ tấn quốc bá tánh xã thân lại rơi vào nhà tang không tồn kết cục tề thị hai tròng mắt toan trướng lời nói kiên định đây là đã từng nàng vô tình nghe được đại tẩu cùng nàng nhà mẹ đẻ mẫu thân đối thoại tề thị thâm vì cảm phục tề lão thái quân nghe xong nữ nhi nói cánh môi chíp nhạ cuối cùng cái gì đều không có nói ra, ngón tay gắt gao thủ sẵn bên cạnh sơn đen một kỹ, trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nhịn không được dùng khăn che miệng mũi khóc đến đau triệt nội tâm. Bởi vì nàng biết, nàng mang không đi nàng nữ nhi. Không ngừng hôm nay mang không đi, chẳng sợ nàng chính là cầu đến hoàng hậu nơi đó, cầu hoàng hậu ban hòa ly ý chỉ, nàng nữ nhi cũng sẽ không đi rồi, nàng đã ở bạch gia trác căng. Nhưng nàng liền như vậy một cái nữ nhi a. À. Tề Lão Thái Quân hai cái con dâu nhìn đến Tề Lão Thái Quân từ thượng phòng ra tới, vội vàng đón nhận đi một tả một hữu đem Tề Lão Thái Quân đỡ lấy. Mẫu thân, ta vừa rồi xem muội muội tới, mẫu thân cùng muội muội còn có đại phu nhân nhưng nói tốt, chờ muội muội ra ở cử là có thể về nhà sao? Tề gia nhị phu nhân hỏi. Tề Lão Thái Quân lắc lắc đầu, các ngươi muội muội không đi rồi. A. À. Nương, Tề gia đại phu nhân quay đầu lại hướng tới thượng phòng phương hướng mắt nhìn, không thấy Đổng Thị ra tới đưa đè thấp thanh âm, chẳng lẽ là Đổng thị không cho? Không bằng chúng ta đi Hoàng gia Thanh Am tìm đại trưởng công chúa cầu phóng thê thư đi. Tề lão thái quân ngẩng đầu nhìn kia khoanh tay hành lang hạ phiêu diêu đèn lồng, nhắm mắt, nước mắt theo khóe mắt khe rảnh tung hoành, là các ngươi muội muội không chịu đi. Thôi, nàng không muốn đi liền không muốn đi thôi, về sau các ngươi làm tẩu tẩu nhiều chiếu cố điểm này nhi cũng là được. Tề lão thái quân không ngốc, vừa rồi thấy đổng thị đó là thiệt tình răng dạy nàng nữ nhi, cũng là thiệt tình quan tâm nàng nữ nhi, nàng nữ nhi đều không phải là nàng suy nghĩ như vậy ở bạch gia thê lương bất lực, đều không phải là là bởi vì lo lắng về nhà mẹ để bị tổ tử ghét bỏ, cho nên mới không muốn cùng nàng đi. nghĩ đến, nữ nhi ở bạch gia quá cực hảo, mới không muốn rời đi đi. nương, ngài yên tâm, muội muội vĩnh viễn đều là ta cùng đại lang muội muội, bất luận khi nào chỉ cần muội muội muốn về nhà, chúng ta tề gia đại môn vĩnh viễn vị muội muội rộng mở. muội muội nếu tưởng lưu tại bạch gia chúng ta tề gia liền vì muội muội chống lưng làm ai cũng không dám khinh nhục muội muội tề gia đại phu nhân gắt cao nắm chặt tề lão thái quân tay hồng hốc mắt nói tề lão thái quân nghe được lời này cánh mũi kích động trong lòng rất là cảm động dùng sức nhéo con dâu tay gật đầu nương biết nương biết ngươi cùng đại lang đều là tốt tề nhị phu nhân quy quy củ củ đứng ở một bên trượng phu của nàng là con vợ lẽ liền tính là biểu tình tề lão thái quân sợ là cũng không tin còn không bằng cái gì đều không nói Buổi trưa dùng quá ngọ thiện Địch Mama thừa dịp Đại Thái Dương dùng mềm kiều đem tề thị nâng trở về chính mình sân Nguyên bản đổng Thị không nghĩ làm tề thị lại hoạt động Nhưng tề thị tất cả dụng cụ đều ở chính mình trong viện đều chuyển lại đây cũng phiền toái Tề thị kiên trì phải đi về đổng Thị cũng không hảo ngăn trở Chỉ có thể làm tề thị lại hoạt động trở về Mới vừa đem tề thị đưa lên Nguyễn Kiệu đổng Thị liền nghe tầng Mama nói Vừa rồi phía trước người gác cổng tới báo nói đại yến tứ hoàng tử đệ thượng danh thiếp thỉnh thấy trấn quốc quận chúa. Hiện giờ Bạch Phủ đã là trấn quốc quận chúa Phủ, nữ nhi Bạch Khanh Ngôn mới là này Phủ đệ chủ nhân, đại yến tứ hoàng tử thỉnh thấy trấn quốc quận chúa là lẽ phải. Nhưng Đổng Thị không yên tâm, phái tần ma ma đi phía trước nhìn xem, kia đại yến tứ hoàng tử thấy nữ nhi làm cái gì. Dù sao cũng là hắn quốc hoàng tử, Đổng Thị sợ làm thái tử hoặc là hoàng đế lòng nghi ngờ. Mộ dung lịch ở phùng diệu làm bạn hạ ngồi ở trấn quốc quận chúa phủ chính sảnh uống trà, vừa thấy Bạch Khanh Ngôn tiến đến, mộ dung lịch đứng dậy đem tư thái phóng thấp đi trước đối Bạch Khanh Ngôn hành lễ. Bạch Khanh Ngôn nghiêng người bước nửa lễ, lúc này mới đáp lễ cười nói, không biết tứ hoàng tử tới cửa có gì chỉ giáo. Mộ dung lịch dựa theo cửa thúc dặn dò như vậy, đối Bạch Khanh Ngôn lại dài đến đất, trịnh trọng mở miệng nói, lịch chỉ trấn quốc quận chúa phủ có một vị hồng đại phu, này y thuật siêu quần, lịch lần này mạo muội tới cửa, là vì phụ hoàng tìm thầy trị bệnh mà đến, mong rằng trấn quốc quận chúa thành toàn. Việc này vốn chính là hai bên đều nói tốt, đi một cái đi ngang qua sân khấu, diễn tràn diễn cấp muốn nhìn người xem thôi. Không biết tứ hoàng tử như thế nào biết được ta trong phủ hồng đại phu? Bạch Khanh ngôn hỏi. Lịch nghe nói, đại tấn hoàng cung thái y viện viện phán hoàng thái y có một vị sư huynh, này y thuật cao minh viễn siêu hoàng thái y có thể nói thần y, lịch tinh tế ra tìm truy vấn lúc sau, mới biết vị này hồng đại phu liền ở trấn quốc quận chúa trong phủ, lúc này mới mạo muội tới cầu quận chúa. Bạch Khanh ngôn thở dài, hồng đại phu y thuật đích xác siêu quần, nhưng lại không giống đồn đãi như vậy vô cùng thần kỳ. Bất quá! Nếu tứ hoàng tử tự mình tới cửa, ngôn. Nhưng làm hồng đại phu cùng tứ hoàng tử đi một chuyến. Chương 295 hận như đầu dấm, Mộ dung lịch lộ ra kinh hỉ tươi cười, đa tạ trấn quốc quận chúa. Nhưng tứ hoàng tử, ngôn lời nói đến trước cùng tứ hoàng tử nói ở phía trước. Nếu hồng đại phu cũng bó tay không biện pháp, còn thỉnh tứ hoàng tử chớ trách tội. Bạch Khanh Ngôn thấp giọng cười nói. Mộ Dung Lịch đứng dậy lại là thi lễ, phụ hoàng bệnh. Lịch trong lòng hiểu rõ, nếu lần này Hồng đại phu có thể trị liệu phụ hoàng, đó là ta đại yến ân nhân. Nếu là không thể đủ chữa khỏi phụ hoàng, cũng tất nhiên hết tâm với Lịch có ân. Lịch trong lòng minh bạch. Nàng gật gật đầu, phân phó bên cạnh người Xuân Đào, Xuân Đào, đi thỉnh Hồng đại phu. Là. Thấy Xuân Đào lui ra, Mộ Dung Lịch quy quy Cũ củ, củ ngồi ở ghế trên, hứng thú bừng bừng cùng Bạch Thanh Ngôn thảo luận khởi hành quân đánh giặc Việt tới. Binh pháp có vân, phu địa hình giả, binh chi trợ cũng. Liêu địch chiến thắng, kế hiểm ách xa gần, thượng tướng chi đạo cũng. Biết này mà dùng chiến giả tất thắng, không biết này mà dùng chiến giả tất bại. Mộ dung lịch thập phần nghiêm túc thỉnh giáo, ung sơn chi chiến trấn quốc quận chúa lấy ít thắng nhiều, chính là nhân đối địa hình nắm giữ thấu triệt. Trừ bỏ đối địa hình quen thuộc ở ngoài, càng muốn hiểu biết đối phương chủ hành quân đánh giặc quen dùng thủ đoạn, tính nết tập tính. Bạch Khanh Ngôn nhìn nghiêm trang mộ dung lịch khóe môi gợi lên cười nhạt, binh pháp có thư, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mộ dung lịch đứng lên đối Bạch Khanh Ngôn hành lễ, lịch thụ giáo. Không bao lâu, cổng hồng thuốc Hồng Đại Phu liền tùy xuân đào tiến đến. Hồng Đại Phu, vị này chính là Đại Yến Tứ Hoàng Tử. Hồng Đại Phu đối Tứ Hoàng Tử chắp tay, nói, tới trên đường xuân đào cô nương đã cùng ta đã nói rồi, nếu chúng ta quận chúa đồng ý, lão hủ liền tùy tứ hoàng tử đi một chuyến. nếu lực có không bằng, còn thỉnh tứ hoàng tử thứ tội. mộ dung lịch đối bạch khanh ngôn cung kính nói lời cảm tạ, lại chính thức đối hồng đại phu nói tạ. lúc này mới thỉnh hồng đại phu cùng hắn cùng nhau rời đi. nhìn theo mộ dung lịch cùng hồng đại phu rời đi, bạch khanh ngôn đứng ở hành lang hạ nhìn trong viện nền đá xanh bản. một lát, quay đầu phân phó xuân nghiêng làm bình thúc đi thôn trang thượng tiếp kỹ đình du lại đây. ta có việc phó thác. là Đổng thị nghe Bạch Khanh Ngôn nói tứ hoàng tử ý đồ đến, nhưng thật ra cảm thấy tứ hoàng tử đứa nhỏ này hiếu thuận hiểu lý lẽ. Bất quá, đại yến rốt cuộc là hắn quốc, làm hồng đại phu đi bắt mạch biết được thân thể trạng huống, hồng đại phu thật sự sẽ không có việc gì. Đổng thị có chút bất an. Việc này là trước tiên ước định tốt, hôm qua ngủ thẩm sinh sản sau, Bạch Khanh Ngôn liền cùng hồng đại phu nói việc này, lần này bất luận hồng đại phu có không trị liệu yến đế, đối ngoại đều xưng yến đế là từ trong bụng mẹ mang đến nhược chứng cần chậm rãi điều trị cấp yến đế viết phương thuốc cũng là minh ám hai trương lấy này giấu người tai mắt a nương ngài yên tâm hồng đại phu là ta trưởng bối ta sẽ không thật sự nhìn hồng đại phu đi mạo hiểm đổng thị vỗ vỗ bạch khanh ngôn tay ngươi làm việc a nương luôn luôn yên tâm bạch gia bởi vì tiểu tám bạch uyển khanh giáng sinh náo nhiệt lên mấy cái tỷ tỷ cả ngày đều vây quanh tiểu uyển khanh chuyển đổng thị ngồi ở tề thị mép giường nhìn ngũ cô nương cùng lục cô nương trong tay cầm món đồ chơi treo đùa trong nôi tiểu uyển khanh chơi đùa quay đầu hỏi tề thị có chuyện ta còn là đến cùng ngươi thương lượng thương lượng chúng ta định rồi tháng năm mùng một khởi hành hồi sóc dương nhưng ta nghĩ ngươi sinh xong hài tử lại trứ phong vì ổn thỏa kế ngươi vẫn là lưu tại trấn quốc quận chúa phủ chờ ngồi đầy sông ở cử lại cùng tiểu uyển khanh cùng nhau hồi sóc dương mang theo đai buộc tráng tề thị rủ mắt lượt có chần chờ chuyện này ngươi liền nghe ta nữ nhân ở cử lại quan trọng bất quá Đổng Thị nói lại nghĩ tới Bạch Viễn Thanh tiệc đầy tháng, tuy rằng nói, chúng ta còn đều ở Hiếu Trung, nhưng sinh con là thiên đại hỷ sự, mẫu thân mới vừa phái người truyền lời trở về, trăng tròn thiết yếu làm vô cùng náo nhiệt, ngày mai tiểu tám tám ba ngày mẫu thân liền đã trở lại, sẽ vẫn luôn trụ đến sông xuôi trăng tròn rượu, đến lúc đó ta cấp tề lão Thái Quân đưa thiếp mời, đến lúc đó ngươi hảo hảo cùng tề lão Thái Quân trò chuyện, mẹ con không có gì cách đêm thù. Ta đã biết đại tẩu. Tề thị cười nói trong nôi bạch uyển khanh đột nhiên khóc cái không ngừng ma ma bế lên bạch uyển khanh ngang qua bình phong đi vào hành lễ sau cười nói chúng ta bác cô nương là đói bụng đâu tề thị đây là lần đầu tự mình nuôi nấng hài tử chính là gặp tội lớn nàng cũng không biết sẽ bị hài tử tả lạng đau người da đầu thẳng tê dại nhưng vừa thấy đến nữ nhi đáng yêu trắng nõn khuôn mặt nhỏ tề thị lại cảm thấy có thể tự mình nuôi nấng tao bao lớn tội cũng là đáng giá vào lúc ban đêm lưu bình cùng kỷ đình du liền chạy về trấn quốc quận chúa phủ bạch khanh ngôn ở sân quan hoa đình thấy kỷ đình du đưa bình cùng xuân đào liền ở núi giả hạ thủ không cho người tới gần sóc dương đông sườn toàn là vùng núi ở chỗ này giấu người không dễ bị phát hiện ta cho ngươi chọn vài người các ngươi chọn lựa hảo địa phương dựng trại đóng quân theo sau ta sẽ làm bình thúc sẽ phái người qua đi các ngươi làm bộ sơn phỉ tại nơi đây tỉnh chờ tận lực ở bạch gia cử gia dời hồi sóc dương phía trước làm ra điểm động tỉnh như thế chờ bạch gia dời hồi sóc dương mới nhân danh chính ngôn thuận luyện binh diệt phỉ bạch khanh ngôn nói kỷ đình du đôi mắt chớp chớp quận chúa đây là muốn luyện tư binh bạch khanh ngôn gật đầu hiện giờ loạn thế thế cục cùng các quốc gia mạnh yếu thay đổi thất thường trước mắt nhìn tứ hải thái bình nhưng ai biết tương lai nào một ngày sẽ loạn vẫn là sớm làm chuẩn bị đi bạch khanh ngôn thẳng thắn thành khẩn bẩm báo kỷ đình du liền không hề chần chờ hắn gật đầu quận chúa yên tâm kỷ đình du nhất định không phụ gửi gắm nhớ kỹ tuy rằng nói cho các ngươi nháo ra điểm động tỉnh tới nhưng ngàn vạn đừng thật sự thương cập mạng người, bá tánh vô tội. Kỷ Đình Du nghe Bạch Khanh Ngôn nói như vậy, khóe môi lộ ra ý cười, quả nhiên. Bạch Đại Cô Nương vẫn là nguyên lai like cái kia Bạch Đại Cô Nương, dựng thân đoan chính, lòng mang bá tánh. Đại Cô Nương yên tâm, Kỷ Đình Du nhất định đem sự tình làm thỏa đáng. Bình thúc. Bạch Khanh Ngôn hô một tiếng. Lưu Bình theo tiếng từ núi giả hạ đi lên, Đại Cô Nương phân phó. Cấp kỹ đình du phái 20 cái đáng tin cậy trung phó cùng kỹ đình du đi, lại cấp kỹ đình du lấy 1.000 lượng ngân phiếu tạm thời trước dùng, lại chuẩn bị 500 lượng đều đổi thành tiểu mặt trắng ngân phiếu, 50 lượng tiểu khối bạc vụn, ở kỹ đình du sáng mai xuất phát tạ lỗi bị tề. Lưu Bình mắt nhìn cuộc một tay kỹ đình du, gật đầu là Nếu lúc sau kỹ đình du có cái gì yêu cầu, phái người trở về tìm bình thúc, bình thúc ngươi chỉ lo đồng ý, liền nói ta phân phó. Là Kỷ Đình Du nhìn Bạch Thanh Ngôn giấu dưới mũi nhọn ánh mắt, cảm xúc cuồn cuộn. hắn ẩn ẩn đoán được Bạch Thanh Ngôn tự hồ là ở bố cục. Giấu dếm thất công tử Bạch Thanh Quyết sống sót tin tức, làm Bạch Thanh Quyết ở đồng cổ sơn vùng luyện binh. Hiện giờ, lại làm hắn trước một bước đi sóc dương ra vẽ phỉ khấu, muốn chính đại quan minh luyện binh diệt phỉ. Nhà bọn họ đại cô nương đây là muốn binh đâu? Loạn thế bên trong, quân quyền nơi tay. Liền có thể phiên vân phúc vũ. Kỷ đình du bên cạnh người nắm tay hơi hơi buộc chặt, hắn khắc chế chính mình kích động tâm tình, đại cô nương đây là chuẩn bị phản này lâm gia giang sơn sao? Nếu là, hắn kỹ định du máu chảy đầu rơi không chối từ. Khi mấy cuốn hành quân ký lục hắn xem qua, trong triều giang định thanh vân thẳng thượng hắn biết, còn có đại trưởng công chúa cùng bạch gia người hoàn toàn bất đồng hoàng thất tác phong, này đó đều làm kỹ định du hận như đầu dấm Chương 296 không thể đánh cuộc. Bạch gia khí khái, tâm hệ thiên hạ vạn dân hậu đức, lòng dạ thiên hạ từ bi cao thượng, khi mới là vì quân thượng hẳn là có phẩm cách. Bất luận là đại cô nương ở thế bạch gia thất công tử bạch thanh quyết lót đường cũng hảo, vẫn là cố ý xưng nữ đế cũng thế, kỹ đình du đều nguyện buông tha này một thân huyết nhục vì đại cô nương lót đường, tử sinh không hối hận. Bạch Khanh ngôn hồi thanh huy viện khi, hồng đại phu đã ở thanh huy viện nội chờ lâu lâu ngày. Đại cô nương, hồng đại phu tới, đồng ma ma đón nhận trước đối bạch Khanh ngôn nói. Hồng đại phu biết được bạch Khanh ngôn trở về, bước ra ngạch cửa, đối bạch thanh ngôn thi lễ, quận chúa. Xuân đào nhịn không được che miệng cười nhẹ một tiếng, chúng ta trong phủ, hiện tại đối chúng ta cô nương xưng hô thật đúng là loạn, trong chốc lát kêu quận chúa trong chốc lát kêu đại cô nương. Bạch Khanh ngôn cười đối hồng đại phu là một cái thỉnh tư thế, hồng đại phu vẫn là gọi ta cô nương đi. Vào cửa sau, thất thần Xuân hạnh cấp hồng đại phu thượng trà, liền tùy đồng ma ma cùng nhau rời khỏi thượng phòng. Xuân Đào canh giữ ở cửa chờ phân phó. Hồng Đại Phu thế Bạch Khanh Ngôn bắt mạch lúc sau, đệ thấp thanh nói, đại yến hoàng đế trên người độc rất kỳ quái, phát tác khi bệnh trạng giống một mặt kêu nhập kiếp độc dược, lại giống thất tinh tán, mạch tượng lại tựa còn trúng câu hồn thảo, lão phu đoán sở dĩ phía trước đại phu đều chẩn bệnh không ra yến đế này chứng bệnh, là bởi vì này ba loại độc ở yến đế trong cơ thể hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau dung hợp hình thành một loại tân độc, cho nên không người có thể chẩn bệnh ra rốt cuộc là cái. Cái gì độc, thả muốn giải độc, cũng là tương đương khó giải quyết. Hơi chút có một chút dược vật phân lượng dùng sai, mục tức chi gian là có thể muốn yến đế mệnh này liền liên quan đến đại yến hoàng thất bí ẩn bạch khanh ngôn ngón tay có một chút không một chút ở trên mặt bàn gõ hồng đại phu nhưng có trị liệu biện pháp có hồng đại phu gật gật đầu đem chính bình mạch gối thu lên nhưng dùng ở đại yến hoàng đế trên người đó chính là lấy một quốc gia ở mạo hiểm ta là tấn người nói vậy yến đế còn có chần chờ tuy rằng yến đế nói muốn suy xét mấy ngày nhưng lão phu nhưng thật ra cảm thấy yến đế cuối cùng cũng sẽ không đồng ý Bạch Khanh Ngôn Đảo cảm thấy không thấy được, nàng nâng chung trà lên nhấp khẩu, lại hỏi, nếu Yến Đế thỉnh Hồng Đại Phu trị liệu, Hồng Đại Phu có vài phần nắm chắc. Một thất chói lọi ánh nến dưới, Hồng Đại Phu vương hai ngón tay, hai thành. Hồng Đại Phu vẫn là chuẩn bị chuẩn bị, vạn nhất Yến Đế thật sự thỉnh ngài qua đi trị liệu, cũng sẽ không trở tay không kịp. Nàng ngước mắt nhìn Hồng Đại Phu, Hồng Đại Phu có phải hay không còn có mặt khác sự muốn nói. Hồng Đại Phu thấp giọng mở miệng, hôm nay ở Yến Đế nơi đó, lão phu thấy được cải trang giả dạng nhung địch người, lão phu vào cửa là lúc. Khi ra vẽ đồ ăn lái buôn nhung địch người 9.000 ân vạn tạ đi ra ngoài, lão phu đánh giá. Hẳn là đại yến muốn trợ nhung địch, chỉ là không biết đại yến là tính toán là trợ bắt nhung, vẫn là nam nhung. Bạch Khanh Ngôn nghe xong, sắc mặt trầm tĩnh. Lấy tiêu dung diễn tâm trí, nàng có thể nghĩ đến lúc này xuất binh trợ nhung địch chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hiện giờ Bắc Nhung, Nam Nhung sứ thần đều ở đại đô thành nội, tấn đế thái độ ái muội không rõ, không nói muốn xuất binh trợ Bắc Nhung, cũng không đáp ứng ngồi bàn quan, Nam Nhung nhưng thật ra ngồi đến ổn. Bắc Nhung đương nhiên thiếu kiên nhẫn khắp nơi cầu viện. Tấn đế lòng dạ không phải thiên hạ, chỉ nguyện bảo vệ cho trước mắt thịnh thế phồng hoa, cho nên hắn không dám đánh cuộc. Cũng không thể đánh cuộc. Nhưng đại yến bất đồng, tiêu dung diễn lòng mang cách cục quảng đại, phóng nhãn chính là thiên hạ, hắn dám đánh cuộc. Đến nỗi đại yến muốn giúp Nam Nhung vẫn là Bắc Nhung, này không khó đoán dung địch hoàng đế sang thú trọng thương với tuyết cung qua đời, dựa theo đạo lý nói liền bổn hẳn là thái tử kế vị, nhưng dung địch hoàng đế đệ đệ A phu một cầm trong tay làm hắn kế vị di chiếu tự lập vì vương, danh không chính ngôn không thuận. Đại Yến thu phục Nam Yến là lúc, đánh đến là khôi phục chính thống chi trị cờ hiệu, như vậy Đại Yến cũng chỉ có thể giúp dung địch chính thống bắt nhung, như thế, mới có thể càng thuận lý thành chương. Nhưng này đối Đại Yến mà nói cũng coi như là một canh bạc khổng lồ, nếu lúc này Đại Yến xuất binh dung địch, Hán quốc tới phạm. Đại yến nguy rồi. Chỉ tiếc tay nàng trung hiện. Nay không có nhân dùng binh a, à, nếu không. Lúc này nhưng thật ra ở Nhung địch trong tay Thảo Tiện nghi hảo thời điểm, sấn loạn đem chính mình binh cắm vào Nhung địch nơi. Bạch Khanh ngôn lòng bàn tay nắm thật chặt, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, nhưng trong tay không người. Thật sự không rảnh phân thân, nếu mạnh mẽ phái người đi Nhung địch sợ là trứng chọi đá. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, hôm nay Hồng đại phu vất vả. Sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi đi." Hồng đại phu gật gật đầu, dặn dò Bạch Thanh Ngôn, tuy rằng đại cô nương thân thể khôi phục chút, nhưng rốt cuộc vẫn là so thường nhân nhược chút, đợi chút lão phu nghĩ mấy cái dược thiện, làm đồng ma ma mỗi ngày cấp đại cô nương chuẩn bị. Làm phiền hồng đại phu." Nàng cười kêu một tiếng xuân đào, làm nàng đưa hồng đại phu trở về, đem đồng ma ma gọi tiếng vào. Đồng ma ma bưng đĩa tổ yến bánh tiếng vào, giống hóng hài tử dường như hóng Bạch Thanh Ngôn ăn một chút. Ta không ở mấy ngày nay, ma ma cảm thấy Xuân Hạnh làm việc còn bổn phận. Bạch Khanh Ngôn ăn khối tổ yến bánh, nâng chung trà lên thấp giọng hỏi đồng ma ma. Đứa nhỏ này nhưng thật ra cái tốt, làm việc bổn phận là bổn phận, nhưng vượt qua bổn phận cũng tuyệt không nhiều làm. Đồng ma ma đây là lời nói có ẩn ý, vượt qua bổn phận tuyệt đối không nhiều lắm làm. Khi đó là cha dầu tử đổ không nên là nàng đỡ, nàng cũng tuyệt không duỗi tay. Như vậy nô tỳ tại bên người, chỉ có thể là hầu hạ người, bên sợ là trông cậy vào không thượng. Nàng yêu cầu chính là có thể sử dụng tỳ nữ, tuy rằng Xuân Hạnh chọn không làm lỗi, lại không thích hợp ở bên người nàng hầu hạ. Chờ Xuân Hạnh gả cho lúc sau, đại nha hoàng vị trí đằng ra tới, có thể an bài mặt khác thích hợp người. Nàng nhấp khẩu trà, trầm mặt một lát hỏi, ta coi Xuân Hạnh năm nay có 16 đi. Hồi đại cô nương, 17, đồng ma ma lập tức minh bạch bạch thanh ngôn ý tứ, đại cô nương là muốn tìm hộ nhân gia đem Xuân Hạnh thả ra đi nàng gật gật đầu ngón tay vuốt ve chén trà nghĩ đến xuân hạnh trong nhà tình huống cười nhạt ma ma xem người bản lĩnh ta tin được cấp xuân hạnh tìm một cái thành thật bổn phận trong nhà nhân khẩu đơn giản giàu có và đông đúc một ít cha mẹ chồng hảo ở chung nhân gia bất quá đến làm xuân hạnh chính mình xem qua vừa lòng lúc sau mới được đại cô nương yên tâm xuân hạnh cô nương sự lão nô nhất định để bụng bạch khanh ngôn đi vào giấc ngủ trước tăng thêm khuỷu tay thiết bao cát ở viện trưởng đứng tấn tưởng sớm ngày đem ngân thương nhặt lên tới chờ bạch khanh ngôn luyện xong rồi xuân đào theo thường lệ làm người bị thủy hầu hạ bạch khanh ngôn tắm gội xuân hạnh tối nay không đương trị lại khó được không đi nghỉ ngơi chủ động cất bạch khanh ngôn giảo tóc xuân hạnh ở đồng ma ma nơi đó nghe nói đại cô nương làm đồng ma ma cho nàng tìm hộ nhân gia sự tình chợt vừa nghe sắc mặt trắng bệch cho rằng chính mình bị đại cô nương ghét bỏ ai ngờ đồng ma ma còn nói đại cô nương dặn dò đến làm nàng xem qua gật đầu lúc sau mới được xuân hạnh trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào đại cô nương thề cuộc đời này không gả, nàng tùy cô nương của hồi môn làm di nương trong cậy vào cũng liền không có, cho nên không nghĩ đi theo đại cô nương bên người tiếp tục chậm trễ đi xuống. Chương 297 Thành Toàn Xuân Hạnh lớn lên tuy rằng không tính xinh đẹp, nhưng cũng là tương đương thủy linh, mấy ngày trước đây đại cô nương phong quận chúa, nàng giá trị con người cũng thơm lây xem như cao, rốt cuộc nàng thành quận chúa bên người đại A đầu. Hai ngày trước, nàng nương tới tìm nàng, nói cách vách vương đại nương cùng hộ bộ thượng thư phủ quản sự tới cửa, nói hộ bộ thượng thư con vợ lẽ chính thê tháng trước khó sinh lúc sau không thể tái sinh dục, cho nên thượng thư phủ dục thế thượng thư con vợ lẽ cầu một lương thiếp, vương đại nương cùng hộ bộ thượng thư phủ quản sự bà nương quen biết, liền tiến cử ở trấn quốc quận chúa bên người làm việc xuân hạnh, ai ngờ tới vừa hỏi mới biết được xuân hạnh là ký bán mình thế. Hộ bộ thượng thư phủ quản sự xoay người muốn đi, chính là bị vương đại nương cấp khuyên xuống dưới, vương đại nương lưỡi sáng hoa sen không ngừng cùng hộ bộ thượng thư phủ quản sự nói xuân hạnh lời hay nói xuân hạnh ở quận chúa trước mặt như thế nào được yêu thích như thế nào được sủng ái nếu là mở miệng chuột thân quận chúa khẳng định cho phép nàng nương cũng sợ này hảo nhân duyên bay liên tiếp gật đầu cam đoan hộ bộ thượng thư phủ quản sự lúc này mới nói xem ở vương đại nương mặt mũi thượng chỉ cần xuân hạnh có thể chuột thân việc này là có thể thành xuân hạnh nương liền một mụn liền đáp ứng rồi xuống dưới vội không ngừng tới tìm xuân hạnh nói trong nhà còn trông cậy vào nàng lên làm huân quý nhân gia di nương tiếp tế trong nhà hai cái đệ đệ đọc sách xuân hạnh nghe xong tâm cũng bùng bùng thẳng nhảy hộ bộ thượng thư gia con vợ lẽ xuân hạnh gặp qua ở đại cô nương trở về mấy ngày trước đây nàng hướng phu nhân cầu ân điển về nhà trên đường bị người trộm túi tiền mua đồ vật không có tiền phó suýt nữa bị người coi như tặc đó là hộ bộ thượng thư gia con vợ lẽ ra mặt giải vây cho nên nàng chắc chắn là kêu hộ bộ thượng thư con vợ lẽ đối nàng sinh tình nàng nương thấy nàng không phản đối liền làm nàng tới tìm quận chúa cầu cái ân điển chuột thân về nhà nếu không đi theo quận chúa trở về sóc dương còn như thế nào chiếu cố trong nhà đã nhiều ngày xuân hạnh đang lo không biết nên như thế nào cùng quận chúa mở miệng nếu hôm nay quận chúa nguyện ý ban ân điển làm đồng ma ma cho nàng tìm hộ người trong sạch không bằng nàng liền nhân cơ hội cầu quận chúa làm nàng chuột thân bạch khanh ngôn ỉ ở sát cửa sổ giường nệm thượng tay phủng gáy sách một tay bưng viên khẩu thanh hoa vẽ truyền chi liên chén trà, cũng không có truy vấn hôm nay Xuân Hạnh sao đến như thế ân cần. Chờ Xuân Hạnh thế Bạch Khanh Ngôn vắt khô tóc, thấy Xuân Hạnh đi ra ngoài, lúc này mới quỳ gối Bạch Khanh Ngôn dưới chân sâu kín gọi Bạch Khanh Ngôn một tiếng, "Quận chúa." Vẫn là gọi ta đại cô nương đi. Bạch Khanh Ngôn buông cái ly, phiên một tờ thư, "Ngươi có việc muốn nhờ." Xuân Hạnh cắn cắn môi, "Đúng là, đại cô nương tháng năm sơ liền phải về Sóc Dương, nhưng ta cha mẹ đều ở chỗ này." nô tỳ tưởng hướng đại cô nương cầu cái ân điển, chuột thân. Nàng nâng lên tầm mắt nhìn quỳ xuống đất dập đầu Xuân Hạnh, nhẹ giọng nói, ngươi ta chủ tớ một hồi, chờ đồng ma ma cho ngươi tìm hảo nhân gia, thành thân khi đồng ma ma liền sẽ đem ngươi thân khế còn với ngươi, ngươi không cần sốt ruột. Nàng thanh âm dừng một chút lại hỏi, vẫn là, ngươi đã có tâm di người. Hồi đại cô nương, ta nương nàng, đã cho ta tìm một môn việc hôn nhân. Xuân Hạnh nói lời này khi bên tai phím hồng nguyên bản lời này là không nên nói nàng một cái bán thân gia hoàng cha mẹ không có tư cách này cho nàng tìm việc hôn nhân nên gã ai toàn bằng là chủ tử một câu nghe xuân hạnh nói như vậy nàng hợp trong tay sách vở cười nhạt đây là chuyện tốt ngươi nương cho ngươi tìm kia hộ nhân gia đáng tin sao người là làm gì đó cha mẹ chồng thế nào đảo không phải bạch khanh ngôn đối việc này cảm thấy hứng thú chỉ là xuân hạnh kia một đôi cha mẹ là cái cái gì tâm tính nàng nghe đồng ma ma đề qua sợ xuân hạnh cha mẹ vì bạc đem xuân hạnh lung tung hứa người rốt cuộc chủ tớ một hồi tổng không thể nhìn nàng nhập hố lửa xuân hạnh lỗ tai càng đỏ là hộ bộ thượng thư phủ con vợ lẽ lục công tử bởi vì lục công tử chính thê khó sinh bị thương thân mình không thể tái sinh tưởng tìm một vị lương thiếp nối giỏi tông đường hộ bộ thượng thư sở trung hưng con vợ lẽ bạch thanh ngôn hiếp hiếp mắt hộ bộ thượng thư sở trung hưng bên ngoài thượng là đã từng tính vương người nhưng thực tế thượng là tả tướng lý mậu người tuy rằng sở trung hưng tàn thâm nhưng đến ít với đời trước trải qua bạch khanh ngôn vẫn là biết đến nàng rủ mắt nhìn phủ quỳ trên mặt đất xuân hạnh ánh mắt phai nhạt xuống dưới người bình thường gia chính đầu nương tử không muốn làm lại muốn thượng vội vàng đi thượng thư phủ làm con vợ lẽ thiếp thất nàng không có bực tùy tay đem sách vỡ gác ở sơn đen tiểu phương trên bàn xuân hạnh đây là ngươi nương ý tứ vẫn là ngươi cũng là ý tứ này xuân hạnh sờ không rõ ràng lắm đại cô nương lời này là bực vẫn là không bực trong lúc nhất thời không dám nói, cắn môi cúi đầu không hé răng. Xuân Hạnh, huân quý nhân gia thiếp thất, cho dù là lương thiếp cũng chỉ là một cái nô tỳ, tương lai hài tử không thể gọi ngươi mẫu thân, không thể cùng ngươi thân cận, nếu chiếu ngươi nói thượng thư phủ lục công tử chính thê khó sinh bị thương thân mình, vậy càng không thể đem hài tử đặt ở bên cạnh ngươi dưỡng, thậm chí còn có ở sinh sản khi bỏ mẹ lấy con. Này đó hậu trạch việc xấu xa chúng ta quốc công phủ không có, không đại biểu khác phủ đệ không có. Bạch Khanh Ngôn hướng dẫn từng bước. Lời này hướng thâm nói, Bạch Khanh Ngôn sợ Xuân Hạnh nghe không hiểu, chỉ có thể lựa chút nàng nghe được minh bạch nói. Rốt cuộc, Xuân Hạnh trước nay đến bên người nàng bắt đầu, không có đã làm cái gì xin lỗi nàng sự, có thể nói thông. Chủ tớ hai đừng nháo quá khó coi, cũng coi như là toàn tình cảm. Xuân Hạnh nghe được Bạch Khanh Ngôn lời này, thân mình rung lên. Nhưng mặc dù là chúng ta trong phủ, di nương bên người tuy rằng có nha đầu hầu hạ, áo cơm vô ưu, ngươi gặp qua cái nào thứ tử thứ nữ cùng di nương thân cận. Ngươi lại gặp qua chúng ta trong phủ cái nào di nương dám không muốn sống tiền thượng cô nương công tử. Di nương tuy rằng không cần ở chủ mẫu trước mặt sớm tối thưa hầu thanh am, nhưng liền chính mình sân đều không thể ra. Nàng thấp thấp thở dài một hơi, xuân hạnh, người tâm không thể quá lớn. Di nương tự cổ chí kim đều không phải như vậy dễ làm. Huân quý nhân gia di nương càng không dễ làm, một cái không lưu ý liền ném mệnh chi bằng làm đồng ma ma cho ngươi tìm một nhà giàu có và đông đúc nhân gia, làm người chính thê tới thoải mái. Xuân Hạnh nghĩ đến ngày ấy cho nàng giải vây anh Tuấn công tử ca, cắn môi dưới, chính là nàng tin tưởng thượng thư phủ lục công tử đối nàng là có tình, có thượng thư phủ lục công tử ở, nhất định sẽ che chở nàng. Xuân Hạnh vành mắt đỏ hồng, hạ quyết tâm giống nhau thật mạnh đối Bạch khanh Ngôn dập đầu sau, ngẩng đầu nói, vọng đại cô nương thành toàn. Bạch khanh Ngôn nhấp môi, đáp ở sách vở thượng tay nhẹ nhàng vỗ về sách vở bên cạnh, thấy Xuân Hạnh một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng, lại nói, Xuân Hạnh, ngươi có biết thượng thư phủ chọn ngươi làm bọn họ trong phủ con vợ lẽ di nương, có lẽ là bởi vì ngươi là ta bên người bên người đại A đầu quan hệ. Không phải đại cô nương. Khẳng định không phải, ta ngày ấy về nhà trên đường bị người trộm túi tiền, mua đồ vật không có tiền bị lão bản làm như là ăn trộm, bắt lấy ta muốn đi gặp quan, là thượng thư phủ lục công tử thay ta giải vây. Xuân Hạnh vội vàng giải thích. Nàng vuốt ve gáy sách tay một đốn. Nếu là vừa mới còn không xác định thượng thư phủ là hướng về phía nàng tới, như vậy giờ phút này, nàng đã có thể xác nhận là hướng về phía nàng mà đến. Chương 298. Đầu tiên là thiết kế xảo ngộ giải vây, lại là tới cửa làm mai, nhưng thật ra tính đến thực hảo a. Chính là Lý Mậu đây là muốn dùng Xuân Hạnh làm cái gì? Thấy Bạch Khanh Ngôn Lâm vào trầm tư bên trong, Xuân Hạnh lại lần nữa dập đầu, Thượng thư phủ Lục công tử thích nô tỳ, nô tỳ cũng thích Thượng thư phủ Lục công tử. Nơi này tuyệt đối không có gì âm mưu, cầu đại cô nương thành toàn. Nếu đại cô nương có thể cho phép, Xuân Hạnh chính là làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp đại cô nương. Nàng hoàng hồn rũ mắt nhìn quỳ trên mặt đất lễ bái Xuân Hạnh, không nghĩ tới Xuân Hạnh thế nhưng có thể nói ra. Nơi này tuyệt không âm mưu nói như vậy. Là nàng xem thường Xuân Hạnh, Xuân Hạnh có thể so nàng nghĩ đến thông minh nhiều, trong lòng hẳn là cũng là. Minh Bạch. Nếu Xuân Hạnh minh bạch, cũng hảo lộ là mỗi người chính mình tuyển, hậu quả cũng muốn chính mình gánh vác. Nàng lại nói, ngươi có biết ngươi là ký bán mình khế, cho nên ngươi cha mẹ nhưng không có tư cách cho ngươi làm mai. Xuân Hạnh thân mình rung lên, nhúc nhắc sợ sệt ngẩng đầu nhìn đại cô nương, đại. Đại cô nương, ngươi là của ta bên người đại A đầu, không thể so bình thường nha đầu, hoặc là. Chính là ở Bạch Phủ tìm cái thỏa đáng xứng ngươi, hoặc là chính là đắc tội chủ tử đem ngươi bán đi đi ra ngoài, lưu ngươi một cái mệnh đều xem như nhân từ. Đại cô nương. Xuân Hạnh sợ không chuẩn đại cô nương ý tứ. Nếu ngươi muốn đi nhà người khác làm di nương, vì tránh cho về sau chúng ta chủ tớ nháo đến khó coi, ta chỉ có thể tìm cái lấy cớ đem ngươi bán đi, đến lúc đó ngươi làm mẫu thân ngươi đem ngươi chụp lại, ngươi kết hôn liền cùng chúng ta Bạch phủ không người có quan hệ gì đâu buộc lại. Bạch Khanh Ngôn nhìn Xuân Hạnh con ngươi bình tĩnh lại đạm mạc. Xuân Hạnh khiếp sợ mở to mắt, nhưng nếu là như thế, nàng liền không phải quận chúa bên người bên người đại a đầu hơn nữa xuất giá. Đại cô nương cũng khẳng định sẽ không thấy nàng chuẩn bị của hồi môn. Nếu ngươi nói thượng thư phủ chọn lựa ngươi làm lục công tử lương thiếp, không phải bởi vì ngươi thân phận là ta đại A đầu duyên cớ, trong đó cũng không có gì âm mưu, thượng thư phủ lục công tử chỉ là muốn ngươi người này. Như vậy, mặc dù ngươi đã không có quận chúa bên người đại A đầu thân phận, thượng thư phủ vẫn là sẽ muốn ngươi. Chính là đại cô nương, nô tỳ bị bán. Trên người đã có thể có vết nhơ. Xuân Hạnh gấp hướng trước bò hai bước, cầu đại cô nương khai ân a. À. Bạch Thanh Ngôn nhìn luôn luôn bổn phận không hiển lộ thông minh Xuân Hạnh, nàng giờ phút này xem như biết Xuân Hạnh kỳ thật trong lòng cái gì đều minh bạch, điển hình sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Xuân Hạnh, ngươi là bán thân nha đầu, cha mẹ ngươi cho ngươi tìm việc hôn nhân đã là không thỏa đáng. Cây mía không có hai đầu ngọt, ngươi đã muốn vàng cao chi, lại muốn nương Trấn Quốc quận chúa bên người đại a đầu thân phận nâng lên giá trị con người thiên hạ chuyện tốt tổng không thể đều làm ngươi một người chiếm hết đi. Tuy nói ta sợ đối bên người nha đầu luôn luôn không sai, khá vậy quyết không thể làm nha đầu đặng cái mũi lên mặt, ngươi hiểu chưa? Xuân Hạnh rung lên, cổ họng quay cuồng, đột nhiên liền nghĩ tới Xuân Nghiên. Tính khởi tình cảm, đại cô nương cùng Xuân Nghiên tình cảm chính là muốn so nàng càng sâu, chính là như vậy nha đầu phạm sai lầm. Vẫn là bị đại cô nương cấp đánh cuối cùng chết ở ngục trung, cho nên nàng vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, không làm cái gì chọc đại cô nương không mau sự tình. Liền lúc này đây du cũ, cũng không có thương tổn đại cô nương cái gì, chính là tưởng lưu trữ đã từng hầu hạ quá đại cô nương. Đã làm đại cô nương đại a đầu này phân thể diện, này đều không được sao. Thấy Xuân Hạnh không nói lời nào, Bạch Khanh Ngôn gọi một tiếng, đồng ma ma. Xuân Hạnh thân mình rung lên, đem đầu rũ đến càng thấp chút. Đồng ma ma theo tiếng tiến vào, đại cô nương. Xuân Hạnh ngươi đã có tâm tư khác, ta này trấn quốc quận chúa phủ cũng liền không cường lưu ngươi tối nay ngươi đi phòng chất của ngốc cả đêm ta cũng liền không cần vất vả đồng ma ma gọi mẹ mình tử vào phủ lại làm cha mẹ ngươi đem ngươi mua trở về như vậy phiền toái ngày mai sáng sớm đồng ma ma sẽ phái người thông tri cha mẹ ngươi tới lãnh ngươi về nhà bạch thanh ngôn này xem như giải quyết dứt khoát đại cô nương đại cô nương cầu ngài cho ta lưu lại một phần thể diện cầu đại cô nương lưu ta một phần thể diện xuân hạnh khóc kêu thể diện là chính mình tránh, không phải người khác cấp. Chính đầu thê thất thể diện ngươi đều không cần, lúc này muốn một cái nha hoàng thể diện. Bạch Thanh Ngôn Thanh âm bình tĩnh, ta sẽ không đối ngoại nói ngươi phạm vào cái gì sai, lại cũng sẽ buông lời nói đi, trấn quốc quận chúa phủ ngày sau sẽ không lại dùng ngươi cùng với cùng ngươi quan hệ họ hàng nhân gia, ngươi tự giải quyết cho tốt. Xuân Hạnh còn tưởng lại cầu, lại bị đồng ma ma xả một cái cánh tay ra bên ngoài kéo. Nàng mắt lạnh nhìn Xuân Hạnh quỳ không đứng dậy, khóc lóc hướng nàng phương hướng bò, đại cô nương. Cầu đại cô nương khai ân A. À. Cầu đại cô nương lưu ta một cái đường sống A. À. Xuân hạnh, ngươi lòng dạ nhi cao, đối thượng thư phủ lục công tử sinh tình muốn đi làm di nương, ta không ngăn cản ngươi, nhưng nếu các ngươi lưỡng tình tương duyệt, ta làm cha mẹ ngươi lãnh ngươi ra phủ. Ngươi như thế nào lại không vui làm ta thả ngươi đường sống? Có thể thấy được. Ngươi trong lòng là rõ ràng thượng thư phủ vì cái gì sẽ tìm ngươi đương lương thiếp. Xuân hạnh hai chân nhũng ra, nhìn Bạch khanh Ngôn quạng cua ẻ bình đạm ánh mắt, tiếng khóc ngừng lại một chút. Ta không chấp nhận được bên người người có nhị tâm, ngươi nếu không biết nguyên do, ta có thể thông cảm ngươi vô tri, nhưng ngươi nếu muốn trang vô tri, nương ta thấy ngươi bắt tiền đồ. Đó là không thể. Đại cô nương. Đại cô nương nô tỳ không có. Cầu đại cô nương tha nô tỳ đi. Đồng ma ma tay kính nhi đại, đôi tay kéo xuân hạnh hạ nách, cắn răng đem làm ra bên ngoài túng. Đại cô nương. Ngài tha nô tỳ đi. Cầu ngài niệm ở Xuân Hạnh nhiều năm hầu hạ chưa từng đi quá giới hạn phần thường. Ngươi nếu lại ồn ào đi xuống kinh động mẫu thân, ta cũng chỉ có thể thỉnh mẹ mình tử vào phủ. Không đợi Xuân Hạnh nói xong, Bạch Khanh Ngôn liền banh mặt mở miệng, nửa phần tình cảm đều không có lưu. Xuân Hạnh lập tức im tiếng, nước mắt đại tích đại tích đi xuống rớt. Nhưng Bạch Khanh Ngôn tâm lại lạnh hơn chút, Xuân Hạnh cái này nha đầu. Quả nhiên là cái thông minh, nhưng nàng càng thông minh bạch khanh ngôn liền càng là trái tim băng giá nàng tự hỏi đối bên người nha hoàng vú già đều thập phần khoan dung lại dưỡng ra xuân nghiên cùng xuân hạnh như vậy nha đầu lúc trước xuân nghiên là thật sự xuẩn cho nên làm chuyện ngu xuẩn nhưng xuân nghiên đối lương vương ít nhất kia phân tình là thật sự hiện giờ xuân hạnh là thật sự thông minh lại vẫn là làm chuyện ngu xuẩn là bởi vì nàng đem người khác đều trở thành cái ngốc tử một lòng tưởng phàn cao chi xuân hạnh như vậy nô tỳ so xuân nghiên càng đáng giận cũng càng cần nửa phòng bị. Hôm nay làm Xuân Hạnh đi phòng chất củi, ngày mai làm Xuân Hạnh cha mẹ đem nàng lãnh trở về, lại phóng lời nói trấn quốc quận chúa phủ về sau quyết không thể dùng Xuân Hạnh, cùng với Xuân Hạnh quan hệ họ hàng nhân gia, mặc dù quốc công phủ không nói Xuân Hạnh phạm vào cái gì sai, người khác cũng có thể đoán ra Xuân Hạnh tất nhiên là phạm vào đại sai. Như thế, liền tính thượng thư phủ vẫn là muốn Xuân Hạnh cái này bị đuổi ra chủ tử đuổi ra phủ phạm sai lầm nha đầu, trừ bỏ ở Xuân Hạnh nơi này hỏi thăm hỏi thăm nàng sự tình, cũng dùng làm không được mặt khác sử dụng. May mà, Bạch Khanh Ngôn còn tính quá tin được Xuân Hạnh, giống nhau làm việc đều là đem Xuân Hạnh tránh đi. Xuân Hạnh bị đồng ma ma khóa tiếng phòng chất củi sự, thực mau quốc công phủ liền mọi người đều biết, nghị luận sôi nổi, suy đoán Xuân Hạnh rốt cuộc phạm vào cái gì đại sai. Chương 299 tắm 3 ngày Ai ngờ, Xuân Hạnh mẫu thân vừa đến trấn quốc quận chúa phủ, liền nghe hạ nhân nói, Xuân Hạnh đêm qua bị quận chúa quan vào phòng chất củi, nàng lúc ấy liền cảm thấy không tốt, vội tất cửa nách trong cửa bà tử tắt một cái túi tiền, đè thấp thanh âm cung kính nói, lão tỷ tỷ, chính là nhà ta kia nha đầu không biết nặng nhẹ đắc tội quận chúa A. Ta như thế nào nghe nói nhà ta kia nha đầu bị quan tiếng phòng chất củi. Khi trong cửa bà tử ước lượng túi tiền phân lượng, nhìn tả hữu không người vội nhét vào cổ tay áo, nói, ta nghe nói, nhà các ngươi kia nha đầu tay chân không sạch sẽ, trọng đại cô nương đồ vật, lúc này mới bị xử trí. Xuân hạnh nương sắc mặt trắng nhợt, chuyện này không có khả năng ta chính mình nữ nhi lòng ta rõ ràng, nàng tuyệt không sẽ mí mắt như vậy thiển. Nàng lập tức liền phải đi thượng thư phủ đương di nương, muốn cái gì dạng trang sức không có đáng giá trộm quận chúa. Khi bà tử thấy Xuân Hạnh nương ồn ào, sợ tới mức tả hữu mắt nhìn, trừng mắt Xuân Hạnh nương nói, đại cô nương niệm cùng các ngươi gia Xuân Hạnh tình cảm không có làm mẹ mình tử tới đã là cho thiên đại thể diện, ngươi nếu là không nghĩ muốn mặt ngươi cũng chỉ quản ở chỗ này ồn ào. Nói xong, khi bà tử vung tay áo, quay đầu vào cửa trong phòng. Xuân Hạnh nương sắc mặt khó coi, trong lòng gấp đến độ không được. Nếu là làm thượng thư phủ quản sự biết Xuân Hạnh là bị Trấn Quốc quận chúa phủ xử lý thả ra nha đầu, khẳng định không thể muốn Xuân Hạnh kia. Thượng thư phủ hứa hẹn kia một tuyệt bút bạc chẳng phải là liền phải bay. Nhân gia hộ bộ thượng thư phủ muốn lương thiếp, bao nhiêu người gia tước tiêm đầu tưởng đem nữ nhi hướng thượng thư phủ đưa, nếu không phải bởi vì Xuân Hạnh là Trấn quốc quận chúa bên người nha đầu, nhân gia thượng thư phủ như thế nào sẽ thay con nối giỏi tuyển nàng nữ nhi? Tuy nói là cái con vợ lẽ, nhưng kia tốt xấu cũng là thượng thư phủ công tử A. Xuân Hạnh nương đôi mắt hạt châu xoay chuyển, nghĩ nếu trấn quốc quận chúa đối nàng nữ nhi còn có tình cảm không muốn đem sự tình nháo đại, kia không bằng liền trước gạt việc này, đối ngoại liền nói quận chúa ban ân điển phóng nàng nữ nhi ra phủ. Chờ nàng nữ nhi gả vào thượng thư phủ, đến lúc đó ván đã đóng thuyền sinh mễ thuộc cơm, kia thượng thư phủ công tử ngủ hắn nữ nhi, tổng không thể còn trơ mặt tới muốn bạc đi hạ quyết tâm, Xuân Hạnh Nương liền ở cửa chờ. Không bao lâu, ở phòng chất củi đãi một đêm, vẻ mặt tiều tụy Xuân Hạnh trong khuỷu tay treo một cái tiểu tay nải, từ trấn quốc quận chúa phủ cửa nách ra tới. Xuân Hạnh vừa thấy đến chính mình mẫu thân, liền soạch soạch rớt nước mắt. Cái gì đều đừng nói. Xuân Hạnh Nương bắt lấy Xuân Hạnh thủ đoạn nhi, đè thấp thanh âm nói, đại cô Nương ân đức thả ngươi ra phủ đây là chuyện tốt, đừng khóc. Nghe ra nàng nương lời nói có ẩn ý, Xuân Hạnh chính là nhìn xuống nước mắt, chính là nương, ta bán mình thế còn không có bắt được." Nàng nương ngẩn ra, hướng tới Trấn Quốc quận chúa phủ hai phiến sơn đen môn mắt nhìn, gắt gao nắm chặt Xuân Hạnh tay nói, về trước gia lại nói. Xuân Hạnh gật gật đầu cùng nàng nương thượng thuê tới xe ngựa, chậm rãi rời đi Trấn Quốc quận chúa phủ sau cửa nách. Trong viện Bạch Khanh Ngôn ngồi xổm xong rồi mã bộ, đang ở luyện Hồng Anh ngân thương, nghe đồng ma ma nói Xuân Hạnh bị nàng nương mang đi, Bạch Khanh Ngôn gật gật đầu từ xuân đào trong tay tiếp nhận khăn xoa xoa trên mặt cùng trên cổ hãng nói: ma ma lo lắng lại từ người hầu chọn một cái thế xuân hạnh vị trí là đồng ma ma nhúng người hành lễ lúc sau lại nói đại cô nương còn có một chuyện dựa theo đại cô nương phân phó lão nô đi hỏi kia trong cửa bà tử sáng nay xuân hạnh nương tới khi tình huống kia bà tử nói nàng nói xuân hạnh tay chân không sạch sẽ xuân hạnh nương liền ở chúng ta phủ cửa kêu la nói nàng nữ nhi phải gả nhập thượng thư phủ làm di nương sao lại không biết nghĩ tới cái gì liền thu thanh xuân hạnh đi ra ngoài khóc thời điểm còn bị nàng nương cấp ngăn trở, cho nên lão nô liền tự chủ trương khấu hạ xuân hạnh bán mình khế, tính toán hôm nay buổi trưa bác cô nương tắm ba ngày yến kết thúc sau, tự mình đưa đi. Thuận tiện nói cho xuân hạnh hàng xóm, về sau phàm là cùng xuân hạnh gia quan hệ họ hàng chúng ta quốc công phủ một mực không cần, đỡ phải này xuân hạnh đến lúc đó làm ra cái gì ném đại cô nương mặt. Nếu đại cô nương cảm thấy không thỏa đáng, lão nô này liền phái cá nhân lặng lẽ đem thân khế đưa đi. Đồng ma ma đã biết sự tình ngọn nguồn, nguyên bản là chuẩn bị dựa theo Bạch Khanh Ngôn phân phó đem bán mình khế còn cấp Xuân Hạnh. Nhưng tưởng tượng đến Xuân Hạnh cái kia toản ở tiền mắt nhi nương, liền sửa lại chủ ý, chỉ có đem. Chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, Xuân Hạnh cùng Xuân Hạnh kia toàn gia, mới không thể đánh nhà bọn họ đại cô nương cờ hiệu vì bọn họ chính mình gom tiền. Bằng không, tương lai nếu là xảy ra chuyện, người khác nhưng đều muốn tính ở nhà bọn họ đại cô nương trên đầu. Mama suy xét thực thỏa đáng, liền ấn mama nói làm đi bạch khanh ngôn đem khăn đặt ở xuân đào bưng sơn đen khay nâng chung trà lên nhấp một cái miệng nhỏ hôm nay tổ mẫu phải về tới liền luyện đến nơi này xuân đào gật đầu xưng là phái cái nha đầu đi truyền đồ ăn sáng hôm nay tổ mẫu muốn đem cái kia lư cô nương mang về tới cho dù là làm bộ dáng tổ mẫu cũng làm ra một bộ đối này lư cô nương để bụng bộ dáng đặc biệt tưởng ma ma truyền lời trở về nói làm phiền đổng thị phái người đem phía trước bạch tố thu sơn dọn dẹp ra tới cấp vị này lư cô nương trụ Đổng thị cả kinh, mấy năm nay Bạch Tố Thu Thu sương viện trong phủ vẫn luôn lưu trữ, mỗi ngày đều phái người quét tước, đại trưởng công chúa khi nào tưởng Bạch Tố Thu liền đi ngồi ngồi xuống, khi trong viện năm đó Bạch Tố Thu gieo quả hồng thụ hiện giờ vụn vặt đều đã ra tường viện. Mãn phủ thượng hạ, liền không ai không đối cái này lưu cô nương tò mò, ngay cả Bạch Cẩm Tú đều là sáng sớm đóng xe trở về, vì sớm nhìn thấy hiện giờ ở đại đô thành trung điên truyền Bạch Tố Thu chuyển thế ngược lại là đi theo Bạch Khanh Ngôn cùng đi gặp qua đại trưởng công chúa cùng Lư Cô Nương Bạch Cẩm Trĩ, cuối cùng một cái tới trường thọ viện, quy quy củ củ đối đại trưởng công chúa hành lễ sau đứng ở một bên, đôi mắt cũng không hướng đứng ở đại trưởng công chúa bên cạnh người Lư Cô Nương trên người nó. Tam phu nhân Lý Thị nhìn Bạch Cẩm Trĩ ổn trọng bộ dáng, còn tưởng rằng nữ nhi biên quan một chuyến rèn luyện sửa lại tính tình, trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Mọi người bồi đại trưởng công chúa gặp qua mới sinh ra đích tôn nữ, đại trưởng công chúa cấp bạch viễn thanh một bộ bồ câu huyết đá quý đồ trang sức coi như lễ gặp mặt cười đến không khép miệng được tuy rằng nói đại trưởng công chúa trong lòng vẫn là có tiếc nuối cảm thấy đứa nhỏ này đáng tiếc không phải cái tiểu tử nhưng tưởng tượng đến không phải cái tiểu tử phản đến có thể bảo toàn gia bình an tâm lý là lại chua xót lại khổ sở nhìn bà mụ đem thịnh có ngải dịp hòe điều chờ trung thuốc tắm canh chậu đặc hảo các trưởng bối thêm bồn khi bà mụ trong miệng nói các tường lời nói vô cùng náo nhiệt thu đuôi, cầm tiền thưởng. Này tiểu nha đầu bộ dáng này, nhưng thật ra làm ta nghĩ tới A Bảo ra tiếng là lúc đại trưởng công chúa con ngươi phím hồng, cười nói, cũng là như thế này hiếm thấy xinh đẹp, trắng nõn sạch sẽ. Khi hài tử bị đại trưởng công chúa ôm vào trong ngực, tay nhỏ múa may bắt lấy đại trưởng công chúa ngón tay khanh khách cười không ngừng, tam phu nhân Lý Thị nói, đứa nhỏ này cùng A Bảo giống nhau, cùng mẫu thân có duyên. Đại trưởng công chúa gật gật đầu, đem hài tử còn cấp nhũ mẫu, lại dặn dò ngũ phu nhân tề thị hảo hảo dưỡng. Chương 300 định đoạt Không bao lâu, ngũ phu nhân tề thị nhà mẹ đẻ tẩu tử cũng tới. Nguyên bản ngũ phu nhân ý tứ là hài tử tắm ba ngày liền không lớn làm, vừa lúc đại trưởng công chúa trở về, toàn gia ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm cũng là được. Tề đại phu nhân cười khanh khách cùng ngũ phu nhân tề thị nói giỡn, nói hôm qua ngũ phu nhân cùng tề lão thái quân đàm phán thất bại, lão thái quân đây là không bỏ được sĩ diện rồi lại nhớ nữ nhi ngoại tôn nữ nhi, liền đem nàng chi lại đây, cầu nhà bọn họ cô nãi nãi ngàn vạn đừng đem nàng đuổi ra đi. Đều nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đổng thị cười ha hả đem người nghênh tiến vào. Không bao lâu, đổng thị nhà mẹ đẻ tổ tử tống thị cũng mang theo nữ nhi tới. May mắn đổng thị có chuẩn bị, làm hạ nhân nhiều bị mấy bàn bàn tiệc, vô cùng náo nhiệt cấp bạch gia thứ tám nữ bạch tuyển thanh làm tắm ba ngày yến. Làm người không thể tưởng được, là thái tử phi cũng phái người đưa tới hạ lễ. Nói là tặng lễ, Bạch Thanh Ngôn trong lòng biết Thái tử Phi đây là phái người tới xem lư cô nương rốt cuộc lớn lên là cái bộ dáng gì. Đại đô thành huân quý nhân gia xem hướng gió, chủ mẫu đều phái mặt bà tử ma ma minh tặng lễ, ám tới xem lư cô nương. Ai biết đại trưởng công chúa đem lư cô nương tàn cực hảo, người khác hỏi đại trưởng công chúa bên người tưởng ma ma, tưởng ma ma đều nói lư cô nương vì đại trưởng công chúa hái thuốc thời điểm thương tới rồi cánh tay, ở thu sương viện tỉnh dưỡng. Tắm ba ngày bữa tiệc, đại trưởng công chúa khó được uống lên mấy chén hoa quế rượu nhưỡng, hai má hồng đến lợi hại. Bạch Khanh Ngôn cùng Bạch Cẩm Tú đem đại trưởng công chúa đưa về trường thọ viện, làm người tỳ nữ cấp đại trưởng công chúa thượng trà, liền nghe đại trưởng công chúa nói, nghe nói ngươi đuổi rồi bên người một cái đại a đầu. Nguyên bản tưởng cấp kia nha đầu tìm hảo nhân gia, kết quả nàng tâm đại, cầu ta làm nàng chuột thân, muốn đi hộ bộ thượng thư trong phủ. Cấp hộ bộ thượng thư con vợ lẽ đương di nương. Bạch Khanh Ngôn tiếp nhận tưởng ma ma phụng trà đại trưởng công chúa cùng Bạch Cẩm Tú đều là nhân vật kiểu gì, vừa nghe liền biết bên trong sợ là có việc nhi. Nếu không hộ bộ thượng thư phủ mặc dù là cái con vợ lẽ, ở trong phủ tìm cái nha đầu nâng di nương không được sao? Một hai phải nhà người khác bán mình tiện nô đương di nương. Tổ mẫu không cần lo lắng việc này, đồng ma ma trong chốc lát sẽ phái người đem thân khế đưa đến Xuân Hạnh trong nhà, cũng sẽ làm rõ. Ngày sau chúng ta bạch gia sẽ không lại dùng bất luận cái gì cùng Xuân Hạnh trong nhà quan hệ họ hàng người. người nha, chính là quá thiện tâm đại trưởng công chúa giơ tay chỉ chỉ bạch thanh ngôn ánh mắt bình tĩnh thanh âm lại cực kỳ sát phạt quyết đoán loại này tiện nô nên trực tiếp đánh chết xong việc để tránh lưu hậu hoạn đại trưởng công chúa buông trong tay chén trà gọi một tiếng tưởng ma ma ngươi đi dặn dò đồng ma ma đi cái kia tiện nô gia minh nói kia tiện nô tay chân không sạch sẽ trộm quận chúa trong phòng trang sức kia cây trâm là tiên hoàng hậu di vật ta nhiều năm trước thưởng cho quận chúa khi tiện nữ thấy quận chúa nhiều năm ác đáy hòm, cho rằng quận chúa đã quên này cây trâm, tưởng trộn đổi bạc, quận chúa thiện tâm sợ ta hôm nay hồi phủ muốn kia tiện nô mệnh, cho nên mới suốt đêm đem người thả ra phủ đi. Là Tưởng ma ma lên tiếng Đồng ma ma là cái đanh đá có khả năng, tưởng ma ma như vậy vừa nói, đồng ma ma liền biết hẳn là như thế nào làm, liên tục gật đầu, lên xe ngựa đi trước Xuân Hạnh ra đi. Đại trưởng công chúa náo nhiệt sáng sớm thượng, lúc này mệt mỏi, bạch khanh ngôn cùng bạch cẩm tú hầu hạ đại trưởng công chúa nghỉ ngơi mới cầm tay từ trường thọ viện ra tới ta tuy rằng chưa từng gặp qua cô cô khá vậy cảm thấy cái kia lư cô nương đích xác so với kia cái thu quý nhân càng giống bức họa cuộn tròn thượng cô cô tổ mẫu tính toán đưa vị này lư cô nương tiến cung sao bạch cẩm tú nhíu mày hỏi tố thu cô cô sở dĩ làm kim thượng đến nay khó quên còn không phải là bởi vì kim thượng chưa từng được đến quá bạch khanh ngôn chậm rãi nói Nàng vừa dứt lời, liền thấy Tần ma ma vội vàng mà đến, hành lễ sau nói, "Đại cô nương, Tiêu Tiên Sinh tới, nói đến cấp bác cô nương đưa lễ tắm ba ngày, này lễ đưa quá mức quý trọng, phu nhân chối từ, nhưng vị kia Tiêu Tiên Sinh liền nói làm đại cô nương qua đi xem sau định đoạt thu cùng không thu." Nói, Tần ma ma quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm Tú nói, "Vẫn là nhị cô gia bồi cùng nhau tới." Bạch Cẩm Tú rất là ngoài ý muốn, nàng đối vị này Tiêu Tiên Sinh ấn tượng sâu đậm. Không nói đến vị này Tiêu Tiên Sinh là đã từng ra tay trợ quá Bạch gia người, chính là Tần Lãng cũng thường xuyên ở Bạch Cẩm Tú bên tai nhắc tới Tiêu Dung Diễn, thường xuyên khen ngợi Tiêu Dung Diễn khí độ cùng học thức, mỗi khi toàn nói nếu là Tiêu Dung Diễn bỏ thương từ văn, chắc chắn trở thành đương thời văn hào. Nàng quay đầu lại nhìn Bạch Khanh Ngôn, "Trưởng tỷ." Bạch Khanh Ngôn đoán Tiêu Dung Diễn sợ là vì thấy nàng mới đến tặng lễ, nàng gật gật đầu, "Ta qua đi nhìn xem." Bạch Khanh Ngôn, Bạch Cẩm Tú hai người đến lúc đó hách quản gia chính bồi đổng thị ở sảnh ngoài chiêu đãi tiêu dung diễn cùng tần lãng vừa thấy bạch khanh ngôn hai chị em tiến vào tiêu dung diễn cùng tần lãng vội đứng dậy hành lễ tần lãng đối bạch khanh ngôn hành quá lễ sau tiến lên hai bước đỡ lấy có thai bạch cẩm tú quận chúa phu nhân tiêu dung diễn mặt mày mang theo ôn nhuận nho nhã cười nhạt nho nhã lễ độ tiêu tiên sinh bạch khanh ngôn cùng bạch cẩm tú hành lễ hách quản gia cười nói quận chúa tiêu tiên sinh đưa hạ lễ quá mức quý trọng phu nhân chối từ nhưng tiêu tiên sinh lại nói muốn quận chúa xem qua lúc sau lại định đoạt thu cùng không thu bạch khanh ngôn vừa rồi vừa vào cửa liền thấy được bày biện ở chính sảnh trung một tòa phượng hoàng phỉ thúy chạm ngọc là chỉnh khối cực phẩm phỉ thúy tạo hình mà thành tinh oánh dịch thấu ngọc chất thông thấu thủy nhuận không nói lại có nửa cái người như vậy cao có thể nói hy thế trân bảo đừng nói bạch gia như vậy cuộc sống xa hoa nhà chính là trong hoàng cung đình đều khó gặp như vậy bảo bối coi như truyền lại đời sau chi bảo, cũng là dư giả. Đổng thị triều như suy tư gì nữ nhi mắt nhìn, tiêu tiên sinh này lễ không khỏi quá mức quý trọng, chúng ta bạch gia thật sự là gánh không dậy nổi. Nàng bình tĩnh tầm mắt triều tiêu dung diễn sâu thẳm con ngươi nhìn lại, mở miệng, tiêu tiên sinh, mượn một bước nói chuyện. Tiêu dung diễn gật đầu, xoay người đối đổng thị quy quy củ củ hành lễ, lại đối tần lãng cùng bạch cẩm tú chấp tay sau, mới từ dung tự nhiên đi theo bạch khanh ngôn phía sau bước ra ngạch cửa. Tần ma ma, ngươi cùng Xuân Đào bồi quận chúa đi, xem quận chúa có cái gì phân phó, Đổng Thị mở miệng. Tuy rằng nói là ở nhà mình bên trong phủ, nhưng trai chưa cưới nữ chưa gả, Đổng Thị làm tần ma ma cùng Xuân Đào đi theo, xem như tị tị hiềm. Hai người đứng ở bị ánh mặt trời phủ kín trên hành lang, thấp giọng nói chuyện, tần ma ma Xuân Đào đứng ở nơi xa. Yến đế, chuẩn bị làm hồng đại phu buông tay thử xem. Bạch Khanh Ngôn mở miệng, tuy rằng là hỏi câu, nhưng ngữ khí chắc chắn. Đúng là, cho nên diễn lần này tới cửa là vì cầu bạch đại cô nương cho phép làm hồng đại phu lặng lẽ tùy ta huynh trưởng nhập yến tiêu dung diễn ngữ khí thành khẩn đối bạch khanh ngôn lại dài đến đất thỉnh cầu nhiều năm như vậy yến đế nhìn nhiều như vậy đại phu không có một cái đại phu có thể đem yến đế độc chẩn bệnh như thế rõ ràng yến đế trên người là có ba loại độc yến đế là bị hắn phụ hoàng hạ độc mà dư lại hai loại độc đều là vì cứu yến đế mệnh cơ hậu cấp thân thủ rót hạ nguyên bản yến đế không nghĩ thí nhưng cuối cùng vẫn là bị tiêu dung diễn khuyên động